Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 30. Hắn bước một bước ra động thiên, bóng dáng nhoáng lên một cái, xuất hiện trên cầu phía trước thác nước. Hắn mới lấy điện thoại ra, chỉ thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Có đám sử hàng tìm hắn ăn cơm, cũng có Long Nhược Tuyết gọi tới, cộng với chị họ hắn gọi, khoảng chừng hơn 100 tin. Mạc Phàm nhìn thoáng qua tin nhắn chị họ gửi tới, lập tức nhíu mày, biệt thự số 9 Hoàng Đình, nhanh tới, Lâm gia. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt phát lạnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Lúc này còn chưa đến tháng 10, trên hồ nước gần đó đã kết một tầng băng mỏng. Mộc Phong Nhạc và nhân viên anh ta sắp xếp tu sửa trang viên không tự chủ được sợ run người, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử này là ai, vừa rồi trên cầu kia không có người, đến đây lúc nào thế? Một công nhân gãi đầu nói. Mạc tiên sinh, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc vốn sa sút, nhìn thấy Mạc Phàm tự nhiên xuất hiện, trước mắt sáng lên vội vàng chạy tới, kích động nói. Lâm gia ra tay với nhà tôi rồi sao? Trên người Mạc Phàm tràn đầy sát ý, hỏi. Cha gọi nhiều lần như thế, tin nhắn của chị họ nói tới Lâm gia, biểu cảm của Mộc Phong Nhạc cũng là trông mong sao trông mong chăng, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đúng vậy. Trán Mộc Phong Nhạc ứa ra mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh một lát, vẫn gật đầu. Người trong nhà tôi không sao chứ? Người thì không sao, nhưng gần đây vô cùng không dễ chịu. Mộc Phong Nhạc có chút khó xử nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người nhà không sao là tốt rồi. Cho dù trời sập xuống, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ này. Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dạ, ngày hôm sau khi Mạc tiên sinh bế quan, Lâm gia liền lên tiếng, chỉ cần công ty có liên quan đến Mạc gia đều là đối thủ buôn bán với Lâm gia, chưa đến mấy tiếng, cả Giang Nam không ai dám nhận đơn của xưởng dược, cũng không ai dám gửi đơn. 99% công ty hợp tác với xưởng dược hủy bỏ, trong gia tộc hủy hợp đồng có Mộc gia chúng tôi và Sở gia ở thành phố Đông Hải. Mộc Phong Nhạc nói đến đây, cẩn thận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sợ Mạc Phàm giận dữ diệt Mộc gia bọn họ. Mộc gia đoạn tuyệt với tôi, Lan Quý Phi của anh thì sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Mộc Phong Nhạc, hỏi. Mộc Phong Nhạc còn ở đây thu dọn trang viên giúp hắn, chuyện này cho thấy Mộc Phong Nhạc không phản bội hắn. Lan Quý Phi không sao, chỉ đóng cửa một thời gian thôi. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không tức giận, lúc này mới hơi yên tâm. So với Mạc Phàm tức giận, hiện giờ Lan Quý Phi đóng cửa cũng không tính là gì. Mạc Phàm giận dữ, diệt cả Hoàng gia. Sẽ không lâu đâu, tôi sẽ không diệt Mộc gia anh, chỉ khiến Mộc gia anh đổi chủ mà thôi, nói tiếp đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia đầu tư rất nhiều ngành nghề. Với địa vị trên thương trường của Lâm gia, hoàn toàn có thể khiến xưởng dược Mạc gia không còn đường sống, bọn họ tuyệt đối không chỉ khiến xưởng dược Mạc gia dừng sản xuất đơn giản như thế, Lâm gia không nhân từ như vậy. Vì giải quyết khốn cảnh của Mạc gia, Mạc lão tiên sinh và Lưu phu nhân tới tỉnh Giang Nam làm về bất động sản, bọn họ thu mua một công ty điền sản cỡ trung đưa ra thị trường ở tỉnh Giang Nam, khi tiếp nhận công ty điền sản này có giá trị 30 triệu, vừa đến tay Mạc gia, cổ phiếu giảm xuống. Hiện giờ chỉ còn 3 triệu, gần đây còn giảm tiếp nữa. Mộc Phong Nhạc có chút tức giận nói. 30 triệu biến thành 3 triệu, trên cơ bản là bồi đền lợi nhuận một năm của xưởng dược Mạc gia vào. Nhiều tiền như thế biến thành bọt biển, nếu là anh ta chắc chắn đã nhảy lầu rồi. Chắc không chỉ có những chuyện này đâu. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Chỉ bồi đền một phần tiền, không đến mức chị họ sốt ruột gọi điện cho hắn. Mạc tiên sinh anh minh, sau khi Lâm gia lên tiếng, Phương gia, Dư gia, Trương gia, Vương gia, Lý gia, Chu gia ở Giang Nam cũng đều đứng dậy, yêu cầu thế lực liên quan đến Mạc gia, chỉ cần thần phục Lâm gia có thể không nhắc đến chuyện cũ, còn Mạc gia, trừ phi Mạc tiên sinh quỳ dâng trang viên Viên gia, mới nhận được sự tha thứ của Lâm gia, nếu không cả Giang Nam thậm chí là Hoa Hạ sẽ không còn Mạc gia, quy định trong vòng một tháng. Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt. Sắc mặt vô cùng khó coi nói. Phương gia, Dư gia, là 6 nhà phụ thuộc vào Lâm gia, những lời này vừa lan truyền ra, cả tỉnh Giang Nam chấn động. Hiện giờ tỉnh Giang Nam, Đông Hải, Tây Hồ, Bắc Xuyên, Nam Sơn đã có 90% gia tộc đứng về phía Lâm gia, trong đó bao gồm Lý gia, Khổng gia,
Hoa gia và gia tộc khác thành phố Nam Sơn từng thần phục Mạc Phàm. Gia tộc còn lại thì bàng quan, bày tỏ không xen vào phân tranh giữa Mạc gia và Lâm gia. Đây là uy lực của Lâm gia, không động thì thôi, vừa động thì mưa gió đầy tỉnh. Ngoại trừ những chuyện này ra, hôm qua ngân hàng gửi tin tới, nói Mạc lão tiên sinh thu mua công ty vay ngân hàng 200 triệu mua mấy khu ở phía đông, hiện giờ đã đến thời gian trả, hy vọng công ty nhanh trả, nếu không chỉ có thể lấy đất trả nợ, nếu thế chấp, chắc còn nợ trên 100 triệu. Ngân hàng kia là ngân hàng của Lâm gia sao? Mạc Phàm nhíu mày nói. Đúng là ngân hàng của Lâm gia. Mộc Phong Nhạc nói thẳng. Lúc này ánh mắt Mạc Phàm mới phát lạnh, hàn khí bức người tỏa ra từ người hắn. Mạc gia nợ bao nhiêu tiền, hắn đều không để trong lòng. Nợ 100 triệu, hắn có thể kiếm 100 triệu, nợ 1.000 triệu, hắn có thể kiếm 1.000 triệu, không khó đối với hắn. Trái lại chuyện tương tự kiếp trước khiến lửa giận đã lâu của hắn bốc cháy lần nữa. Hắn sớm đã trả hết nợ trong nhà, vương gia cũng bị hắn tiêu diệt, ai biết vẫn không thoát khỏi lực lượng luân hồi. Kết quả Mạc gia vẫn nợ Lâm gia một số lớn, còn nhiều hơn kiếp trước. Kiếp trước Lâm gia mua nợ chưa tới 1 triệu từ vương gia, một đời này cao gấp hơn 100 lần. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu đây? Mộc Phong Nhạc cảm nhận được hàn khí trên người Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Lâm gia thật sự quá cường đại, chỉ trong vòng hơn nửa tháng, liền khiến Mạc gia rơi vào hoàn cảnh như thế. Mộc gia bọn họ coi như là một gia tộc hàng nhất ở Giang Nam, nhưng trước mặt Lâm gia, lập tức yếu đi rất nhiều. Thủ đoạn như thế, đừng nói đối phó Mạc gia, đủ để đối phó bất luận một gia tộc nào ở tỉnh Giang Nam. Anh ta biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng Mạc Phàm không thể vì chút thủ đoạn buôn bán của Lâm gia, liền ra tay với Lâm gia được, dù sao Hoa Hạ cũng là quốc gia có luật lệ. Làm sao bây giờ à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mộc Phong Nhạc một cái, thản nhiên nói. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu bọn họ tự tìm đường chết, vậy để bọn họ chết thật khó coi. Hắn từng nói với Lâm Khuynh Thiên rồi, cách xa hắn mới có thể sống. Nếu Lâm gia nhân lúc hắn bế quan, ép Mạc gia đến bước đường cùng, hắn không bước Lâm gia đến vách núi đen, chẳng phải y tiên bất tử hắn dễ bắt nạt sao? Còn quy tắc ở thế giới này, trói buộc được những người khác, đừng mơ trói buộc được hắn. Đương nhiên hắn sẽ không diệt người Lâm gia đơn giản như thế. Cái gì? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có chút đờ đẫn đi theo Mạc Phàm lên một chiếc xe, đi về phía biệt thự số 9 Hoàng Đình cách nơi này không xa, bên tai mãi vẫn là câu nói kia của Mạc Phàm. Bọn họ tự tìm đường chết, vậy để bọn họ chết thật khó coi. Trong biệt thự số 9 Hoàng Đình, trên mặt cha, lão mẹ Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Lý Thi Vũ, Liệt Hỏa và một đám người đầy mây đen, ngồi trên sofa trong phòng khách. Đối diện là Chu Quân, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, vẻ mặt ông ta khoan thai, nheo mắt liếc nhìn đám cha Mạc Phàm, cuối cùng nhìn về phía cha Mạc Phàm. Mạc Tổng, các ông suy xét thế nào, chuẩn bị trả hết nợ của ngân hàng chúng tôi, hay dùng đồ để thế chấp, chỉ có 3 ngày thôi, nếu đến lúc đó các ông không có tiền, không nói đến giấy tờ thế chấp, phải trả một số tiền phạt lớn, 200 triệu tiền phạt cho vay, không ít đâu. Chu Quân cười nói. Trong phòng khách, đám cha Mạc Phàm nhíu mày. Xưởng dược Mạc gia đã rơi vào tình trạng đóng cửa, gần đây lợi nhuận một năm cũng đang ngâm nước, hiện giờ lại tới món nợ lớn như thế. Bọn họ giống như bị đè một tòa núi to trên người, không thể cử động được. Trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Nguyệt Như tràn đầy tự trách, bà có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Bất động sản là sản nghiệp hot nhất tương lai, bà vốn muốn nhân cơ hội này, để Mạc gia thoát khỏi khó khăn, không ngờ lại hại Mạc gia. Dù sao Mạc gia chỉ có một xưởng dược, cự phách trên thương trường như Lâm gia, chỉ một câu đã khiến xưởng dược đóng cửa, vô cùng đơn giản. Ai biết bà cẩn thận bước trên tầng băng mỏng, vẫn tiến vào trong bẫy của Lâm gia, khiến Mạc gia rơi vào hoàn cảnh ấy. Mạc tiên sinh, hay là tôi đến Bạch gia xem thế nào? Bạch Vô Song nhíu mày, do dự một lát nói. Cô và Tiểu Ngọc được Mạc gia che chở lâu như thế, hiện giờ Mạc gia xảy ra chuyện lớn đến vậy. Tất nhiên cô không thể bỏ mặc. Bạch gia có thể lấy được 100 triệu tiền mặt, nhưng nếu Bạch gia ra tay, tất nhiên Lâm gia sẽ có chỗ cố kỵ. Thôi, cha Mạc Phàm lắc đầu nói. Chuyện mẹ con Bạch Vô Song, ông từng nghe Mạc Phàm nói một lần rồi.
Khi Bạch Gia cầu xin Mạc Gia tha thứ, Mạc Gia không để ý đến. Hiện giờ Mạc Gia bị Lâm Gia ép không ngẩng đầu lên được, Bạch Vô Song đến Bạch Gia cũng không có tác dụng gì. Ông còn chưa mở miệng, Chu Quân cười nói xen vào. Bạch Vô Song, Bạch Đại Tiểu Thư đúng không, nếu cô muốn đến Bạch Gia cầu cứu mà nói, chỗ của tôi có hai tin tức một tốt một xấu. Tin tức xấu là Bạch Gia đã biểu lộ ý với Lâm Gia chúng tôi, sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tin tức tốt ấy à, Lâm Tổng chúng tôi nhớ mãi không quên cô, nếu cô đi gặp Lâm Tổng chúng tôi một chuyến, ha ha, ăn cơm, ngủ gì đó, có lẽ Lâm Tổng chúng tôi sẽ cho các người chậm vài ngày. Chu Quân cười dâm nói. Lâm Tổng ông ta nói là Lâm Thiên Phong Tổng Giám Đốc Xí nghiệp Lâm Thị, gia chủ đương thời của Lâm Gia. Bạch Gia vốn đồng ý hôn sự giữa Lâm Thiên Phong và Bạch Vô Song, Lâm Thiên Phong cũng cảm thấy có hứng thú với Bạch Vô Song, luôn đến Bạch Gia. Ai biết Bạch Vô Song không cần đại thiếu Lâm Gia, thích một tên hai lúa, còn sinh con cho tên hai lúa đó, cuối cùng bỏ trốn với tên hai lúa này, Lâm Thiên Phong luôn canh cánh chuyện này trong lòng, thậm chí là sỉ nhục lớn nhất trong đời. Nếu có thể mang Bạch Vô Song về cho Lâm Thiên Phong sẽ vô cùng cao hứng. Chắc chắn sẽ có ngủ với Bạch Vô Song, dù sao cũng là người phụ nữ từng thích, hiện giờ không chỉ không già đi, trái lại càng xinh đẹp hơn, là đàn ông đều muốn đẩy cô lên giường. Còn Lâm Thiên Phong có thể cho nợ thêm vài ngày hay không, đó là chuyện sau này. Đương nhiên, nếu cộng thêm Lưu Nguyệt như Lưu Phu Nhân đây, chắc chắn Lâm Tổng chúng tôi sẽ càng vui vẻ. Chu Quân nói tiếp. Lưu Nguyệt Như là mỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, đàn ông sẽ ngại nhiều mỹ nữ sao, nhất là người phụ nữ của đối thủ. Bạch Vô Song cắn môi, trên mặt hiện lên do dự. Nếu như vậy sẽ giúp được, cô nguyện ý thử một lần. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm khó coi, lộ ra vẻ giận dữ. Tên bốn mắt đáng chết, ông lặp lại lần nữa thử xem hỏa ra tôi có xé miệng ông ra không. Liệt Hỏa nhìn chằm chằm Chu Quân với vẻ hung dữ tức giận nói. Sau khi vết thương của anh ta khỏi, anh ta liền xuất ngũ đến Mạc Gia, thành lái xe kiêm vệ sĩ của Lưu Nguyệt Như. Anh ta đã sớm không vừa mắt tên bốn mắt này, vậy mà tên bốn mắt này còn dám vũ nhục Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song. Vị tiên sinh này, tôi cũng là vì tốt cho Mạc Gia cậu, nếu Mạc Gia có thể trả nợ cho ngân hàng chúng tôi chắc chắn sẽ không đưa ra ý như thế. Chu Quân nghiêm túc nói, giống như không sợ uy hiếp của Liệt Hỏa. Nơi này là tỉnh Giang Nam. Ông ta thân là quản lý ngân hàng tới của đòi nợ không chỉ làm theo luật, còn là thiên kinh địa nghĩa, tiểu tử này có thể làm gì ông ta? Trái lại ông ta hy vọng Liệt Hỏa dám ra tay với ông ta, nói như vậy, Lâm Gia càng tìm được cớ ra tay với Mạc Gia. Nếu không vì Lâm Gia ông đê tiện vô sỉ, chúng tôi sẽ nợ nhiều tiền như vậy sao? Liệt Hỏa tức giận nói. Ha ha, Chu Quân cười khinh thường, trong mắt đều là khinh miệt. Thương trường như chiến trường. Chuyện ngươi lừa ta gạt quá bình thường, nếu không muốn rơi vào trong cạm bẫy của người khác, thì đừng tiến vào thương trường, hay đứng yên tại chỗ không động là được rồi. Nếu vào, thì đừng trách người khác tâm ngoan thủ lạt, ai bảo Mạc Gia đắc tội với Lâm Gia. Vị tiên sinh này, ngân hàng chúng tôi hợp tác với Mạc Tổng là hai bên tình nguyện, không có một chút đe dọa dụ dỗ hay làm càn, nếu các ông cảm thấy mình mắc mưu, có thể đi tố cáo chúng tôi, nhưng mong mọi người đừng chửi bới ngân hàng chúng tôi. Tôi có thể tố cáo các người tội phỉ bang, tội này không bị mất mạng, nhưng sẽ khiến các ông không chịu nổi đâu. Chu Quân híp mắt nói. Ông nói hay lắm, có tin bây giờ hỏa ra tôi sẽ khiến ông không chịu nổi hay không? Liệt Hỏa nắm chặt tay, nghiến răng nói. Được đó, vậy cậu đến đây đi, xem chúng ta ai không chịu nổi. Chu Quân cười ngoắc ngón tay với Liệt Hỏa. Liệt Hỏa nhíu mày, nắm chặt tay muốn đi qua. Liệt Hỏa, dừng tay. Cha Mạc Phàm vội vàng quát anh ta dừng lại. Không phải ông không tức giận, nhưng không thể ra tay với người này, ra tay chỉ khiến đối phương có cơ hội. Thân thể Liệt Hỏa lập tức bị kiềm hãm, chừng Chu Quân một cái, không cam lòng lùi về. Làm sao vậy, vị tiên sinh này, không phải cậu muốn giáo huấn tôi sao, sao Mạc Tổng nói một câu, cậu không ra tay nữa rồi. Chu Quân chào phúng hỏi. Liệt Hỏa dừng bước, thân thể tức phát run, nhưng vẫn quay trở về. Quản lý Chu, không phải ông tới đây để trêu đùa chúng tôi đấy chứ? Cha Mạc Phàm trầm giọng nói. Đương nhiên không phải, tôi tới nói chuyện chính, nhưng vừa rồi vẫn phải cảm ơn Mạc Tổng, nếu không có khả năng hôm nay tôi phải nằm đi ra ngoài rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính,
Mạc Tổng thế chấp đất cho chúng tôi, hay để Bạch Đại Tiểu Thư và Lưu Phu Nhân theo chúng tôi đây, hiện giờ các ông chỉ có hai lựa chọn này mà thôi. Chu Quân đắc ý nói. Đám cha Mạc Phàm nhíu mày, tràn đầy khó xử. 100 triệu, nhiều tiền như vậy. Tôi đi theo ông. Bạch Vô Song do dự một lát, chậm rãi đứng dậy nói. Cả tôi nữa. Lưu Nguyệt Như cũng nói theo. Hai người vừa mở miệng, trong phòng khách, ngoại trừ Chu Quân ra, sắc mặt mọi người khó coi đến mức tận cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, hai vị mỹ nữ này chọn đúng lắm, đi thôi, Bạch Đại Tiểu Thư, Lưu Phu Nhân. Chu Quân híp mắt cười nói, trên mặt đều là đắc ý. Chỉ là một Mạc gia cũng dám đối nghịch với Lâm gia, tích lũy nợ cho Mạc gia trước, rồi để phụ nữ Mạc gia tự mình leo lên giường Lâm gia. Đương nhiên chuyện này chưa xong đâu, sau này còn trò hay hơn nhiều. Bạch Vô Song và Lưu Nguyệt Như nhìn thoáng qua nhau, trong đôi mắt hiện lên bất đắc dĩ và tuyệt vọng, muốn rời đi với Chu Quân. Đợi một chút. Cha Mạc Phàm nhíu mày, đứng dậy nói. Mạc Tổng, thế nào, ông muốn đi cùng chúng tôi xem sao? Chu Quân quay đầu liếc cha Mạc Phàm một cái, cau mày nói. Tôi đi theo ông một chuyến, hai bọn họ ở lại. Cha Mạc Phàm trầm giọng nói. Cho dù Mạc gia bọn họ nghèo túng, cũng sẽ không bán phụ nữ để đối lấy bình yên. Chu Quân nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường. Lâm gia ra tay với Mạc gia, đó là muốn Mạc gia mất mạng, nếu cha Mạc Phàm đến Lâm gia, đừng mơ ra ngoài. Không chuyện gì vui hơn chuyện chèn ép cha Mạc Phàm. Vậy mà cha Mạc Phàm vì hai quả phụ, đến Lâm gia với ông ta. Nếu là ông ta chắc chắn sẽ đưa Bạch Vô Song và Lâm Nguyệt Như đến Lâm gia, dù sao thêm một ngày sẽ ít đi một ít chuyện xấu, tuy tỷ lệ rất nhỏ. Nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi, rất ngu xuẩn. Mạc Tổng, ông chắc chắn muốn đi một chuyến với tôi sao? Chu Quân hỏi lại. Có vấn đề gì sao, quản lý Chu? Cha Mạc Phàm trầm giọng nói. Trái lại không có vấn đề gì, chỉ là ông đi gặp Lâm Tổng chúng tôi cũng không có tác dụng. Đương nhiên nếu ông rất muốn gặp Lâm Tổng chúng tôi, ông có thể đi cùng Bạch Đại Tiểu Thư và Lưu Phu Nhân một chuyến. Nếu hai vị mỹ nữ này hầu hạ Lâm Tổng chúng tôi vui vẻ, Lâm Tổng chúng tôi sẽ dành chút thời gian gặp ông một lần, nếu không tôi cảm thấy ông nên suy xét đến việc thế chấp đất cho chúng tôi tốt hơn. Chu Quân cười mỉa nói. Ông, cha Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt như sắp phun ra lửa. Hay là như vậy, các ông cứ suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tôi. Chu Quân nhìn thoáng qua đồng hồ Patek Philippe trên tay ông ta cười nói, muốn đứng dậy rời đi. Dù sao ông ta có thời gian, căn bản không cần gấp, sốt ruột là Mạc gia. Lúc này cửa phòng khách mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến. Còn muốn chạy sao, liệt hỏa, ném ông ta ra ngoài. Chu Quân nghe thấy thế không thèm liếc nhìn một cái, cười khinh thường. Ném tôi ra ngoài, tôi xem các người dám không. Nếu Mạc gia dám ra tay với ông ta đã sớm bị ném ra ngoài, cha Mạc Phàm đều chỉ có thể nhịn, người Mạc gia dám làm gì ông ta. Trong phòng khách, những người khác nghe thấy giọng nói này đều lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở cửa, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa hiện lên. Liệt Hỏa, anh còn đứng đó làm gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua Liệt Hỏa ngẩn người, ra lệnh. Dạ, Mạc tiên sinh. Liệt Hỏa thấy là Mạc Phàm, vẻ mặt sửng sốt, lông mày lập tức giãn ra, cười ha ha, sải bước đến chỗ Chu Quân. Anh ta sớm đã muốn ném Chu Quân ra ngoài, nếu Mạc Phàm lên tiếng, anh ta cầu còn không được. Bốn mắt, ông nói ai không dám ném ông ra ngoài. Liệt Hỏa túm lấy cổ áo Chu Quân nói. Chu Quân này mới nhìn Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc đi vào, sắc mặt lập tức thay đổi, không còn một chút đắc ý. Cậu là Mạc Phàm. Cha Mạc Phàm bận tâm chuyện ông ta là người Lâm gia, không dám làm gì ông ta. Nhưng Mạc Phàm lấy trang viên viên ra từ trong tay Lâm Khuynh Thiên, thiếu chút nữa giết người của Lâm Khuynh Thiên nữa. Cậu ta dám đối phó với Lâm Khuynh Thiên, ông ta là một nhân viên của Lâm gia, có gì không dám. Ha ha, Mạc Phàm cười, không thèm quan tâm. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, tôi tới bàn chuyện chính sự, cậu đối xử với tôi như thế, không sợ cảnh sát bắt cậu sao? Chu Quân bối rối nói. Ông đã muốn tìm cảnh sát tới, tôi cho ông cơ hội, đánh gãy dây dây của ông ta. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lạnh lùng nói.
Lâm gia là con kiến trước mặt hắn, người này lại càng không bằng con kiến. Một người như vậy, cũng dám tới nhà hắn dương oai, không biết trời cao đất rộng. Mạc Phàm, cậu! Chu Quân còn chưa nói hết câu. Cậu cái gì mà cậu, ông gọi cảnh sát đi. Liệt Hỏa cười lạnh lùng, một cước đá mạnh vào hạ bộ Chu Quân. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên. Sắc mặt Chu Quân xám như tro tàn, kẹp chặt hai chân, thân thể cong như con tôm, giật giật ngã xuống đất, muốn kêu mà không kêu được. Gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, vừa nhìn là biết rất đau. Liệt Hỏa nhếch miệng cười nhấc Chu Quân lên, tựa như xách một con gà, đi ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, hai tay anh ta trống không đi về. Trong phòng khách, những người khác như được trút hết giận, đi về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cuối cùng em cũng ra rồi, nếu em không ra, thật sự xảy ra chuyện lớn mất. Lý Thi Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi, chị họ, không có chuyện lớn gì đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói, không có một chút lo lắng. Nếu là kiếp trước, Lâm gia dùng thủ đoạn như thế, quả thật bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đợi chết. Nhưng hiện giờ Thiên Sơn Vạn Thủy đột kích, hắn chỉ cười. Đừng nháo, chị nói thật đó. Lý Thi Vũ hơi tức giận nói. Phải biết rằng trên cả địa cầu chỉ có vài người tài sản trên 100 triệu. Những người này, người nào không phải tích lũy một khoảng thời gian. Mạc gia không có nhiều thời gian như thế, chỉ có 3 ngày. Xung quanh bao gồm cả cha mẹ Mạc Phàm, cũng chau mày, không vì Mạc Phàm đến mà lông mày giãn ra. Mạc tiên sinh, chuyện mua công ty điền sản là sai sót của tôi, khiến Mạc gia tổn thất lớn như thế, mong Mạc tiên sinh trách phạt. Lưu Nguyệt như mặc trang phục công sở, lộ ra hết khí chất nữ tổng giám đốc tuyệt sắc, tự trách nói. Bà làm rất tốt, vì sao tôi phải trách phạt bà? Mạc Phàm cười khẽ nói. Bất động sản là nghề kiếm được nhiều tiền trong tương lai, trên bảng Forbes, 10 người hoa hạ thì có 7-8 người mở công ty điền sản. Tỉnh Giang Nam giá nhà từ năm 2007 đến năm 2012 tăng gấp 10 lần, đến năm 2016 lại tăng gấp 3, mãi đến năm 2017 giá nhà vẫn tăng, tuy nhiên tốc độ giảm đi nhiều. Hiện giờ không làm bất động sản, sau này chỉ có thể đưa tiền cho công ty bất động sản. Không thể không nói, Lưu Nguyệt Như rất có mắt buôn bán. Tuy nợ một khoản tiền lớn như thế, cũng không trách được Lưu Nguyệt Như. Với địa vị của Lâm gia trên thương trường, rất khó không rơi vào bẫy của Lâm gia. Cái gì? Lưu Nguyệt Như hơi ngẩn người, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, mãi mà không nói nên lời. Đưa tôi xem những đất công ty thu mua. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lưu Nguyệt Như vội vàng vào phòng ngủ lấy, Mạc Phàm nói vài câu với cha mẹ, đám chị họ. Chỉ một lát sau, Lưu Nguyệt Như cầm mấy tấm bản đồ đi ra, đặt lên trên bàn. Công ty chủ chúng tôi muốn mua một ít đất ở phía đông Giang Nam, hiện giờ khu màu vàng đều là của công ty chúng ta, màu đỏ là của Lâm gia, màu lục là những nơi chưa được người ta khai phá, màu lam là của những công ty khác. Lưu Nguyệt Như chỉ trên bản đồ giải thích. Bà nhìn chúng những khu đất này, mới quyết định mạo hiểm mua công ty kia, nếu không sao bà có thể bí quá hóa liều. Mạc Phàm nhìn lướt qua bản đồ, nhìn mấy khu vực màu vàng kia, lông mày lập tức nhíu lại, trước mắt hơi sáng lên. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người ở trong phòng khách nhíu mày. Rõ ràng bọn họ bị Lâm gia ép không xuyên qua được, còn 3 ngày nữa là phải trả nợ 200 triệu, còn 10 ngày nữa là đến hạn 1 tháng Lâm gia định, Mạc Phàm lại nói Lâm gia sắp xong đời. Tiểu Phàm, còn có biện pháp gì sao? Cha Mạc Phàm cau mày, hỏi. Mạc Phàm mỉm cười, cầm lấy bút vẽ mấy đường trên bản đồ, khoanh tròn vào mấy nơi. Lần này mọi người lại càng nghi ngờ hơn, mấy đường này có thể đánh ngã Lâm gia, chính bọn họ cũng không tin. Ở đây chỉ có Lưu Nguyệt Như là có bộ dạng đăm chiêu, vui mừng sợ hãi lập tức hiện lên trong mắt bà. Mạc tiên sinh, đây là bản đồ quy hoạch đường sắt ngầm ở tỉnh Giang Nam sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Bất động sản Hưng Suy liên quan rất lớn đến phương hướng khai phá của tỉnh Giang Nam. Tỉnh Giang Nam quyết định khai phá nơi nào, chắc chắn bất động sản ở nơi đó sẽ tăng điên cuồng. Ví dụ như năm 1990, tỉnh Giang Nam quyết định khai phá vùng mới giải phóng. Lúc ấy rất nhiều thương nhân điền sản suy đoán tỉnh Giang Nam khai phá khu Giang Tây, cho nên tiêu phí giá cao mua đất khu Giang Tây, đợi nơi đó lên giá, cũng có một số thương nhân điền sản thu mua khu Giang Đông.
Cuối cùng được khai phá là khu Giang Đông, khu đất Giang Tây xuống dốc không phanh, không ít thương nhân điền sản mắc nợ không có năng lực trả, chỉ có thể nhảy lầu. Trái lại một số gia tộc mua đất khu Giang Đông giàu hàng loạt, Lâm gia là một trong số đó. Nếu Mạc Phàm vẽ bản đồ quy hoạch đường sắt ngầm, vậy thì chính là bản đồ quy hoạch tỉnh Giang Nam. Dựa theo bản đồ quy hoạch này, những khu đất bọn họ mua đều dọc xung quanh tuyến đường sắt, một khi công bố bản đồ quy hoạch thành phố, trong một đêm giá sẽ tăng mạnh. Mà khu đất lớn của Lâm gia sẽ lệch khỏi quỹ đạo khai phá rất nhiều, bồi thường tiền là chắc chắn. Không sai. Mạc Phàm cười gật đầu. Nếu hắn nhớ không nhầm, kiếp trước bản đồ đường ray xe lửa tỉnh Giang Nam là như vậy. Những khu đất mà hắn khoanh tròn, đều là khu vực bán rất đắt ở tỉnh Giang Nam sau này. Nếu lúc này mua hết những khu vực xung quanh đó, không lâu sau không biết sẽ bán được gấp bao nhiêu lần giá mua ban đầu. Mạc Phàm vừa nói những lời này, gần như tất cả mọi người ở trong phòng khách hít vào một hơi khí lạnh. Tuy tấm bản đồ này chỉ có vài nét, nhưng đại biểu cho cơ hội làm ăn không dưới 200 triệu. Nếu nằm trong tay thế gia có thực lực, con số này có thể thêm một số nữa cũng không biết chừng. Mạc tiên sinh, bản đồ quy hoạch những nơi này phải 4 ngày sau mới có, sao cậu biết? Lưu Nguyệt Như khiếp sợ hỏi. Tỉnh Giang Nam đang thông báo sắp khai phá khu phía đông, nhưng diện tích khu phía đông vô cùng rộng, từ phía đông Phổ Giang đến bờ biển đông. Nơi này rộng như thế, khai phá cụ thể chỗ nào còn chưa biết, phải đợi 4 ngày sau mới có kết quả. Sau này tôi sẽ nói chuyện này cho mọi người, bây giờ chuyện bà phải làm là mua tất cả khu đất đó. Mạc Phàm thần bí nói. Thân là một người trọng sinh đến, đừng nói là bản đồ quy hoạch tỉnh Giang Nam, ngay cả dãy số trúng thưởng xổ số, cá cược bóng đá hắn cũng biết rõ. Cho dù không nhớ nhiều, nhưng pháp thuật khiến hắn có thể nhớ lại nhiều lắm. Chỉ cần là chuyện hắn lưu ý, đều có thể nhớ lại lần nữa. Hiện giờ hắn đã có thực lực tiên thiên sơ kỳ, pháp thuật như vậy có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta còn mua đất nữa sao? Lưu Nguyệt Như có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mạc Phàm vẽ ra một số khu vực, đều là nơi các thương nhân điền sản vứt đi không cần. Nhưng nếu Mạc Phàm vẽ bản đồ quy hoạch chính xác, đợi kết quả quy hoạch khu đông có, chắc chắn mua sẽ đắt hơn nhiều. Nhưng bọn họ nợ ngân hàng 200 triệu, tiếp tục đi mua đất, thứ nhất không có nhiều tiền như thế, thứ hai, loại chuyện này chỉ nghĩ thôi, bà cũng cảm thấy vô cùng điên cuồng. Không sai. Mạc Phàm nói chắc chắn. Tiểu Phàm, làm như vậy có vấn đề gì không? Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Dù sao bọn họ nợ nhiều tiền như thế, cổ phiếu công ty cũng giảm xuống liên tục, lại đi mua không khác họa vô đơn chí. Cha, không chỉ phải mua đất, còn thu mua cổ phiếu công ty về. Mạc Phàm nheo mắt, cười nói. Không phải Lâm gia muốn hạ Mạc gia, có ý đồ quật ngã Mạc gia sao? Vậy thì cho cả Giang Nam nhìn thấy, Mạc gia quật khởi như thế nào, Lâm gia cự phách thương trường tỉnh Giang Nam ngã xuống thế nào? Nhưng nhiều tiền như thế lấy đâu ra? Lưu Nguyệt Như hỏi. Nếu bức vẽ của Mạc Phàm là thật, quả thật là cơ hội hiếm có. Nhưng hiện giờ ngay cả tiền đi vay cũng không có, lấy đâu ra tiền đi mua đất và mua cổ phiếu, những chuyện này cần một số tiền lớn. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Lâm gia. Không phải Lâm gia muốn chơi sao, nếu muốn chơi, đương nhiên phải chơi lớn rồi. Lâm gia. Vẻ mặt mọi người trong phòng khách sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó tin. Mạc gia đã tiến vào bẫy của Lâm gia, vậy mà Mạc Phàm còn dám vay tiền Lâm gia, chuyện này không khác gì uống rượu độc giải khát. Tuy mọi người hay nói không ai hiểu con bằng cha, nhưng ánh mắt cha Mạc Phàm nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy vẻ khó hiểu, sau đó lập tức hóa thành vui mừng. Mạc Phàm thật sự hơn ông rất nhiều, có một người con trai can đảm như thế là đủ rồi. Lưu Tổng. Bà dựa theo lời Tiểu Phàm nói mà làm đi. Cha Mạc Phàm cười nói. Mạc gia bọn họ bị Lâm gia chèn ép như thế, có qua có lại mới toại lòng nhau, xem Lâm gia Giang Nam có dám cho Mạc gia vay khoản tiền này không. Được. Lưu Nguyệt Như do dự, gật đầu, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Sao bà không biết đó là cơ hội phản kích Lâm gia, nhưng như vậy cũng hoàn toàn đi lên một con đường không có lối về. Thắng Mạc gia sẽ đi lên từ đất bằng. Thua sẽ rơi xuống vạn trượng. 200 triệu vay lúc trước làm sao bây giờ? Lưu Nguyệt Như hỏi một câu. Tuy Mạc Phàm bảo Liệt Hoa ném Chu Quân ra ngoài, nhưng 200 triệu cho vay còn 3 ngày phải trả.
Nếu trả muộn số tiền này, Lâm gia có thể thuận lợi đạt được những khu đất mà bọn họ mua, những khu đó đúng 200 triệu. Chuyện này bà cứ giao cho tôi đi. Mạc Phàm đã có dự tính trước. Bác sĩ vốn là công việc kiếm ra tiền, ở tu chân giới số tài phú mà hắn tích lũy được ngay cả cao thủ đại thừa cũng phải đỏ mắt, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp ra, còn kiếm được thông qua y thuật của hắn. 200 triệu làm khó được y tiên bất tử hắn sao? Mạc tiên sinh, đó là 200 triệu, cậu thật sự không có vấn đề gì chứ? Lưu Nguyệt Như nhíu mày hỏi. Bà biết Mạc Phàm có bản lĩnh, nhưng kiếm 200 triệu trong vòng 3 ngày, chuyện này căn bản không có khả năng. Bà có chút ái muội với Mạc Phàm, lúc này cũng cảm thấy Mạc Phàm hơi tự đại, dù sao đối phương là Lâm gia. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, trên mặt không có một chút gợn sóng. 200 triệu mà thôi, ở trong mắt người khác tuyệt đối không có khả năng, ở chỗ hắn không đáng kể chút nào. 3 ngày sau, hắn sẽ khiến Lâm gia biết ai là trời, ai là đất, ai mới là người thiên sinh vạn thế cũng không thể trêu chọc. Bà cứ làm việc dựa theo lời tôi nói là được, không cần nghĩ những chuyện khác. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, thản nhiên nói. Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, cũng không nói gì nữa. Ở thành phố Đông Hải, Tần gia giận dữ, cả Đông Hải trông gà hóa quốc, cuối cùng kết thúc bằng chuyện Tần gia xin lỗi, chỉ mong ở Giang Nam cũng có thể tránh thoát một kiếp, được. Lưu Nguyệt Như gật đầu. Mạc Phàm để Ác Linh Vương ở biệt thự, nói chuyện vài câu với người nhà, liền dẫn Mộc Phong Nhạc rời đi. Phong ba lan tràn cả tỉnh Giang Nam. Trong một tòa nhà cao chọc trời ở tỉnh Giang Nam, Lâm Thiên Phong đứng trước cửa sổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Thất thần nhìn ngựa xe như nước áo quần như nêm dưới nhà cao tầng, giống như quốc vương nhìn đế quốc của mình. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Thiên Phong không quay đầu lại nói. Ông ta vừa nói xong, một thư ký mỹ nữ mặc trang phục công sở màu trắng, tóc uốn quăn, đeo kính đẩy cửa vào. Có chuyện gì? Lâm Thiên Phong hỏi. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi của ông ta, bình thường không bị quấy rầy. Lâm Tổng, Mạc Phàm đã ra khỏi trang viên, còn đả thương quản lý Chu ở biệt thự Hoàng Đình. Thư ký mỹ nữ đi đến phía sau Lâm Thiên Phong không xa, nói. Cuối cùng cũng ra rồi, cậu ta có động tác khác không? Lâm Thiên Phong nhướng mày nói, bộ dạng giống như đợi đã lâu. Có, Mạc Phàm bảo Lưu Nguyệt Như vay 20 triệu ở ngân hàng Lâm gia chúng ta, rồi quay về trang viên Viên gia. Thư ký mỹ nữ nói thẳng. Cái gì? Lâm Thiên Phong nhíu mày, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía thư ký mỹ nữ. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ông ta dùng chút kế, khiến tài sản Mạc gia ngâm nước gấp 10 lần, còn khiến Mạc Phàm nợ Lâm gia ông ta 200 triệu. Mạc đại sư Đông Hải này không chỉ không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, trái lại tiếp tục vay ngân hàng Lâm gia bọn họ. Lâm Tổng không nghe nhầm, quả thật Mạc gia đã vay ngắn hạn 20 triệu ở ngân hàng Lâm gia chúng ta. Thư ký mỹ nữ lặp lại. Hô hô, thú vị thật. Lâm Thiên Phong nhếch miệng cười. Mấy ngày nay, ông ta nghĩ rất nhiều khả năng Mạc gia muốn xoay người, nhưng không ngờ Mạc gia sẽ tiếp tục tìm Lâm gia vay tiền. Lâm Tổng, Mạc gia làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Thư ký mỹ nữ cảm thấy khó hiểu nói. Theo ý cô, Mạc gia tiếp tục vay tiền Lâm gia, không khác gì muốn chết. Bọn họ có hai lựa chọn. Nâng giá cổ phiếu công ty bọn họ thu mua lên, thứ hai sao, mua khu đất khai phá ở phía đông, còn 4 ngày nữa sẽ công bố bản đồ quy hoạch khu khai phá phía đông, nếu có thể may mắn thu mua khu đất trong quy hoạch, còn có cơ hội nhỏ xoay người. Lâm Thiên Phong lạnh nhạt nói. Thân là gia tộc Lâm gia, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, nếu không nhìn thấu mưu tính, vị trí này của ông ta phải đổi người rồi. Nói như vậy, chúng ta không thể cho bọn họ mượn khoản tiền này rồi. Thư ký mỹ nữ nhíu mày nói. Mượn, vì sao không cho mượn? Lâm Thiên Phong cười nói. Lâm gia bọn họ đã có thực lực mở ngân hàng, không sợ người ta vay tiền. Trái lại không ai mượn tiền ngân hàng, bọn họ mới lo lắng. Như vậy không hay lắm đâu, nhớ đâu bọn họ xoay người được thì sao? Thư ký mỹ nữ cảm thấy mơ hồ. Xoay người sao, cho dù bọn họ dùng 20 triệu đầu tư cổ phiếu, có Lâm gia chúng ta đứng đây. Không có người dám mua cổ phiếu nhà bọn họ, chuyện thứ nhất không có khả năng, tuy bản đồ quy hoạch khai phá khu phía đông còn chưa có, nhưng không tính là bí mật gì với Lâm gia chúng ta, chỉ cần không thay đổi chính sách,
khu đất hot nhất hiện nay đã nằm trong tay Lâm gia chúng ta, thứ hai cũng không được, bọn họ lấy đâu ra cơ hội. Lâm Thiên Phong cười khinh thường nói. Ông ta không biết Mạc gia lấy đâu ra dũng cảm tiếp tục vay tiền Lâm gia bọn họ, nhưng mặc kệ Mạc gia đang làm gì, kết quả cuối cùng vẫn như một. Bọn họ cho Mạc gia 10 đồng, đến tay Mạc gia sẽ nhanh chóng biến thành 1 đồng, sau đó 10 đồng sẽ thành 5 xu rơi vào tay bọn họ. Tuy chỉ dạo qua một vòng, nhưng bọn họ buôn bán lời gấp 20 lần. 100 triệu cũng vậy, mượn càng nhiều bọn họ kiếm càng nhiều. Lâm Tổng anh minh, tôi lập tức bảo người ta xét duyệt đơn của Mạc gia. Thư ký mỹ nữ nịnh nọt nói. Nói cho người bên ngân hàng chúng ta, làm thủ tục cho Mạc gia nhanh chút, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên Phong nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Dạ, tôi lập tức đi làm. Thư ký mỹ nữ vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thiên Phong cười lạnh lùng, rời mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hơn 200 triệu, Mạc đại sư, tôi xem cậu làm sao bây giờ. Trong động thiên viên gia. Sau khi Mạc Phàm rời khỏi biệt thự, lấy ngọc bội thanh long ra nói mấy câu, liền quay về nơi này. Mộc Phong Nhạc hô hấp ở trong động thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn bốn phía như tiên cảnh bên trong, vẻ mặt còn khoa trương hơn bà ngoại lưu vào nhà quan viên, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Nhìn động thiên từ bên ngoài, hẳn là hai núi nối với nhau, hai mặt khác là nước, mặt trên là thác nước. Nhưng từ nơi này nhìn bên ngoài, đỉnh đầu là bầu trời, bốn phía núi vây quanh, ở một mặt khác cũng hoàn toàn khác với anh ta nghĩ. Mạc tiên sinh, nơi này là... Rất lâu sau, Mộc Phong Nhạc mới khiếp sợ hỏi. Nơi Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm cũng muốn chiếm được. Mạc Phàm đi đến vườn trồng dược liệu, nói. Mắt Mộc Phong Nhạc mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Chẳng lẽ đây là động thiên phúc địa trong truyền thuyết sao? Anh ta thích xem một số kỳ văn chí dị, bên trên có ghi động phủ tiên nhân đều ở trong sơn xuyên, nhìn chỉ như một sơn động, đẩy cửa đá đi vào, lại là cung điện của tiên nhân. Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm, chắc chắn là nhìn chúng nơi này, mà không phải trang viên bên ngoài. Xem như là vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Động thiên này xây dựa vào núi, có thể có khoảng trời riêng, là nhờ hộ sơn đại trận và chướng nhãn pháp, miễn cưỡng được xưng là động thiên phúc địa. Tôi nghe nói nơi này không sạch sẽ, người vào nơi này ở không phải gặp chuyện không may, thì bị bệnh nặng, viên gia tìm rất nhiều đại sư phong thủy cũng không giải quyết được. Mộc Phong Nhạc nhíu mày hỏi. Anh ta là người Giang Nam, tất nhiên biết chuyện trang viên viên gia. Bởi vì chuyện này, khi anh ta tìm người trang trí trang viên tốn rất nhiều sức lực. Lúc trước là như thế, bây giờ anh có cảm nhận được khác thường không? Mạc Phàm cúi người hái mấy quả thịt trong như quả vải, nói. Quy Long trận trong trang viên đã bị hắn hủy, người ở trong trang viên thân thể càng khỏe mạnh. Chuyện này thì không có, nhưng chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Mộc Phong Nhạc tò mò nói. Không phải bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề 200 triệu sao? Trong động thiên phúc địa này có 200 triệu à? 200 triệu ở đây? Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu hắn không có được động thiên này và dược liệu trong động thiên, muốn đạt được 200 triệu trong vòng 3 ngày, có vẻ hơi phiền phức. Dù sao cho dù hắn là y tiên bất tử, nếu không có dược liệu, tựa như người phụ nữ khéo đến mấy cũng không thể thổi cơm khi không có gạo, hắn cũng không có biện pháp, chỉ dựa vào pháp thuật không thể luyện chế ra linh dược vô giá. Nhưng nơi này có trăm mẫu dược liệu, có khó gì? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt, bán cả động thiên đi cũng không được 200 triệu. Dù sao cũng là 200 triệu, không phải 20 triệu, cũng không phải 2 triệu, một số tiểu quốc cũng không có nhiều tiền như thế. Trong động thiên này có 200 triệu, sao anh ta có thể tin được? 200 triệu ở đâu? Mạc Phàm không giải thích thêm, đi trong vườn một lát lại dừng, dược liệu hình thái khác nhau được hắn hái xuống. Không lâu sau, hắn ra khỏi vườn dược liệu. Hắn giơ một tay lên, một bàn đá chui từ đất ra. Hắn chia dược liệu ra làm 3 phần, để trên bàn đá, lại lấy một phần dược liệu từ trong nhẫn ra, bỏ vào trong 3 đống kia. Đây là 200 triệu. Mạc Phàm nói với Mộc Phong Nhạc. Cái này sao? Mộc Phong Nhạc chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Mộc gia bọn họ là trùm phương diện chữa bệnh, anh ta từng thu thập không ít dược liệu lâu năm. Cho nên tương đối hiểu biết về dược liệu. Cho dù là linh dược trăm năm, có thể bán được mấy ngàn vạn đã không tệ rồi,
linh dược ngàn năm trong truyền thuyết mới có khả năng bán được trên triệu. Nhưng Hoa Hạ chỉ có 5.000 năm văn minh, có thể có bao nhiêu linh dược ngàn năm, cho dù có cũng ở trong tay thế gia lâu năm, trong gia tộc anh ta biết cũng chỉ có 2-3 gia tộc mới có linh dược ngàn năm. Những dược liệu này của Mạc Phàm, tuy tỷ lệ nhìn không tệ, có một số đã rất khó tìm, nhưng tối đa là 100 năm, cộng vào cũng chưa đến 2 triệu. Mấy thứ này đáng 100 triệu sao? Mộc Phong Nhạc cẩn thận hỏi. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến Mộc Phong Nhạc. Tất nhiên dược liệu thuần túy không đáng tiền, nhưng luyện chế thành thuốc thì khác rồi. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lộ ra vẻ nghiêm trọng, vận khởi linh khí, hai tay vũ động, một đám pháp ấn màu vàng vô cùng lộn xộn đánh vào không trung. Pháp ấn bay vào không trung, không ngừng lượn vòng trong không trung, hình thành một thứ như cái lô. Hơn 2 tiếng sau, một pháp ấn cuối cùng bay vào không trung, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Kim mang trong mắt hắn tỏa ra mạnh hơn, như hai mặt trời chiếu lên pháp ấn. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, kim mang trong mắt hắn nhập vào trong pháp ấn. Tiếng kim khí chạm vào nhau vang lên, pháp ấn hình thành một lò đan cỡ đầu người. Lò đan này màu vàng thẫm, có tổng cộng 3 tầng, cả mặt ngoài đều là đường vân như hỏa như vân. Bếp lò này vừa thành, Mạc Phàm thở hắt ra. Đây là hư không chi lô, phương pháp bất truyền của thần Nông Tông, cũng là dấu hiệu của thần Nông Tông, mỗi đệ tử của thần Nông Tông đều có một cái, cảnh giới tiên thiên mới có thể lấy căn nguyên cô đọng. Hư không chi lô không những có thể luyện đan, chế thuốc, theo tu vi người nắm giữ tăng trưởng, cấp bậc của hư không chi lô cũng tăng lên. Trừ chuyện đó ra, hư không chi lô cũng là pháp bảo có tính công kích và phòng thân. Chỉ cần bị nhốt vào trong hư không chi lô, vậy đợi bị luyện hóa đi. Hắn từng thấy sư phụ hắn dùng hư không chi lô nhốt một cao thủ đại thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông, luyện hóa cao thủ nổi tiếng trên tiên bảng này thành nhân đan, uy lực không thể khinh thường. Hắn đánh pháp ấn vào trong hư không chi lô từ 1 thành 3. Đốt! Ý niệm của hắn vừa động, lưỡng nguội chân hỏa màu vàng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, bay về phía 3 lò đan. Ngọn lửa đốt hư không chi lô hơn 1 phút, nắp lô rầm một tiếng mở ra. Ý niệm của hắn vừa động, dùng linh khí nâng 3 đống dược vật được tách ra lên, bay về phía 3 lò đan riêng biệt. Chưa tới 1 tiếng, trong 3 lò đan tràn ra 3 mùi khác biệt, từng đạo ngũ sắc bao phủ xung quanh lò đan, vô cùng rực rỡ. Thành! Một pháp ấn của Mạc Phàm đánh vào trong 3 hư không chi lô, 3 đạo linh tuyền bay từ trong suối phun ra, rơi vào trong lò đan. Lò đan chấn động, chậm rãi rơi xuống bệ đá, khói chậm rãi nhập vào trong lò đan. Đợi tất cả khói đều vào trong lò đan, Mạc Phàm lấy một số hộp ngọc, bình ngọc chuẩn bị từ trước ra. Thứ trong hư không chi lô được cho vào các hộp ngọc bình ngọc, khoảng chừng hơn 30 loại. Một loại là thuốc viên màu vàng có đường vân đỏ như máu. Một loại khác thì sền sệt màu trắng ngà, giống như pho mát, nhưng tỏa ra mùi thơm khác. Còn có loại nước trong suốt, nhưng giống như mang theo ánh sáng ngũ sắc. Những thứ này có giá trị 200 triệu. Mạc Phàm chỉ đồ trên bàn đá, nói. Mạc tiên sinh, đây là luyện đan sao? Mộc Phong Nhạc ngơ ngẩn nói. Anh ta từng đến xưởng dược, thấy quá trình chế tạo ra viên thuốc, đâu có giống như Mạc Phàm. Mạc Phàm chế thuốc như vậy, giống tiên nhân luyện đan trên TV. Ừ. Mạc Phàm gật đầu. Những thứ này là thuốc gì vậy? Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt, hỏi. Dược liệu không đáng giá, nhưng tiên đan trong truyền thuyết thì khác, ví dụ như tiên đan tại tạo xương thịt người, mỗi viên đều có thể bán với giá trên trời. Viên thuốc kia tên là thiên thọ đan, ăn mỗi viên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tăng 10 năm tuổi thọ, còn có thể tăng cường thể chất người phục dùng, khiến người đó trẻ như thanh niên, người bình thường có thể phục dùng 3 viên, nhiều hơn không có tác dụng. Mạc Phàm chỉ viên thuốc màu vàng nói. 10 năm tuổi thọ. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc khiếp sợ, như bị sét đánh. Mấy năm nay loại thuốc hot nhất, ngoại trừ chữa trị các bệnh nan y, đó là thuốc khiến người ta gia tăng tuổi thọ. Có không biết bao nhiêu bác sĩ vùi đầu nghiên cứu 2 loại thuốc này, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm được 1 trong 2 loại đó. Mạc Phàm vốn có thể chữa trị ung thư, vậy mà còn luyện được thuốc gia tăng tuổi thọ. Tuy 1 viên chỉ có thể kéo dài 10 năm, nhưng phục dùng 3 viên. 30 năm đã là đột phá rất lớn rồi. Phải biết rằng ở trước mặt 5 tháng, người bình thường muốn sống lâu 1 giây đều là xa xỉ, càng không nói đến 30 năm.
Nếu loại đan dược này đúng như lời Mạc Phàm nói, những đại thế gia còn một hơi biết chắc chắn Táng gia bại sản cũng phải mua được, dù sao ai chẳng muốn sống thêm vài năm. Mạc tiên sinh, đan dược này thật sự có thể tăng 10 năm tuổi thọ sao? Mộc Phong Nhạc khó mà tin hỏi. Khi nói chuyện, giọng nói của anh ta hơi run rẩy. Tăng tuổi thọ, thật sự quá rung động rồi. Anh có thể đi hỏi Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử, nếu anh còn không tin, có thể tìm động vật sắp chết già, thử một lần thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đan dược tăng tuổi thọ mà thôi, lúc trước hắn luyện chế được thọ dương đan, thiên thọ đan này là bản nâng cấp mà thôi, căn bản không có gì đáng nói với hắn. Hóa ra hai vị lão gia tử dùng loại thuốc này. Mộc Phong Nhạc hiểu ra, thổn thức không thôi. Lúc trước khi anh ta đến Mạc gia thăm hỏi, Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử đều có ở đó, lúc ấy anh ta vô cùng nghi hoặc, hình như hai vị lão gia trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bởi vì địa vị của anh ta hơi thấp, không dám đi hỏi, xem ra là vì phục dùng loại thuốc này. Tôi lập tức đi tìm gia tộc trong nhà có lão nhân ở tỉnh khác. Mộc Phong Nhạc kích động nói. Nếu loại thuốc này thật sự tăng tuổi thọ, lần này chắc chắn kiếm được 200 triệu rồi. Anh ta biết không ít gia tộc đang cần loại thuốc này, cho dù có tòa Đại Sơn Lâm gia ở đây, những gia tộc ở tỉnh khác đều là đại lão một phương ở tỉnh mình, sẽ sợ uy phong của Lâm gia sao? Trái lại là những gia tộc ở Giang Nam đứng về phía Lâm gia, chuẩn bị đau lòng đi. Không cần nóng vội, anh cầm lấy thứ này đi. Mạc Phàm chỉ thứ như một loại cao, đây là thứ gì vậy, cũng ăn được sao? Mộc Phong Nhạc thấy mình hơi thất lễ, bình phục tâm tình hỏi. Khuynh thành cao chú dung, bôi lên mặt có thể khiến dung nhan không đổi 10 năm, hòa tan ở trong nước có thể khiến da thịt như thiếu nữ, số lần sử dụng không giới hạn, chỉ cần sử dụng, sẽ có dung nhan không già. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như những thứ này không đáng là gì ở trong mắt hắn. Thứ này kém hơn chú dung đan hắn luyện chế cho người nhà một chút, dù sao chu nhan quả không dễ tìm như vậy, nhưng vẫn có thể sử dụng. Cái gì? Hai mắt Mộc Phong Nhạc lại mở to, trên mặt đều là khó mà tin. Rất lâu sau, lúc này Mộc Phong Nhạc mới phản ứng kịp. Trường sinh, bất lão là chuyện vô số hoàng đế theo đuổi, Mạc Phàm luyện ra thiên thọ đan đã khiến không ít người điên cuồng. Một khi khuynh thành này sản xuất, sẽ khiến toàn bộ thế giới điên cuồng, dung nhan không già là thứ phụ nữ rất muốn, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ tới. Cho dù là đàn ông cũng hy vọng mình vĩnh viễn trẻ tuổi. Tuy có lẽ chỉ là bề ngoài. Hiện giờ trên thị trường có vô số đồ trang điểm được xưng là chú dung, kéo dài thời gian lão hóa, nếu không phải dùng liên tục một thời gian có tác dụng phụ, thì là giả. Mạc Phàm có thể luyện chế đan dược gia tăng tuổi thọ, chắc chắn thứ này cũng là thật. Dung nhan bất lão, chính anh ta cũng kích động không thôi, như đánh tiết gà lại ăn Viagra, loại thuốc chữa liệt dương ở nam giới. Mạc Phàm mới nói mấy câu. Tuyệt đối là tin tức tốt nhất anh ta nghe được trong tháng này. Thuốc trường sinh, bất lão, hiện giờ anh ta có hai thứ này rồi. Mạc tiên sinh, tôi có thể mua mấy phần thuốc này không? Mộc Phong Nhạc cố nén kích động nói. Tô Nhã Hân thường xuyên phát sầu vì làn da, nếu đưa thứ này cho cô nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hai người không cần khuynh thành, cho hai người thứ này, mỗi người một viên, sau này sẽ không biến già. Coi như quà tân hôn tôi tặng hai người sau này. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, hắn ném một cái, bình ngọc đến tay Mộc Phong Nhạc. Chú nhan đan lần trước còn mấy viên, nếu Mộc Phong Nhạc muốn, cho anh ta vậy. Loại đan dược này chỉ cần tìm được chu nhan quả, thì là chuyện tiện tay đối với hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Mộc Phong Nhạc sửng sốt, vội vàng nhận lấy bình ngọc kia, như nhận được chí bảo. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khẽ lên tiếng. Chuyện lan truyền khuynh thành anh bảo Tô Nhã Hân làm đi. Tô Nhã Hân là người mẫu thế giới, quen biết không ít danh viện và người mẫu thế giới, lời của cô càng có sức thuyết phục hơn, chuyện lan truyền đơn giản hơn nhiều. Dạ. Mộc Phong Nhạc gật đầu, cung kính nói. Mạc tiên sinh, loại thứ ba là gì thế? Mộc Phong Nhạc nhìn chằm chằm bình nước khoáng cuối cùng có ngũ sắc, hỏi. Hai loại trước. Một loại gia tăng tuổi thọ, một loại chú dung, chắc chắn loại thứ ba cũng không kém. Thiên thọ đan và khuynh thành do anh mở rộng, thứ này tự tôi làm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút, thiên thọ đan và khuynh thành chỉ người bình thường mới có thể sử dụng, thứ này.
Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không nói gì, anh ta cũng không hỏi nhiều. Hai thứ này định giá bao nhiêu? 1 triệu. Mạc Phàm không do dự nói, giống như 1 triệu là 1 đồng. À, Mộc Phong Nhạc hít vào một hơi khí lạnh. 1 viên thuốc, 1 lọ thuốc mỡ là 1 triệu, đa số mọi người không tiếp nhận được. Nhưng 2 loại thuốc này có giá trị hơn nhiều, dù sao có thể trường sinh, bất lão, cho dù định giá 10 triệu cũng có người nguyện ý bỏ tiền tranh mua thứ này. Vậy thì 1 triệu. Mộc Phong Nhạc vô cùng hứng thú nói. Có mấy thứ này, 200 triệu đáng là gì? Khi nào bắt đầu bán mấy thứ này, để tôi trang trí nơi bán. Trong mắt Mộc Phong Nhạc lóe sáng tinh quang. Tối ngày thứ 3, phòng đấu giá Lan Quý Phi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải Lâm gia chèn ép cả Lan Quý Phi sao, vậy thì khiến Lan Quý Phi trở thành nơi tụ tập nhiều nhân vật nổi tiếng nhất năm nay. Ở Lan Quý Phi sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mộc Phong Nhạc một cái, hỏi. Không có, tôi nhất định sẽ trang trí nơi bán đấu giá thật cẩn thận. Mộc Phong Nhạc vội vàng nói. Lan Quý Phi có chút danh tiếng trong giới giải trí và giang nam, ở thủ đô chắc chắn sẽ có người hỏi Lan Quý Phi là nơi nào, là cái thá gì. Nếu Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành bán đấu giá ở Lan Quý Phi, chắc chắn danh tiếng của Lan Quý Phi sẽ tăng mạnh. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt đối với Lan Quý Phi. Ra cửa nhớ mang vệ sĩ mà tôi đưa cho anh. Mạc Phàm dặn dò. Nếu 2 thứ này truyền ra, chắc chắn Lâm gia sẽ không ngồi yên, trái lại sẽ ra tay. Mạc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Mộc Phong Nhạc thề son sắt nói. Anh ta phụ trách không ít việc mở rộng tân dược của Mộc gia, rất rõ nặng nhẹ bên trong, hắc bạch, tất nhiên anh ta cũng có biện pháp ứng phó. Anh đi đi. Mạc Phàm vung tay lên, cửa đá động thiên mở ra. Mộc Phong Nhạc cầm lấy Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành trên bàn đá, rời đi thông qua cửa đá. Mộc Phong Nhạc vừa đi, Mạc Phàm nhìn thoáng qua chất lỏng trong suốt còn lại trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Vào đi. Hắn vừa mới nói xong. Xoèn xoẹt, 6 bóng dáng từ cửa đá tiến vào trong động thiên, đúng là đám Long Nhược Tuyết của tiểu đội Thanh Long. Khi hắn từ biệt thự trở về, liền dùng Ngọc Bội Thanh Long triệu tập tiểu đội Thanh Long đến đây. Linh khí thật kinh người, đó là linh tuyển sao? Long Nhược Tuyết nhìn nước suối trong hồ, mắt mở to, che miệng nói. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cứ điểm Long Tổ bọn họ ở danh lưu Hào Đình được xây trên khí mạch tỉnh Giang Nam, linh khí đã vô cùng dồi dào, nhưng so với động thiên này, còn kém rất xa. Hơn nữa nơi này còn có linh tuyển, linh khí trên địa cầu khô kiệt, phần lớn linh tuyển đều khô cạn, Long Tổ bọn họ chỉ có nơi đặt tổng bộ mới có linh tuyển. Mạc Phàm vừa đến Giang Nam, vậy mà đạt được động thiên có linh tuyển, ánh mắt đám người nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy hâm mộ. Có linh tuyển này, vốn cần 10 năm để tăng một cảnh giới thì chỉ còn 3 năm. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đội trưởng, cậu gọi chúng tôi tới đây, có nhiệm vụ gì sao? Thỏ Tử dịu dàng nói. Bình thường Thỏ Tử không nói nhiều lắm, tiếp xúc với Mạc Phàm vài lần, trái lại nói nhiều hơn trước một chút. Không có nhiệm vụ, chỉ muốn mời mọi người giúp một chuyện, bảo vệ người nhà của tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia đã khai chiến với Mạc gia, ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn tuyệt không cho phép người bên cạnh hắn xảy ra chuyện, nếu chỉ dựa vào hắn và thuộc hạ của hắn, không đủ. Nếu thêm tiểu đội Thanh Long, có thể an toàn hơn nhiều. Giúp đỡ, chuyện này thì được, nhưng mà... Đám Long Nhược Tuyết nhíu mày. Khi bọn họ không có nhiệm vụ, phong ấn cửu Long sẽ phong ấn lượng lớn thực lực của bọn họ lại. Cho dù bọn họ muốn giúp đỡ, cũng không có biện pháp. Chuyện này thì mọi người yên tâm, chỉ cần mọi người đồng ý, phong ấn cửu Long sẽ không khởi động. Mạc Phàm giải thích, điều kiện để hắn gia nhập Long Tổ là Long Tổ phải bảo vệ người nhà hắn. Hắn đã nói chuyện này với Giang Thành thông qua Ngọc Bội Thanh Long rồi, Giang Thành đã đồng ý. Tôi không có ý kiến. Long Nhược Tuyết nói. Những người khác cũng gật đầu, lần trước ở giáo đường, toàn bộ dựa vào Mạc Phàm bọn họ mới bình yên quay về, tất cả bọn họ nợ Mạc Phàm một mạng. Chỉ bảo vệ người nhà cậu ta mà thôi, tất nhiên không có vấn đề gì. Nếu như vậy, đây coi như là thù lao của tôi đi. Mạc Phàm cười khẽ, tay vung lên. Trong 10 bình chất lỏng trong suốt, 6 bình bay về phía đám Long Nhược Tuyết. Mấy người này giúp bọn họ, tất
tất nhiên hắn sẽ không để bọn họ về tay không. Đây là thứ gì thế, đội trưởng? Long Nhược Tuyết cầm cái bình, tò mò hỏi. Trong chất lỏng này có linh khí kinh người, nồng đậm hơn nước thuốc cô từng thấy nhiều, chắc chắn là bảo bối. Đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ của tôi, sẽ biết, tuyệt đối sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Mạc Phàm tự tin nói. Y Tiên Bất Tử hắn ra tay, có thể là đồ bỏ đi sao? Hắn phân nhiệm vụ cho 6 người, tiễn 6 người vẻ mặt mờ mịt ra ngoài. 6 người rời đi, hắn cất 4 bình nước thuốc đi, đi ra ngoài động thiên. Còn thiếu một bước cuối cùng này nữa. Mạc Phàm ra khỏi động thiên, lấy một bình chất lỏng ra. Chất lỏng này tên là tạo hóa dịch, lấy linh tuyền làm dẫn, lẫn với 7749 loại dược liệu luyện chế mà thành, là nước thuốc cao cấp nhất hắn có thể luyện chế ở tiên thiên sơ kỳ. Cho dù là người bình thường uống tạo hóa dịch, thân thể cũng nhận được cường hóa ở mức nhất định, có xác suất chắc chắn thức tỉnh huyết mạch nào đó, trở thành siêu nhân. Nếu đưa cho quân nhân mạnh hơn người bình thường phục dùng, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một quân đoàn chiến đấu siêu cường. Võ giả, tu sĩ uống vào, lại càng có chỗ kỳ diệu hơn, bổ sung thứ đã vốn kém cỏi, sau đó mạnh hơn, còn gia tăng xác suất đột phá bình cảnh. Cho dù ở tu chân giới, tạo hóa dịch cũng là bảo bối tu sĩ cảnh giới tiên thiên tranh nhau mua từ thần nông tông. Thần vật như vậy xuất hiện trên địa cầu, không lâu sau, giới võ đạo, pháp đạo, thậm chí là quân đội sẽ điên cuồng. Không phải Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc ở tỉnh Giang Nam đứng về phía Lâm gia sao, vậy hắn sẽ khiến toàn bộ thế giới đứng về phía hắn. Khiến Lâm gia nhìn xem người nào đúng, người nào sai. Cũng để bọn họ nhìn xem chọc phải Y Tiên, sẽ khủng bố cỡ nào. Hiện giờ hắn phải làm một bước cuối cùng, đó là lan truyền loại nước thuốc này ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua tạo hóa dịch, rồi cất vào trong nhẫn chữ vật, tinh quang trong mắt cũng thu lại. Hắn sắp rời khỏi trang viên, một phi tiêu hình con bướm màu lam lập tức bay về phía hắn, tốc độ rất nhanh. Hắn nhíu mày, giơ tay bắt lấy lam điệp kia. Đúng lúc này, két, tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe Ferrari màu rượu đỏ mở mui xe dừng bên cạnh hắn. Trong xe, lam điệp đeo kính râm, trên người chỉ mặc áo ngực màu trắng và chiếc quần đùi ngang mông. Không chỉ lộ ra cái bụng bằng phẳng và hai chân thon dài, cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng trước ngực. Nhất là khi Lam Điệp đứng, nóng bỏng đến mức khiến máu người ta sục sôi. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra cười nhạt. Hắc thị có thể tuyên bố hắc bảng, không thể không nói tin tức không đáng tin. Hắn rời khỏi động phủ, là muốn đi tìm Lam Điệp, nhờ hắc thị lan truyền tạo hóa dịch ra ngoài. Ai biết Lam Điệp tự mình tìm tới cửa. Mạc Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Lam Điệp cởi kính ra, bước từ trên xe xuống. Hai tay vòng quanh ngực, dựa vào xe, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Lại gặp mặt, Lam sứ giả, lần này tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Sứ giả Lam Điệp chủ động tới tìm hắn, chắc chắn là có chuyện. Mạc Đại Sư đến Giang Nam chúng tôi, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm Mạc Đại Sư nói chuyện, ăn cơm, làm chuyện nam nữ hay sao? Lam Điệp vén tóc cười nói. Cô vốn mặc ít, người lại xinh đẹp. Áo nghẹo làm dáng như thế, mị thái lan tràn, công nhân đang trang trí trang viên gần đó đều nuốt nước bọt. Có thế, nhưng cô tìm tôi lúc này, không sợ Lâm gia phong sát hắc thị cô ở Giang Nam sao? Mạc Phàm mỉm cười, nói. Lam Điệp có thể tìm tới đây, chuyện giữa hắn và Lâm gia chắc chắn Lam Điệp đã biết. Đúng là rất sợ, nhưng có người muốn tìm Mạc Đại Sư chữa bệnh, cho dù sợ cũng phải đến một chuyến. Lam Điệp nheo mắt, cười khẽ nói. Lần này lại là ai thông qua các cô tìm tôi đây? Mạc Phàm hỏi. Lần trước là gia chủ Liễu gia thủ đô, không biết lần này là ai? La gia võ đạo thế gia Mạc Bắc, thiếu gia La gia nóng lòng cầu thành, thiên tư không cao như thế, kết quả khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đã thành một phế nhân, muốn mời Mạc Đại Sư cứu thiếu gia La gia một mạng. Nếu Mạc Đại Sư có thể cứu thiếu gia La gia nguyện ý dâng một hay vài món trong thiên tài địa bảo, đương nhiên làm thù lao. Hắc thị chúng tôi sẽ làm một nhiệm vụ cấp nguyệt miễn phí cho Mạc Đại Sư. Lam Điệp lấy điện thoại ra, đưa cho Mạc Phàm xem một số hình ảnh. Nhiệm vụ của Hắc thị chia làm nhật, nguyệt, tinh, thần, cấp nhật cao nhất, cấp thần thấp nhất. Mạc Phàm xem ảnh, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn chằm chằm một thứ. Thứ này to bằng chậu rửa mặt, toàn thân màu đỏ tím,
do thứ gì đó chi chít thịt tạo thành. Giống như thực vật, hay giống một miếng thịt. Thiên chi. Mạc đại sư đúng là có kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra được thứ này. Lam Điệp hơi bất ngờ nói. Rất ít người biết thứ này, La Gia đạt được thứ này lâu như vậy cũng không biết nó là gì, chỉ biết là bảo bối. Sở dĩ cô biết tên thứ này, là vì một vị đại sư ở Hắc Thị cô tra được trong một cuốn sách cổ rách nát. Nghe nói thứ này có thể tái tạo xương thịt, cụ thể dùng thế nào không ai biết. Vậy mà Mạc Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều, không hổ là người dám là địch với Lâm gia. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chỉ là một khối thiên chi mà thôi, Hắc Thị nhận ra được, sao hắn có thể không biết. Hắn không chỉ nhận ra, còn hiểu rõ công dụng của thứ này. Cơ thể hắn đã đến giai đoạn thứ thể, thiên chi này là một trong những nguyên liệu tốt nhất của thứ thể châm. Lúc trước hắn còn hơi lo lắng, có khả năng không tìm được thứ như vậy trên địa cầu, ai biết ở ngay trước mắt. Thứ này không tính là quá hiếm lạ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc đại sư khiêm tốn rồi, cả Hoa Hạ chỉ có mấy người biết thứ này, nếu Mạc đại sư có hứng thú với thứ này, vậy Mạc đại sư có hứng thú chữa bệnh cho thiếu gia La Gia không? Nếu Mạc đại sư có hứng thú với thiên chi, chúng tôi sẽ thương lượng với La Gia, lấy khối thiên chi này làm thù lao Mạc đại sư ra tay chữa trị, thế nào? Lam Điệp không xoắn suýt vấn đề vì sao Mạc Phàm biết thiên chi, đi vào vấn đề chính. Có thể, Mạc Phàm gật đầu không do dự. Không nói đến khối thiên chi này, chỉ cần Hắc Thị giúp hắn lan truyền tạo hóa dịch, hắn có thể ra tay giúp Hắc Thị một lần, càng không nói đến khối thiên chi có thể giúp thân thể hắn mạnh hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Lam Điệp mở cửa xe, làm tư thế mời. Mạc Phàm ngồi vào ghế phụ, Ferrari phát ra tiếng gầm gừ đi về nơi phồn hoa ở tỉnh Giang Nam. Không lâu sau, Mạc Phàm và Lam Điệp đến phòng ngủ trong biệt thự theo phong cách châu Âu. Trên giường trong phòng ngủ có một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mấy nữ bộc xung quanh đang dốc lòng hầu hạ. Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, bộ dạng coi như anh tuấn, nhưng trên mặt là đỏ bừng, giống như bị lửa thiêu, lông mày nhíu chặt lại, giống như vô cùng thống khổ. Bên cạnh người đàn ông là một mỹ nữ dáng người cao gầy. Mỹ nữ này khoảng 25-26 tuổi. Có vài phần tương tự người đàn ông nằm trên giường, mặc trên người trang phục thoải mái nhưng giá trị xa xỉ, bất luận là diện mạo hay dáng người đều không kém Lam Điệp mấy, trên trán là kiêu ngạo tài trí hơn người. Là tiểu thư, tôi đã mời Mạc đại sư tới giúp các cô rồi. Lam Điệp nói với vị mỹ nữ này. Mỹ nữ này nghiêng đầu nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh Lam Điệp, lông mày nhíu lại. Lam sứ giả, cậu ta là Mạc đại sư, cô chắc chắn không lầm đấy chứ. 100 người trên hắc bảng, trẻ tuổi nhất cũng phải gần 30, phần lớn đều là trên 50. Cô ta tu luyện công pháp gia truyền từ 5-6 tuổi, thiên phú tốt nhất trong thế hệ La Gia, còn cách hắc bảng rất xa. Mạc đại sư danh chấn Hoa Hạ, đứng thứ 9 trên hắc bảng, lại là một tiểu tử ít tuổi hơn cô ta, sao cô ta có thể tin tưởng? Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời La Yên nói, đi đến tủ đựng rượu bên cạnh cửa sổ. Cầm lấy một chai Louis 16 và chiếc ly chân dài, tự mình rót cho mình một ly. Ánh mắt con chuột chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng một tấc, vị mỹ nữ này cảm thấy hắn không phải là Mạc đại sư, cũng không có gì kỳ lạ. Lam Điệp nhíu mày, trong mắt hiện lên chút không vui. Là tiểu thư, cô đang hoài nghi uy tín của Hắc Thị chúng tôi sao? Uy tín của Hắc Thị thì không có gì hoài nghi, nếu các cô tạm thời không tìm thấy Mạc đại sư, La Gia chúng tôi có thể đợi. Nhưng không cần tìm bừa một người tới chữa bệnh cho em trai tôi. La Yên khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói. Vậy tôi nói cho cô biết, vị này là Mạc đại sư Đông Hải. Lam Điệp cười nói. La Yên thấy Lam Điệp nói chắc chắn như vậy, nhướn mày. La Gia bọn họ hợp tác với Hắc Thị không phải lần một lần hai, tất nhiên biết quy củ của Hắc Thị. Nếu Lam Điệp nói như thế, chắc chắn người thanh niên này là Mạc đại sư Đông Hải. Cô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Chuyện Lâm gia và Mạc gia đã ầm ĩ thành bão táp, cô ta ở Giang Nam nhiều ngày, tất nhiên có nghe nói. Lâm gia là cự đầu tỉnh Giang Nam, gia tộc ở Giang Nam có thể đối đầu với Lâm gia có thể đếm trên đầu ngón tay, không bao gồm Mạc gia trong đó. Người đắc tội Lâm gia, vậy mà có tâm tình uống rượu. Cậu là Mạc đại sư, vậy thì nhanh chữa bệnh cho em trai tôi đi. Nếu cậu có thể chữa trị cho em trai tôi, làm thù lao,
La gia chúng tôi có thể giúp Mạc gia các cậu hòa giải với Lâm gia, tránh để Mạc gia cậu gặp tai họa diệt môn. La Yên vênh mặt hất hàm sai khiến nói, giống như nữ vương ra lệnh cho nô bộc của mình, căn bản không để Mạc Phàm ở trong mắt. La gia bọn họ là gia tộc lớn ở Mạc Bắc, địa vị ở Mạc Bắc còn cao hơn Lâm gia ở Giang Nam. Chỉ cần La gia bọn họ ra mặt, ít nhiều gì Lâm gia cũng nể mặt. La Yên mới mở miệng, sắc mặt Lam Điệp thay đổi. La Yên không biết Mạc Phàm đáng sợ thế nào, 23 thế lực cấp SS không khác gì rơm rạ dưới tay Mạc Phàm, bị Mạc Phàm nhổ dễ dàng. Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia thủ đô, nhìn thấy Mạc Phàm cũng như linh cẩu thấy rồng, hổ. Đại tiểu thư La gia nói chuyện với Mạc Phàm như thế, thực sự nghĩ Mạc Phàm là hổ lạc đồng bằng sao? Mạc Phàm đang uống rượu, nghe thấy lời La Yên nói, mắt hơi nheo lại, ly rượu để bên miệng liền dừng lại. La gia này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đè đầu hắn rồi. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Sao thế, có vấn đề gì à? La Yên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười ngả ngớn nói. Nếu Mạc Phàm còn là Mạc đại sư kia, chắc chắn cô ta sẽ vô cùng cung kính với Mạc Phàm. Nhưng một người là địch với Lâm gia, mấy ngày sau sẽ bị Lâm gia xử lý, không có gì phải kính sợ. Mạc Phàm để ly rượu xuống. Khẽ nâng mí mắt nhìn La Yên. Một tiểu nha đầu mời hắn tới chữa bệnh, chỉ sợ không biết mình là ai. Mạc gia hắn cần hòa giải với Lâm gia sao? Mạc gia hắn cần người ra mặt giúp hòa giải à? Cô quá coi trọng Lâm gia, cũng quá coi trọng La gia cô, còn quá coi trọng mình rồi. Mạc Phàm, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Sắc mặt La Yên thay đổi, trầm giọng nói. Mạc đại sư lợi hại đến mấy? Cũng chỉ đứng thứ 9 trên hắc bảng. Gặp quỷ lão Lâm gia mời đến Giang Nam, chỉ sợ không đỡ được một chiêu. Mạc đại sư này như châu chấu sau thu, vậy mà dám cản rỡ trước mặt cô ta như vậy. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, lắc đầu cười. La gia thì sao chứ, chỉ là con kiến ở trong mắt hắn. Mặc kệ cô là ai, đều quỳ xuống cho tôi. Hắn vừa nói như vậy, ngay cả ngón tay cũng không cần cử động. Một dòng lực lượng vô hình xuất hiện quanh người La Yên. Sắc mặt La Yên thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy như có hai người vạm vỡ đè cô ta từ phía sau. Cô ta cũng là võ giả cấp bậc nội kình, nhưng căn bản không có bất luận năng lực gì để chống cự, cộp một tiếng quỳ trên mặt đất. Mạc Phàm, cậu đã đắc tội Lâm gia, còn dám đối xử với tôi như vậy, cậu muốn chết à, mau buông bản tiểu thư ra. La Yên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Ở Mạc Bắc cô ta gần như là dưới một người trên vạn người, cô ta lớn như thế chưa một ai dám đối xử với cô ta như vậy. Nếu không phải Mạc Phàm biết chút y thuật, cô ta ngay cả gặp cũng không gặp Mạc Phàm. Mạc Phàm dám khiến cô ta quỳ xuống, cô ta nhất định phải khiến sau Lâm gia sẽ cộng thêm La gia cô ta nữa. La Thành ông nội cô ta là cao thủ đứng thứ 6 trên hắc bảng, giết chết Mạc Phàm đứng thứ 9 vô cùng dễ dàng. Muốn chết, ha ha. Tôi có thể khiến cô lập tức đi tìm chết. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Hắn có thể tiện tay chữa khỏi cho em trai La Yên, chỉ cần hơi tốn sức chút là khỏi ngay, cũng có thể lập tức giết chết La Yên, không cần động một ngón tay. Khi nói chuyện, ý nghĩ của hắn vừa động, cả phòng ngủ run lên. Ngay sau đó, không có gió, cũng không có linh khí dao động, nhưng phòng ngủ giống như ở giữa hai bàn tay to vô hình. Hai bàn tay to chậm rãi hợp vào nhau, áp lực xuất hiện trong phòng ngủ. Không chỉ khiến người ta không thở nổi, trên tủ đựng rượu trong phòng ngủ, ly thủy tinh, bình rượu và một số chế phẩm bằng thủy tinh vỡ nát. Tiếng choang choang vang lên liên tục. Sắc mặt Lam Điệp ở bên cạnh thay đổi, ngầm vận khởi nội khí, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. So với lần trước gặp Mạc Phàm, khí tức của Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều. Cô không biết Mạc Phàm kém Lâm Thiên Nam bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không chỉ đứng thứ 9 trên hắc bảng. Sắc mặt La Yên trắng bệch, dưới áp lực khổng lồ như vậy, cô ta có cảm giác như trời sắp sập xuống, đất đẩy về phía trước, không chỉ khó thở, xương cốt trên người cũng như sắp bị đè gãy, trong chớp mắt mồ hôi làm ướt quần áo. Nội khí của cô ta ở trước mặt áp lực này như trâu đất xuống biển, không có một chút tác dụng. Cô ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý. Cô ta lập tức như những ly thủy tinh kia, biến thành một đống mẩu vụn thủy tinh. Trong áp lực khủng bố, mắt cô ta khẽ đảo, lúc ánh mắt nhìn về phía Lam Điệp, trước mắt sáng lên. Lam sứ giả,
Hắc thị các cô đối xử với cố chủ của mình như vậy sao? Khóe miệng Lam Điệp nhếch lên, cười lạnh lùng. Chúng tôi chỉ phụ trách tìm bác sĩ Mạc tới cứu em trai cô, tự cô muốn chết không nằm trong phạm vi trách nhiệm của Hắc thị tôi. Lam Điệp không thèm quan tâm nói, cho dù Mạc Phàm bị Lâm gia chèn ép, cũng đứng thứ 9 trên Hắc bảng. Địa vị như thế, cho dù là La Phi cha La Yên cũng phải cung kính với Mạc Phàm, chỉ có La Thành lão tổ La gia mới có tư cách cùng ngồi cùng ăn nói với Mạc Phàm. Một tiểu nha đầu như La Yên dám làm càn trước mặt Mạc Phàm, chỉ có thể nói là muốn chết. Được lắm, cô dám cùng bắt nạt bổn đại tiểu thư, đợi cha tôi đến đây, nhất định sẽ đánh gãy chân hai người, cho các người biết kết cục mạo phạm La gia chúng tôi. La Yên thấy Lam Điệp không để ý đến sống chết của cô ta, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, tức giận nói. Người khác sợ Hắc thị, sợ Mạc đại sư, La gia Mạc Bắc bọn họ không sợ. Vậy tôi đợi. Mạc Phàm không có một chút lo lắng, cười nhạt một tiếng, thu khí thế trên người, tiếp tục uống rượu của hắn. Một đại tiểu thư hung hãn ương ngạnh mà thôi, hơn 500 năm qua hắn gặp nhiều rồi. Hắn rất muốn nhìn xem, La gia này có thể làm gì hắn. Chỉ trong phút chốc, rầm, cửa phòng ngủ mở ra, một đám người vội vàng đi vào. Đi đầu đám người này là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc trang phục thời đường, gương mặt cương nghị khiến người ta có cảm giác không giận tự uy, hai mắt lóe lên tinh quang, sáng hơn người bình thường rất nhiều. Theo sau người đàn ông này là 6-7 người đàn ông trung niên, không phải mặc trang phục luyện võ, thì mặc trang phục thời đường, khí chất cả đám bất phàm. Những người này nhìn La Yên quỳ trên đất, Lam Điệp cách đó không xa, Mạc Phàm người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh nhạt, lông mày nhíu lại. Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Sao đại tiểu thư La gia lại quỳ thế này? Có người ngạc nhiên nói. Nhìn thấy mấy người vào, nhất là người đàn ông đi đầu, lông mày Lam Điệp hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra chút lo lắng. La gia Mạc Bắc, thời cổ có không ít danh tướng, còn được phong làm chư hầu một phương. Trước kia Mạc Bắc là thái ấp của La gia, thực lực không thể khinh thường. Cho dù thực lực của Mạc Phàm tăng nhiều, cùng đắc tội Lâm gia và La gia, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Trước mắt La Yên sáng lên, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Cha, người này quá kiêu ngạo, dám bắt con quỳ xuống, vừa rồi thiếu chút nữa còn giết con, cha nhất định phải trả thù cho con. La Yên trừng Mạc Phàm, nói với người đàn ông đứng đầu. Mạc Phàm này khiến cô ta quỳ xuống, vậy mà còn không trốn. Nếu cha cô ta đến đây, vậy để cậu ta biết lợi hại của Lâm gia. La Phi vừa tiến lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Tướng mạo trẻ tuổi như thế, biểu cảm bình tĩnh như vậy, ông ta đã đến đây rồi, vậy mà cậu ta còn bình tĩnh uống rượu. Người như vậy, nếu không phải nhân trung chi long, thì là tên ngốc tự cao tự đại. Theo ý ông ta khả năng sao cao hơn một chút. Dù sao cả Hoa Hạ có bao nhiêu người không để La Phi ông ta ở trong mắt. La Phi giả chủ La gia Mạc Bắc, xin hỏi các hạ là ai, vì sao lại muốn nhục nhã tiểu nữ? La Phi hỏi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, La Yên đã xen miệng vào. Cha, tiểu tử này là Mạc Thần Y Đông Hải, Mạc Đại Sư, Mạc gia sắp bị Lâm gia diệt rồi, cậu ta còn dám đối xử với con như vậy, cha nhanh thu thập ra hỏa đó giúp con. La Yên vừa nói xong. Những người phía sau La Phi đều nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là kinh ngạc. Cậu ta là Mạc Đại Sư trong truyền thuyết sao, quá trẻ tuổi rồi. Sắc mặt La Phi thay đổi, trong mắt không còn chút khinh thường, trái lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải sao? La Phi hỏi lại. Đúng vậy, cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải Hắc thị mời tới giúp chúng ta, cha, cha còn đợi gì nữa, nhanh bảo người đánh gãy chân cậu ta. Còn cả sứ giả Hắc thị này nữa, cũng thu thập hết đi. La Yên nghiến răng nói. Dám khiến đại tiểu thư La gia là cô ta quỳ xuống, đó là kết cục. Thân thể La Phi chấn động, rõ ràng chỉ là một câu, lại giống như một đạo sấm chớp nổ tung trong đầu ông ta. Tiểu tử này là Mạc Đại Sư sao? Rất lâu sau, trên mặt La Phi hiện lên khổ sở, vội vàng đi về phía Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, tiểu nữ trẻ người non dạ. Mong Mạc Đại Sư Đại Nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, không chấp nhặt với con bé. La Phi mới mở miệng, mọi người ở đây đều sửng sốt. Nhất là La Yên, biểu cảm nhìn La Phi giống như nhìn cha người khác. Một người sắp gặp tai họa ngập đầu, La gia bọn họ có gì phải sợ. Lúc này La gia bọn họ đẩy Mạc Phàm, Mạc gia sẽ vạn kiếp bất phục,
rơi vào đường cùng, căn bản không cần khách sáo với bọn họ. Cha, tiểu tử này không sống lâu được đâu, vì sao cha phải khách sáo với cậu ta như thế, nhanh báo thù cho con đi, hôm nay không đánh gãy chân cậu ta, con sẽ... La Yên phẫn nộ nói. Không đợi cô ta nói xong, liền bị La Phi xen ngang. Yên Yên, im miệng, không thể bất kính với Mạc Đại Sư, con còn dám mở miệng, sẽ dùng gia pháp. Mạc Phàm không còn như trước, đã đứng thứ 9 trên hắc bảng. Trừ chuyện đó ra, ông ta biết được từ chỗ một người bạn tốt ở Long Tổ, Mạc Phàm không chỉ là Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải, còn là Long Vương tân nhiệm của Long Tổ, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đã giết ba đại trưởng lão của thần điện. Địa vị như vậy, chỉ có cha La Phi mới ngang hàng với Mạc Phàm, những người khác đều là tìm chết, ngay cả ông ta gia chủ La gia cũng như vậy, càng không nói đến La Yên. La Yên nói chuyện với Mạc Phàm như thế, Mạc Phàm hoàn toàn có thể giết chết La Yên thậm chí là bọn họ. Vẻ mặt La Yên ngẩn ra, nhìn La Phi với vẻ khó mà tin, miệng cử động nhưng không nói nên lời. Cô ta được người nhà sủng từ nhỏ, cha cô ta chưa bao giờ hung dữ với cô ta. Mấy người đi vào cùng với La Phi cũng sửng sốt, vẻ mặt tò mò. Mạc Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, hơn 90% gia tộc và thế lực ở Giang Nam đã quy phục Lâm gia, quả thật La Phi không cần sợ Mạc Phàm như thế. La Phi không quan tâm ánh mắt của những người khác, hơi cúi người với Mạc Phàm, vẻ mặt chân thành. Mạc Đại Sư, tiểu nữ bị tôi làm hư, lúc này mới mạo phạm Mạc Đại Sư, La Phi thay mặt tiểu nữ xin lỗi Mạc Đại Sư. Ý của ông là, các ông làm hư cô ta, thì có thể mạo phạm tôi, hay là chỉ cần ông xin lỗi, con gái ông có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỗ tôi sao? Mạc Phàm để ly rượu xuống, hỏi. La Phong tìm bừa hai cớ đã muốn qua chuyện, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chuyện này, sắc mặt La Phi lập tức khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta liếc mắt nhìn La Yên một cái, đã có ý nghĩ tát La Yên mấy cái rồi. Ông ta chỉ bảo La Yên tiếp đón Mạc Đại Sư, kết quả La Yên lại chọc giận Mạc Đại Sư. Thần điện chèn ép Long Tổ, ba trưởng lão thần điện chết. Sáu vị cao thủ đứng gần 40 trên hắc bảng đến Đông Hải giết Mạc Phàm, toàn quân bị diệt. Moria ma nữ thị huyết chỉ đến Đông Hải tìm hiểu, cũng bị Mạc Phàm bắt sống, thành nô bộc của Mạc Phàm. La Phi tuyệt đối không có ý đó, tiểu nữ đắc tội Mạc Đại Sư, nên chịu trừng phạt, nhưng La Phi nguyện nhận trừng phạt thay tiểu nữ. La Phi nói tiếp, ít nhiều gì phân lượng của ông ta nặng hơn La Yên một chút, hy vọng Mạc Phàm có thể ra tay nhẹ một chút. À, ý của ông là, tôi muốn phế tay con gái ông cũng phải nhận trừng phạt thay cô ta. Mạc Phàm nhìn chằm chằm La Phi, lạnh nhạt hỏi. La Yên dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở chỗ hắn, vậy thì không thể tha thứ dễ dàng, nếu không chắc chắn sẽ có không ít người dẫm lên đầu hắn. La Phi cảm thấy hồi hộp, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống, mắt đảo liên tục. Ông ta muốn gật đầu, nhưng đầu giống như không nghe lời, không nhúc nhích. Bầu không khí xung quanh như chết lặng. La Phi khách sáo với Mạc Phàm như vậy, chuyện này nói lên Mạc Phàm có thân phận bọn họ không biết. Nếu không đường đường là gia chủ La gia, sao có thể cúi đầu trước Mạc Phàm? Trầm mặc chỉ rằng có một lát, liền bị La Yên phá. Mạc Phàm, cậu dám ra tay với La gia tôi, cậu không sợ sau khi Mạc gia bại bởi Lâm gia, bị La gia chúng tôi trả thù gấp trăm lần, nghìn lần à? Cô ta chưa từng chịu nhục như vậy, thay vì bị Mạc Phàm ra tay phế bỏ, chẳng bằng liều mạng. Cô ta không tin Mạc Phàm không sợ Lâm gia chút nào, cũng không sợ La gia bọn họ. La Yên mới mở miệng, La Phi nhíu mày thành chữ hỏa, sắc mặt trắng bệch hơn vài phần. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ nói muốn phế ông ta, La Yên còn dám mở miệng khiêu khích Mạc Phàm ra tay giết bọn họ không phải không có khả năng. Cô đang uy hiếp tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, im lặng nhìn La Yên, thản nhiên nói. Tôi nói thật, Mạc gia bại bởi Lâm gia là chuyện sớm hay muộn, nếu cậu cảm thấy tôi đang uy hiếp cậu, thì coi là vậy đi. Cho nên cậu nên suy nghĩ thật kỹ, cho dù cậu không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cậu cũng không cường đại như cậu. La Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Câm mồm. La Phi giận dữ hét, giơ tay lên cao. Bốp một tiếng, một cái tát đánh vào mặt La Yên. La Yên nghiêng đầu sang một bên, năm dấu tay đỏ tươi hiện lên trên má. Tông sư Như Long, La Yên còn dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, không chỉ cô ta muốn chết.
còn liên lụy đến La gia. Không phải không có thế gia và thế lực bị Mạc Phàm tiêu diệt, Hoàng gia, Phù Thần giáo là ví dụ máu chảy đầm đìa, bị Mạc Phàm dùng thực lực bản thân xóa sổ. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện, hắn đi về phía La Yên. Cộp, cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng giống như tử thần đến gần. Ở đây ngoại trừ Lam Điệp ra, tất cả đều nuốt nước bọt. Thứ 9 hắc bảng, nếu Mạc Phàm ra tay, tất cả mọi người ở đây không có ai là đối thủ của Mạc Phàm. Mạc đại sư, tiểu nữ. La Phi nắm chặt tay, vội vàng muốn giải thích. Thế nào, ông muốn ngăn cản tôi sao? Mạc Phàm nâng mắt nhìn La Phi nói, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm hàn băng, vô cùng lạnh lẽo. Chuyện này. Sắc mặt La Phi khó coi, nắm chặt tay lùi lại. Ông ta là gia chủ La gia, nếu ông ta dám ngăn cản Mạc Phàm, chuyện đó đại biểu cả La gia muốn khai chiến với Mạc Phàm. Người La gia ở trong biệt thự, không thể sống sót. Không dám. Mạc Phàm đi qua La Phi, đứng bên cạnh La Yên, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười. Xem ra cô cảm thấy Mạc gia tôi chắc chắn sẽ bại bởi Lâm gia, biến mất khỏi Giang Nam. Chẳng lẽ Mạc gia cậu sẽ thắng sao? Một tay La Yên che mặt, hai mắt tràn đầy độc ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không quan tâm ánh mắt cảnh cáo của La Phi, lạnh lùng nói. Lâm gia không chỉ là thế gia ngàn năm, địa vương thương trường ở Giang Nam, sau lưng còn có chỗ dựa là Lâm Thiên Nam. Có rất nhiều người không biết chuyện này, nhưng không là bí mật gì với La gia bọn họ. Mạc gia là một gia tộc mới nổi, chỉ có một xưởng dược và một công ty điền sản, tài sản chỉ vài tỷ, sau lưng chỉ có mình Mạc Phàm, đấu với Lâm gia thế nào? Mạc gia đấu với Lâm gia, không khác gì lấy trứng chọi đá. 3 ngày sau, chắc chắn Mạc gia sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, cười khẽ. Ông cũng cảm thấy như vậy sao? Mạc Phàm hỏi La Phi. La Phi không dám. La Phong vội vàng cúi đầu, không dám trả lời. Ông ta mở miệng nói vậy, nhưng trong lòng là gật đầu. Mạc gia và Lâm gia chênh lệch quá lớn, nếu cho Mạc gia 5 đến 10 năm. Có lẽ Mạc gia có thể đấu với Lâm gia một trận. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, đã có thân phận như hiện giờ, tiền đồ không kém Lâm Thiên Nam. Hiện giờ sao, quả thật như lời La Yên nói, không có bất luận khả năng gì. Mạc Phàm nhìn từng người, tất cả đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngay cả Lam Điệp cũng nhíu mày, khẽ thở dài một cái, xem như im lặng. Xem ra mọi người đều cảm thấy Mạc gia tôi sẽ bị Lâm gia tiêu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Chẳng lẽ cậu không thấy vậy sao, Mạc Đại Sư? La Yên cười mỉa, thất vọng hỏi. Đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải, mình đang đi trên con đường diệt vong cũng không biết là ngốc hay quá tự đại. Tôi cảm thấy Lâm gia sắp xong rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một đám người không biết tình hình, quả thật lấy trứng chọi đá là tự tìm chết, nhưng nếu quả trứng này do kim cương tạo ra, thứ bị nghiền nát phải là tảng đá. Cái gì? Rõ ràng những lời này chỉ có mấy chữ, nhưng giống như quả bom nổ tung trong phòng ngủ, tràn đầy khiếp sợ. Vẻ mặt La Phi ngây ngốc, một lát sau mới phản ứng kịp. Khẩu khí của Mạc Đại Sư lớn thật. Mấy người đi cùng Lâm Phi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kỳ lạ. Bọn họ là gia tộc ở Giang Nam có mối quan hệ thân thiết với La Gia, Lâm Gia nói, bọn họ gần như không do dự đứng về phía Lâm Gia. Nếu có lý do, đó là Lâm gia quá đáng sợ. Những năm gần đây, không phải không ai khiêu khích uy nghiêm của Lâm gia, những người này cũng không yếu hơn Mạc Phàm, nhưng những người này không thần phục Lâm gia, thì biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Lam Điệp hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên lo lắng. Trái lại Hắc Thị bọn họ không sợ Lâm gia, nhưng nếu Lâm gia đối phó với Hắc Thị bọn họ chỉ có thể bỏ chạy khỏi tỉnh Giang Nam. Một mình Mạc Phàm cũng dám nói Lâm gia xong rồi, quả thật hơi càn rỡ. Không nói đến chuyện khác, một mình Lâm Thiên Nam có thể khiến Mạc gia quỳ xuống cúi đầu. Chuyện đó là cậu cảm thấy vậy. La Yên cười khinh thường nói. Cô ta rất muốn tát chết Mạc Phàm, nhưng có thể làm được sao? Vậy cũng chỉ là các người cảm thấy vậy. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Hắn cảm thấy Lâm gia sắp xong rồi là ý nghĩ của hắn. Những người khác cảm thấy Mạc gia không có bất luận hy vọng gì, sao không phải là cách nghĩ cá nhân? La Yên nhíu mày, lập tức cười khinh miệt. Ha ha, cậu đang nằm mơ à, nhưng bổn đại tiểu thư dám đánh cược,
chắc chắn Mạc gia cậu sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Nếu Mạc gia cậu thắng, cậu xử lý bổn đại tiểu thư thế nào cũng được, tôi không có ý kiến. Nếu cậu thua phải chữa bệnh cho em trai tôi, cậu dám đánh cược không, Mạc đại sư? Một đám người nói Mạc gia bị diệt, chắc chắn Mạc gia sẽ bị diệt. Một người nói Lâm gia sắp xong rồi là đang nằm mơ. Yên yên, làm càn. La Phi quát lớn. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Tôi có thể giết chết các người, chỉ là chuyện dùng một ngón tay, đánh cược với tôi, cô còn chưa có tư cách này. Ở đây lợi hại nhất là La Phi, đã đến cảnh giới tiên thiên. Trước khi hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, có mấy chục người cảnh giới tiên thiên chết trên tay hắn. Hiện giờ hắn muốn giết những người đó, càng không phí sức. Nghe thấy chữ giết, sắc mặt đám La Phi thay đổi, có mấy người lùi về sau theo bản năng, vận khởi nội khí, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, không dám thở mạnh. Trong phòng ngủ giống như có một trái bom đã bị kéo ra một nửa, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một lát sau, Mạc Phàm rời đề tài. Nhưng hôm nay tôi không giết các người mở to mắt mà xem, cuối cùng người nào sẽ thắng, đợi các người nhìn rõ, lại tới tìm tôi. Giết bọn họ quá đơn giản, không khác gì giẫm chết một con kiến. Thay vì giết bọn họ, không bằng để bọn họ nhìn xem đâu mới là thật, đâu mới là nằm mơ. Mạc Phàm nói xong xoay người rời đi, trong phòng ngủ mãi mà không yên bình trở lại. Rất lâu sau, lúc này đám La Phi mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, giống như vừa thoát khỏi đường chết. Vừa rồi chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, có khả năng bọn họ đã thành người chết. La tiên sinh, tôi đã mời Mạc đại sư đến cho các ông rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng cáo từ trước. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp nói với La Phi. Cảm ơn Lam sứ giả, ngày khác tôi nhất định sẽ đưa thù lao đến. La Phi khách sáo nói. Tuy bệnh của con ông ta chưa được chữa trị, dựa theo quy củ của Hắc Thị đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện không thể chữa bệnh cho con ông ta, không thể trách Hắc Thị. Được, tạm biệt. Lam Điệp vội vàng đi ra ngoài. Lam Điệp vừa đi, mấy người phía sau La Phi cũng nhao nhao cáo từ, trong phòng ngủ chỉ còn lại một nhà ba người La Phi. Xem chuyện tốt con làm đi. La Phi chừng La Yên một cái nói, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn họ tới Giang Nam, vốn là vì chữa bệnh cho con trai ông ta, kết quả không chỉ không chữa khỏi bệnh, còn đắc tội một phiền phức lớn như Mạc Đại Sư. Sớm biết sẽ vậy, chắc chắn ông ta không mang La Yên tới Giang Nam. Cha à, có gì phải sợ Mạc Đại Sư này, xem cậu ta dọa cha kìa, cha xem không phải cuối cùng cậu ta bị La gia chúng ta dọa chạy à. La Yên đứng dậy, xoa đầu gối đau nhức, hừ lạnh nói, căn bản không để lời La Phi nói ở trong lòng. Mạc Đại Sư gì chứ, không phải cuối cùng đều sợ sao? Nếu không phải sợ bị La gia bọn họ xen chân vào, diệt Mạc gia, sao Mạc Phàm không làm gì liền rời đi? Con! La Phi tức đến mức giơ tay lên, nhưng nhìn thoáng qua dấu tay trên mặt La Yên, trong lòng ông ta đau xót, lại để tay xuống. Đúng là làm hư con rồi, con cảm thấy Mạc Đại Sư sợ La gia chúng ta sao, con không biết sở dĩ Mạc Đại Sư không ra tay, căn bản là vì không để La gia chúng ta vào mắt. La Phi nói, nếu Mạc Phàm thật sự sợ La gia, hơn phân nửa đã ra tay giết sạch luôn, dù sao Mạc Phàm khiến con gái ông ta quỳ xuống, đã nảy sinh xung đột với Mạc gia rồi. Mạc Phàm giữ lại mạng của ông ta, là để bọn họ chứng kiến toàn bộ, nhưng nếu không nắm chắc 10 phần, không phải ai cũng làm như vậy, trừ phi là kẻ ngốc. Tuy ông ta cũng biết Mạc gia không phải là đối thủ của Lâm gia, nhưng Mạc Phàm khí phách như thế, khiến ông ta có chút bất an. La Yên vô cùng thông minh, cũng rất can đảm, nhưng suy nghĩ chuyện này chưa thấu đáo. Ở phía sau muốn nhân cơ hội dẫm lên Mạc Phàm là lựa chọn không sáng suốt. Cha à, cha cảm thấy Mạc Phàm có bản lĩnh đối phó Lâm gia sao? La Yên hơi nhíu mày, hỏi. Cha cũng không biết, nhưng cha cảm thấy không phải không có khả năng này. Vẻ mặt La Phi âm trầm, trầm ngâm nói. Mạc Phàm mạnh quá nhanh, nhanh hơn bất luận người nào mà ông ta gặp. Những chuyện Mạc Phàm làm, đặt trên người người khác gần như là khó mà làm được, nhưng Mạc Phàm đều làm được rồi. Giới võ đạo và pháp đạo đánh giá Mạc Phàm bằng hai chữ, trích tiên. Lần này, không phải người xứng với hai chữ đó không có một chút khả năng diệt Lâm gia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? La Yên chớp chớp mắt, khi đối mặt với Mạc Phàm, cô ta không có một chút bối rối, cuối cùng lúc này cũng bối rối.
Làm sao bây giờ à? La Phi nhìn thoáng qua La Vân nằm trên giường, lộ ra vẻ khó xử. Đợi kết quả đi, cùng lắm thì đến lúc đến cửa xin lỗi là được. Nếu Mạc Gia bị Lâm Gia diệt, quá tốt. La Gia bọn họ không có phiền phức, dựa theo đánh cược của Mạc Phàm với La Yên, Mạc Phàm sẽ chữa bệnh cho con trai ông ta. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Gia bị Mạc Gia diệt, ông ta chỉ có thể xin lỗi Mạc Gia, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Xin lỗi. La Yên hơi nhíu mày, giống như không tình nguyện. Cha, nếu La Gia chúng ta cũng âm thầm xen chân vào, lần này người ra tay với Mạc Phàm sẽ nhiều hơn nhiều, nghe nói không chỉ Lâm Gia, Thanh Bang ở nước ngoài, Dư Gia, Phương Gia Giang Nam, Liễu Gia Thủ Đô, Lý Gia Nam Sơn, cùng với không ít thế gia cũng không muốn Mạc Đại Sư còn sống, đã phái người tới Giang Nam, nếu chúng ta ra tay, nhất định Mạc Gia sẽ bị diệt, cậu ta sẽ không biết chúng ta ra tay. La Yên híp mắt nói, trong đôi mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Mạc Phàm không sợ Lâm Gia, cộng thêm La Gia bọn họ, cô ta không tin Mạc Phàm không sợ. Không được. Sắc mặt La Phi thay đổi, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, kiên quyết nói. La Yên đánh cược với Mạc Phàm, nhỡ đâu Mạc Phàm thực sự diệt Lâm Gia, bọn họ thành tâm xin lỗi còn có đường sống. Nếu làm như lời La Yên nói, La Gia bọn họ ra tay từ trong, Mạc Phàm thẹn quá hóa giận. La Gia bọn họ sẽ là gia tộc kế tiếp Hoàng gia cũng không biết chừng. Vì sao? La Yên bất mãn nói. La Gia bọn họ nói 102 ở Mạc Bắc, như rồng, đến Giang Nam như rùa đen rút đầu, đây là La Gia cô ta lớn lên từ nhỏ sao? Không vì sao, không được là không được, con nghe cha sẽ không sai đâu. La Phi lạnh lùng nói. Mấy ngày này con đừng ra ngoài, cũng đừng gửi tin cho mấy đứa bạn thân của con, ở đây trông coi em trai. Nếu để cha phát hiện con âm thầm động tay động chân, cha sẽ đánh gãy chân của con không lưu tình. La Phi bổ sung thêm. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ đừng trêu chọc Mạc Phàm tốt hơn. Không ra thì không ra. La Yên tức đến mức giậm chân, miệng cong lên, không tình nguyện lắm nói. La Phi lắc đầu, đi tới cửa dặn dò hai gia đình vài câu, lúc này mới rời đi. La Phi vừa đi, La Yên nhìn gương mặt sưng đỏ của cô ta qua gương. Trong mắt hiện lên độc ác. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị đánh như vậy, cho dù đắc tội thái tử gia ở thủ đô, La Gia cũng che chở cô ta. Một tiểu tử Đông Hải, vậy mà trêu chọc cha cô ta tát cô ta một cái, còn tuyên bố đánh gãy chân cô ta, sao cô ta có thể nuốt trôi chuyện này? Đối phó với một tiểu tử mà thôi, cho dù không cho cô ta ra cửa, cô ta cũng có biện pháp. Khóe môi cô ta hơi nhếch lên, vẫy tay với một gia đình trong đó. Gia đình kia không do dự đi tới. La Yên nói nhỏ vài câu vào tai gia đình, trong mắt lóe sáng sắc bén. Bên ngoài biệt thự, Lam Điệp lái xe Ferrari đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, chuyện vừa rồi ngại quá, khiến cậu đến vô ích một chuyến, nhưng hắc thì chúng tôi vẫn tuân thủ hứa hẹn lúc trước, giúp cậu hoàn thành một nhiệm vụ cấp nguyệt. Lam Điệp nói, nhiệm vụ cấp nguyệt bao gồm nội dung gì? Mạc Phàm nhướn mày, dừng bước. Lạnh nhạt hỏi. Mục đích hắn ra ngoài là mở rộng tạo hóa dịch ra ngoài, bây giờ còn chưa hoàn thành. Nếu Hắc Thị vẫn tuân thủ hứa hẹn, hắn không ngại giao cho Hắc Thị. Ngoại trừ giúp cậu diệt thế lực như Lâm Gia, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Lam Điệp cười nói. Diệt Lâm Gia là nhiệm vụ cấp nhật, như chu sát lệnh mà Thanh Bang hạ. Lâm Gia thì không cần các cô ra tay. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đối phó Lâm Gia. Hắn sẽ tự mình ra tay. Mạc Đại Sư có chuyện gì cần chúng tôi làm giúp sao? Lam Điệp cười quyến rũ, hỏi. Tôi muốn lan truyền một loại linh dược, không biết có tính là nhiệm vụ cấp nguyệt không? Mạc Phàm lấy tạo hóa dịch ra, nói. Chuyện này hơi phiền phức. Lam Điệp nhíu mày, lộ ra chút khó xử. Có gì phiền phức, chuyện này chưa tới nhiệm vụ cấp nhật đúng không? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Chưa đến cấp nhật. Chẳng qua Hắc Thị chúng tôi hơi nghiêm khắc với đan dược gì đó, đại sư phụ trách đan dược của Hắc Thị chúng tôi ở Giang Nam được xưng là diệt tuyệt đại sư, rất nhiều đan dược, dược dịch đến chỗ chúng tôi, 100 thì 2, 3 thứ thông qua đã không tệ rồi. Lam Điệp thở dài nói, nếu là chuyện khác, cô thân là người phụ trách Hắc Thị ở Giang Nam, chỉ cần câu đầu tiên là xong, nhưng cô thật sự không có biện pháp với diệt tuyệt đại sư này. Mấy y dược thế gia Giang Nam không chỉ mở miệng ra giá nhiều lần, muốn lan truyền thông qua Hắc Thị bọn họ, những linh đan,
thần dược bị ném đi như rác, mà cô không thể phát cáu. À, còn chuyện như vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Nếu cậu muốn thử, tôi sẽ đưa cậu qua đó xem, nếu lọt vào mắt Diệt Tuyệt đại sư của Hắc thị chúng tôi, với thực lực của Hắc thị, chưa đến 2 ngày mọi người sẽ biết linh dược của cậu, nhưng cậu đừng ôm quá nhiều hy vọng, năm nay chưa có loại thuốc nào có thể lọt vào mắt Diệt Tuyệt đại sư. Lam Điệp giải thích cho Mạc Phàm trước. Lúc trước cô dẫn một luyện đan đại sư Hoa Hạ nghiên cứu ra đan dược mới tới chỗ Diệt Tuyệt đại sư, vị đại sư này rất nổi tiếng ở Hoa Hạ, thậm chí còn trên Diệt Tuyệt đại sư của Hắc thị bọn họ, nhưng vẫn không thể thông qua xét duyệt, cuối cùng khiến luyện đan đại sư kia từ chối hợp tác bất luận chuyện gì với Hắc thị bọn họ. Kỹ thuật của Mạc Phàm cao minh, cô không biết trình độ chế thuốc của Mạc Phàm có hơn vị luyện đan đại sư kia không. Cô dẫn tôi qua đó đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thứ y tiên bất tử hắn luyện chế ra, nếu không thể thông qua xét duyệt của Diệt Tuyệt đại sư này, vậy chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, nhãn giới của Diệt Tuyệt đại sư này quá thấp, căn bản không biết được điểm thần kỳ của tạo hóa dịch. Thứ hai, Diệt Tuyệt đại sư này là kẻ ngốc hay tự đại. Nếu là 2 loại này, hắn sẽ tìm đường khác lan truyền. Với tác dụng của tạo hóa dịch, bất luận là võ đạo thế gia nào biết đều mua một cách điên cuồng. Cậu thật sự muốn đi à? Lam Điệp nhướng mày, hỏi lại. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Không phải cậu muốn dùng linh dược này đối phó Lâm gia đấy chứ? Lam Điệp nghĩ một lát, hỏi. Tài sản của Mạc Phàm bị ngâm nước nghiêm trọng, còn nợ ngân hàng Lâm gia 200 triệu, không là bí mật gì với Hắc thị cô. Nếu Mạc Phàm lấy tạo hóa dịch ra lúc này, tất không thể trả hết nợ nần. Cho nên cô cảm thấy Mạc Phàm lấy linh dược ra, hơn phân nửa là ứng phó chuyện này. Đợi 3 ngày sau cô đến hội đấu giá Lan Quý Phi sẽ biết. Mạc Phàm thần bí nói. Lam Điệp im lặng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm tổ chức hội đấu giá ở Lan Quý Phi, hơn phân nửa linh dược này là chuẩn bị đối phó Lâm gia. Nhưng dùng linh dược đã muốn đối phó Lâm gia. Cho dù là thứ chữa trị ung thư, cũng không làm được. Hiện giờ gần như cả Giang Nam đều nghiêng về phía Lâm gia, trừ phi trong nhà có người bệnh ung thư, nếu không ít người dám mạo hiểm mua linh dược của Mạc Phàm. Thuốc này có tác dụng gì? Nếu La gia đạt được 1 bình, không chỉ chữa khỏi cho người thanh niên tẩu hỏa nhập ma, còn khiến thực lực của anh ta tăng mạnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sở dĩ người thanh niên kia tẩu hỏa nhập ma, là vì sinh ra đã kém cỏi. Giống như bình chứa được 100 hào, lại muốn chứa 200 hào, cho vào bình cũng bị vỡ. Tạo hóa dịch có thể bổ sung cho tiên thiên, vậy có thể khiến người thanh niên La gia từ 100 thành 200, tự giải tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đáng tiếc, La gia sẽ không chiếm được tạo hóa dịch. Trong đôi mắt Lam Điệp lóe lên chút thất vọng, nhưng lập tức biến mất. 1 bình dược dịch chữa tẩu hỏa nhập ma mà thôi, bình thường rất nhiều võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia sẽ tranh nhau mua. Hiện giờ chỉ sợ không có mấy người đụng đầu ngọn sóng. Theo cô biết, ngoại trừ Lâm gia và thế lực Giang Nam ra tay, phía sau còn có thanh bang nước ngoài, tổ chức sát thủ thứ thần và bóng dáng của Hắc Ám giáo đình. Nếu không phải chắc chắn Mạc Phàm sẽ thua, La Yên đã không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp Diệt Tuyệt đại sư của Hắc thị chúng tôi. Lam Điệp mở cửa xe, vẻ mặt như thường nói. Mạc Phàm nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Lam Điệp, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn không nói thẳng ra, chỉ cười khinh thường, lên xe Ferrari của Lam Điệp rời đi. Thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Kết quả thế nào, 3 ngày sau sẽ biết, hiện giờ nói cũng không có tác dụng. Lúc này, trong văn phòng Lâm Thiên Phong, thư ký mỹ nữ kia đẩy cửa vào. Bên Mạc gia có động tĩnh gì khác không? Lâm Thiên Phong dựa lưng vào ghế ông chủ bằng da thật, híp mắt hỏi. Chúng tôi vừa nhận được tin tức từ cơ sở ngầm cài bên Mộc Phong Nhạc, 3 ngày sau Mạc gia sẽ mở hội đấu giá ở Lan Quý Phi, muốn đấu giá 2 thứ, một thứ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, còn lại là đồ trang điểm, hiện giờ Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân đang tích cực chuẩn bị chuyện này. Thư ký mỹ nữ nở nụ cười mê người, nói. Hội đấu giá sao? Lâm Thiên Phong cười khinh thường. Ông ta cho rằng Mạc gia sẽ dở trò gì, ai biết chỉ muốn vơ vét của cải trong hội đấu giá. Một hội đấu giá có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cho dù là mấy món quốc bảo, vài tỷ đã không tệ, tiền đề là Mạc Phàm có thứ như vậy không?
Còn chuyện gì khác không? Lâm Thiên Phong nói. Mạc Phàm được La Gia mời chữa bệnh cho La Vân thiếu gia La Gia, nhưng có mâu thuẫn với đại tiểu thư La Gia, cuối cùng tan rã trong không vui. Đại tiểu thư La Gia phái người truyền tin, La Gia có thể giúp Lâm Gia một tay, mong Lâm Gia diệt Mạc Gia. Thư ký mỹ nữ nói. Không thể không nói Mạc Phàm là kẻ chuyên gây chuyện, tháng này có rất nhiều gia tộc gửi tin cho Lâm Gia, muốn diệt Mạc Gia. Cho dù không có Lâm Gia bọn họ, những thế lực này cũng đủ san bằng cả Đông Hải, hiện giờ lại có thêm La Gia Mạc Bắc. Mạc Gia hiện giờ như một chiếc thuyền con, ở trên biển trôi nổi theo gió, vùng biển xung quanh tràn đầy cá mập, khổng lồ như cá voi sát thủ, có thể bị nuốt hết bất cứ lúc nào. Chuyển lời đến La tiểu thư giúp tôi, nhất định sẽ không để cô ấy thất vọng. Lâm Thiên Phong nhướng mày, cười nói. Vậy bán đấu giá làm sao giờ? Thư ký mỹ nữ hỏi. Hội đấu giá sao? Mắt Lâm Thiên Phong mở to, suy nghĩ một lát, tươi cười đùa giỡn hiện lên trên mặt ông ta. Đến kho cất đồ của tôi, lấy ra một số thứ khiến người ta hứng thú. Lâm Tổng, ý của ông là chúng ta cũng tham gia hội đấu giá. Thư ký mỹ nữ nhướng mày, xác nhận lại. Không sai. Lâm Thiên Phong cười gật đầu. Mạc Phàm nợ nhiều tiền như thế, còn dám tiếp tục vay tiền Lâm gia bọn họ. Lâm gia bọn họ thèm để ý chút đồ đó của Mạc gia sao, nếu Mạc gia tổ chức hội đấu giá, bọn họ sẽ tham gia hội đấu giá Mạc gia tổ chức. Đến lúc đó xem ai không cướp đồ của Lâm gia bọn họ, người nào dám mua vật phẩm Mạc gia bán đấu giá. Dạ, tôi lập tức liên lạc với Mạc gia, không biết Mạc gia có dám để chúng ta tham gia không? Thư ký mỹ nữ nắm chặt đôi tay, hơi hưng phấn nói, một mình sẽ vô cùng tẻ nhạt, hai bên tranh đấu mới thú vị, Lâm gia và Mạc gia cùng tham gia hội đấu giá, lần này có trò hay xem rồi. Lâm Thiên Phong vẫy tay với thư ký mỹ nữ, xoay ghế ông chủ về phía cửa sổ. Hai mắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong con người tràn đầy vẻ chờ mong. Tốt nhất là Mạc gia để Lâm gia tôi tham gia, nếu không sẽ khiến người ta thất vọng rồi. Ferrari lái không lâu liền rẽ vào một con phố yên tĩnh, dừng trước cửa tiệm thuốc tên là Cổ Phương Đường. Là nơi này. Lam Điệp ra khỏi xe. Mạc Phàm đáp, đi vào tiệm thuốc với Lam Điệp. Tiệm thuốc trang trí theo thời cổ, quầy làm bằng gỗ, bên trong là ngăn tủ chứa các loại dược liệu. Trong quầy có một lão nhân đeo kính lão mặc trang phục thời đường. Lão nhân này khoảng 70-80 tuổi, làn da là một tầng mỏng nhạt như cây, bao quanh xương cốt, không có chút sáng bóng. Lão nhân đang cầm một quyển sách đọc, lông mày hoa râm trao lại, vẻ mặt nghiêm túc, giống như không hiểu đoạn đang đọc. Hai bọn họ mới tiến vào, lão nhân không ngẩng đầu, giọng nói có chút oán giận vang lên. Tiểu Điệp, không phải cháu ghét lão già này sao? Ngọn gió nào thổi cháu tới đây vậy? Dược lão, Tiểu Điệp là người ông nhìn lớn lên, sao có thể ghét ông được, ông xem không phải cháu tới thăm ông đấy sao, nếu ông không chê cháu phiền, sau này cháu sẽ đến thỉnh an ông mỗi ngày. Lam Điệp thè lưỡi, làm mặt quỷ nói. Bình thường cô đi quen con đường thục nữ, nhưng ở trước mặt dược lão thì như thiếu nữ, có phong vị khác. Ông còn muốn sống thêm vài năm, cháu đừng tới làm phiền ông tốt hơn, nói chuyện chính đi. Chắc chắn không phải cháu đến chỗ ông thăm hỏi đơn giản như vậy. Lão giả liếc Lam Điệp một cái, tiếp tục đọc sách, từ đầu đến cuối không nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm không để trong lòng, nhìn bốn phía tiệm thuốc. Tiệm thuốc này không rộng lắm, trái lại có không ít thứ hiếm có. Mắt hắn khẽ đảo, liền thấy chu nhan quả mà hắn luyện chế ra chú nhan đan. Còn có sách thuốc lão giả cầm trong tay, bản sách thuốc này là Thanh Nang Kinh Thượng Quyển thất truyền. Nghe nói sách thuốc này là sau khi Hoa Đà bị Tào Tháo giết, phu nhân của Hoa Đà đã thiêu hủy, được đồ đệ của Hoa Đà lấy trong lửa ra nhưng chỉ còn lại một phần. Dược lão này có một phần quyển sách đó, cho dù rách nát không đầy đủ, nhưng là thứ hiếm có. Vẫn là dược lão hiểu cháu nhất. Lam Điệp cười nghịch ngợm nói. Đừng chuốc mê dược cho lão nhân nữa, nhanh nói chuyện chính đi. Dược lão không kiên nhẫn nói. Hai mắt như điện. Luôn nhìn chằm chằm sách thuốc khuyết thiếu. Lam Điệp đã quen với chuyện này, không tức giận. Vị này là Mạc Đại Sư Đông Hải, cũng là thần y Mạc Phàm nổi tiếng ở Giang Nam gần đây. Cậu ấy có một loại linh dược muốn hắc thị chúng ta lan truyền, cháu dẫn cậu ấy đến đây cho ông nhìn một cái. Lam Điệp cười nói. Hửm. Lúc này lão giả mới bỏ sách xuống, trong mắt lóe lên bạch quang, nhìn về phía Mạc Phàm,
hai đạo gợn sóng mắt thường không thể nhìn thấy bắn về phía Mạc Phàm. Cậu là tên tiểu tử chữa được ung thư, giải trừ bệnh truyền nhiễm sao? Mạc Phàm cảm ứng được, nhíu mày, xoay người nhìn về phía Dược lão. Không sai, là tôi. Lão giả thu bạch quang, trong mắt lóe lên thất vọng không thèm che giấu. Cậu quay về đi, linh dược của cậu sẽ không thông qua xét duyệt của lão phu, cậu đừng làm lãng phí thời gian của tôi, tiểu điệp tiễn khách. Dược lão kiên quyết nói. Trong giọng điệu nói chuyện, không có đường sống thương lượng. Ông ta nói xong cầm lấy sách thuốc kia, tiếp tục đọc. Mạc Phàm nhíu mày, lắc đầu cười lạnh lùng. Tươi cười trên mặt Lam Điệp cứng đờ, lộ ra chút khó xử. Cô không ngờ sẽ thành ra như vậy, trước kia cô mang người đến, ít nhất Dược lão sẽ xem thuốc người đó mang đến, sau đó như bác kén kéo tơ nói ra khuyết điểm của thuốc, khiến đối phương mất mặt tự động rời đi. Vậy mà Dược lão không thèm nhìn thuốc của Mạc Phàm, liền bảo Mạc Phàm rời đi. Dược lão, hay là ông xem thuốc của Mạc Đại Sư trước, rồi. Lam Điệp cố nặn ra tươi cười, khuyên. Không cần phải xem, tứ tham thang chữa bệnh truyền nhiễm của cậu ta, ông cũng xem rồi, quả thật là thuốc có thể truyền cho đời sau, nhưng chỉ là dược vật cho người bình thường sử dụng. Dược vật mà Hắc thị chúng ta muốn mở rộng là nhằm vào võ giả, tu sĩ, cấp bậc này của cậu ta còn kém xa lắm, quay về học vài chục năm hãy mang đến chỗ ông, bây giờ cậu ta còn quá trẻ. Dược lão không khách sáo nói. Y thuật chưa bao giờ có khả năng dùng vài năm học là học được y thuật mấy chục năm, cho dù là thiên tài cũng không được. Một tiểu tử mười mấy tuổi như Mạc Phàm, có thể nghiên cứu ra tứ tham thang đã là kỳ tài rồi. Ông ta cho rằng Mạc Phàm sẽ cho ông ta kinh ngạc vui mừng, ai biết mới nhìn, là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Thuốc người bình thường dùng khác với đan dược của võ giả và tu sĩ, như dược vật chữa trị cảm mạo phát sốt khác với tiên đan. Mạc Phàm cách xa võ sư luyện chế, thuật sĩ dùng dược vật, cho nên nhìn cũng vô dụng. Chuyện này, Lam Điệp nhìn Dược lão, lại nhìn Mạc Phàm. Cô hiểu rõ tính cách của Dược lão nhất, một khi quyết định 10 con trâu cũng không kéo lại được. Nhưng cứ để Mạc Phàm rời đi như vậy sao? Nếu Mạc Phàm không công mà lui, tỷ lệ cậu ấy tranh đấu với Lâm gia lại cao hơn nhiều. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Bảo hắn quay về học mấy chục năm sao? Nếu để lão già này biết hắn đã học y hơn 500 năm, đường đường là y tiên bất tử đứng đầu tu chân giới, không biết lão nhân sẽ có cảm tưởng gì. Ông vừa sử dụng thần nông nhãn đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thần nông nhãn là một loại đồng tử thuật bình thường trong y tiên, vô cùng bình thường ở tu chân giới. Đồng tử thuật này có thể phân rõ thảo dược, cũng có thể chẩn đoán bệnh tật. Trừ chuyện đó ra, còn có mức độ nhất định tra xét trình độ của một y tiên. Y tiên muốn có y thuật cao minh, nhất định phải tiếp xúc các loại dược vật thời gian dài mới được, dần dần trên người sẽ sản sinh ra một thứ, dược khí. Thời gian tiếp xúc càng lâu, tiếp xúc càng nhiều dược vật, dược khí cũng càng nặng. Dược khí nhạt một chút không có tác dụng lớn, nếu dược khí ngưng tụ thành hình, sẽ như linh dược lâu năm, dựa vào dược khí có thể chữa bệnh. Thần nông nhãn có thể kiểm tra dược khí trên người, phán đoán y thuật của người này cao bao nhiêu. Kiếp trước dược khí trên người hắn hóa cửu long, dược khí vừa động, trong chớp mắt có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Nhưng từ khi hắn trọng sinh tới nay ít tiếp xúc với dược vật, tất nhiên dược khí không nồng đậm. Dược lão cảm thấy y thuật của hắn không ra gì, cũng bình thường. Hửm. Dược lão nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ, nhưng lập tức mất đi. Thì sao chứ? Ông ta từng có cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ y thuật, có ghi chép về thần nông nhãn. Đồng tử thuật này của ông ta nổi tiếng quốc tế, Mạc Phàm biết cũng không kỳ lạ. Sách thuốc ông xem là Thanh Nang Kinh Thượng Quyển đúng không? Nội dung đoạn đầu hẳn là, Thiên Tôn Địa Ti, Dương Kỳ Âm Ngẫu, Nhất Lục Cộng Tông, Nhị Thất Đồng Đạo, Tam Bát Phi Bằng, Tứ Cửu Vi Hữu, Ngũ Thập Đồng Đồ, Hạp Ích Kỳ Ngẫu, Ngũ Triệu Sinh Thành, Lưu Hành Trung Thủy, Bát Thể Hồng Bố, Tử Mẫu Phân Thi. Một đoạn văn tự khó hiểu thốt ra từ miệng Mạc Phàm. Những kinh văn này vừa vang lên, lúc này vẻ mặt Dược lão mới thay đổi, nghe Mạc Phàm nói, đối chiếu với sách thuốc không được đầy đủ, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bốp! Dược lão đặt sách thuốc lên bàn, đứng dậy. Nghe nói bộ kinh thư này do đồ đệ Hoa Đà truyền xuống, sau khi phần đầu của Thanh Nang Kinh bị thiêu hủy, đồ đệ ông ta dựa theo trí nhớ chép lại, bên trong có rất nhiều điểm thiếu sót. Tuy chỉ là tàn quyển,
nhưng ông ta hao phí rất nhiều công sức mới tìm được, cả Hoa Hạ chỉ có một bản. Đoạn Mạc Phàm đọc, hoàn toàn giống với bản sách thuốc này, còn bổ sung toàn bộ những chỗ thiếu. Ông ta nghiên cứu sách thuốc này mấy tháng, cũng tâm đắc một số chỗ. Ông ta cảm thấy Mạc Phàm bổ sung hết một phần kia đã không tệ rồi. Đợi một chút, tiểu tử, sao cậu biết Thanh Năng Kinh Thượng Quyển? Mạc Phàm cười khinh thường, không trả lời Dược Lão. Chỉ là một bộ Thanh Năng Kinh mà thôi, nghe nói sách thuốc này do Hoa Đà viết, sớm đã thất truyền. Nhưng trong kho sách của Thần Nông Tông bọn họ có bản gốc, sao hắn có thể không biết? Tôi không chỉ biết toàn bộ Thanh Năng Kinh, còn biết cách khiến dược khí trên người ông hóa hình. Mặt Mạc Phàm không đổi nói. Lão nhân này có thể nhìn thấy dược khí, y tiên bất tử hắn sẽ không nhìn ra được dược khí trên người ông già này sao? Ông già này hẳn là người có y thuật cao nhất trong số bác sĩ hắn gặp, dược khí trên người đã nồng đậm như xương, đến trình độ có thể ngưng khí hóa hình. Ở trên địa cầu có thể đến nước này, ông già đó có thể kiêu ngạo cả đời. Chỉ đáng tiếc, ông già này không biết cách dược khí hóa hình, chỉ có thể mắc kẹt ở ngoài dược khí hóa hình. Những dược khí này chỉ khiến ông ta có cảm giác như tắm trong thảo dược, không thể hóa thành bảo bối có thể chữa bệnh cứu người. Nếu có thể hóa dược khí thành hình châm, có thể lấy khí thay châm, tác dụng tốt hơn ngân châm, ngọc châm bình thường nhiều. Hóa dược khí thành đao, có thể rạch da, bắp thịt người bệnh, làm phẫu thuật cho người bệnh đó. Dược khí hóa hình, có rất nhiều tác dụng. Mạc Phàm vừa nói những lời này, mắt Lam Điệp mở to, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó mà tin. Bản kinh thư kia là cô tìm giúp Dược Lão, tất nhiên cô biết lai lịch của kinh thư. Mạc Phàm có thể đọc Thanh Năng Kinh thất truyền đã khiến cô vô cùng khiếp sợ, vậy mà Mạc Phàm còn biết dược khí hóa hình. Cô từng nghe Dược Lão nói về dược khí vài lần, như sát khí, cũng giống Hạo Nhiên chi khí, bác sĩ mới có thứ này, chỉ khi dược khí hóa hình mới có tư cách được xưng là thần y. Nhưng mỗi lần nhắc tới dược khí hóa hình, Dược Lão đều lắc đầu nhìn trời thở dài, ý không cần nói cũng hiểu. Dược khí hóa hình, còn khó hơn lên trời. Vậy mà Mạc Phàm, bắp thịt khô quắt trên mặt Dược Lão không ngừng co rúm, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, rõ ràng là cũng bị Mạc Phàm làm khiếp sợ. Hoa Đà có mở sọ phẫu thuật cho Tào Tháo ngàn năm trước, đó là dựa vào năng lực dược khí hóa hình. Ông ta nghiên cứu Thanh Năng Kinh không đầy đủ này, cũng là muốn tìm được phương pháp dược khí hóa hình. Ai biết tiểu tử này tự xưng có kinh văn dược khí hóa hình. Tiểu tử, cậu biết kinh văn dược khí hóa hình sao? Dược Lão vô cùng kích động hỏi. Ông ta nói xong mắt tối sầm lại, cười đau khổ. Ông ta gần như tìm cả Hoa Hạ, đều không tìm được công pháp dược khí hóa hình. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi có thể nhìn thấy dược khí trên người ông ta, sao có thể có, ông ta nghĩ nhiều rồi. Thôi, cậu lấy linh dược của cậu ra đây, nể mặt nhãn lực của ông không tệ, tôi giúp cậu xem linh dược. Có thể thông qua xét duyệt hay không phải dựa vào cậu rồi. Dược Lão thở dài, thất vọng nói. Mạc Phàm ngừng cười, một tay biến thành trong suốt, trực tiếp với vào trong một tủ kính, lấy chu nhan quả tử trong ra. Thứ này sẽ thuộc về tôi chỉ đọc kinh văn một lần thôi, có thể dược khí hóa hình hay không, phải dựa vào ông, thật giả ông tự mình xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông già này có thể tu y đạo đến mức này, hiển nhiên là chấp nhất với y đạo. Chỉ là một bộ kinh văn dược khí hóa hình mà thôi, cho ông ta cũng không sao. Kinh văn quý hơn chu nhan quả vô số lần, nhưng chuyện này chỉ như hái hoa ven đường đối với hắn. Vô cực nhi thái cực giã, lý ngụ vô khí, khí hữu vô hình, nhật nguyệt tinh túc, cương khí thượng đằng, sơn xuyên thảo mộc, nhu khí hạ ngưng, tư dương dĩ xương, dụng âm dĩ thành, dương đức hữu tượng, âm đức hữu vị, địa hữu tứ thế, khí tổng bát phương, ngoại khí hành hình, nội khí chỉ sinh. Thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ. Mạc Phàm không quản Dược Lão có nghe hiểu hay không, lẩm bẩm. Dược Lão nhíu mày, mới đầu còn không để ý, nhưng vài câu kinh văn lọt vào tai, bỗng nhiên ông ta có cảm giác như thể hồ quán đính, dược khí vô hình quanh người bắt đầu tụ tán theo ý ông ta. Chuyện này, sắc mặt ông ta thay đổi. Đây rõ ràng là điềm báo dược khí ngưng tụ hóa hình, ông ta cố gắng rất nhiều lần, chưa bao giờ đi đến bước này. Chỉ vài câu kinh văn đã có tác dụng, nếu hiểu được toàn bộ kinh văn, chẳng phải. Đây thật sự là kinh văn ngưng tụ dược khí sao? Dược Lão lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Trong lúc này, ông ta có cảm giác sơn cùng thủy tận nghi vô lộ,
Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, vui mừng như điên hiện lên trên gương mặt già nua của ông ta. Ông ta không dám lơ là, vẻ mặt vô cùng chăm chú, ghi nhớ toàn bộ không sót một chữ Mạc Phàm nói. Mỗi lần ông ta nhớ kỹ một đoạn, trong thức hải hóa thành phù văn như nòng nọc bay ra, dung nhập vào trong dược khí quanh thân ông ta. Theo phù văn dung nhập vào dược khí quanh người ông ta như mặt trời ló dạng, chen chúc ra ngoài cơ thể. Tiệm thuốc vốn bốn phía là mùi thuốc, trong chớp mắt bao phủ bởi mùi thơm ngát. Chỉ cần ngửi mùi thơm ngát này, sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, lỗ chân lông toàn thân không có chỗ nào không thoải mái. Không lâu sau, dược khí nồng đậm đến cực hạn. Mạc Phàm thấy gần đến thời cơ, tiếp tục nói kinh văn. Thuận ngũ triệu, dụng bát quái, bài lục giáp, bố bát môn, thôi ngũ vận, định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên trung thủy, thử chi vị hóa thành. Một chữ thành cuối cùng vừa vang lên, toàn bộ dược khí như thủy triều rút nhanh chóng co rút lại, ngưng kết. Sương mù bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, chỉ trong phút chốc liền biến thành chất lỏng màu xanh to bằng nắm tay. Ngưng. Hai mắt dược lão phóng tinh quang, khẽ quát một tiếng. Mấy phù văn màu vàng cuối cùng bay vào trong chất lỏng màu xanh chia ra làm chín. Chín chất lỏng màu xanh đè nén liên tục, chớp lóe thanh quang, biến thành một số châm thô hơn ngân châm bình thường. Mỗi chiếc châm dài ngắn bằng chiếc đũa, như phỉ thúy cực phẩm mài thành, lóe lên thanh quang, trôi nổi trước người dược lão. Dược khí hóa hình, thật sự thành rồi. Dược lão nhìn chằm chằm chín cây châm này, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, hỏi. Ông ta mắc kẹt ở ngoài cửa dược khí hóa hình 30 năm, cuối cùng bây giờ cũng thành, chuyện này như đang nằm mơ không chân thực lắm. Mạc Phàm nhìn lướt qua chín cây châm, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như nhìn thấy đứa bé hàng xóm đạt được món đồ chơi mới, không có cảm giác gì. Có phải hiện giờ có thể xét duyệt linh dược của tôi hay không? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Hóa khí thành châm, chỉ là cánh cửa nhập môn mà thôi. Đi qua xem như là lên y đạo, ở ngoài cửa chỉ xem như là thầy lang. Chẳng qua lão nhân này chỉ mới tiến vào cửa, sau này còn không biết bao nhiêu con đường phải đi. Nghe Mạc Phàm nói vậy, lúc này dược lão mới nhớ tới Mạc Phàm còn ở bên cạnh. Ý niệm của ông ta vừa động, chín cây châm hóa thành trạng thái khí biến mất trong không khí. Làm xong những chuyện này, ông ta đi từ trong quầy ra, cung kính lạy Mạc Phàm. Đa tạ Mạc Đại Sư truyền công, mong Mạc Đại Sư nhận một lạy của lão hủ. Bất luận là vẻ mặt hay giọng điệu, không còn như khi Mạc Phàm mới tiến vào cửa, gần như là hai người khác nhau. Một bộ công pháp không tính là gì với Mạc Phàm, nhưng giống như ban ân đối với ông ta. Dược khí hóa hình, ông ta không những thi triển được càng nhiều y thuật bình thường không làm được, ông ta cũng có thể nhờ dược khí tẩm bổ thân thể mình, tuổi thọ tăng cao hơn Tiên Thiên Tông Sư. Tuy Mạc Phàm lấy Chu Nhan Quả, quả thật thứ đó rất hiếm, nhưng sao so được với bộ công pháp này? Phải biết rằng ông ta tìm khắp Hoa Hạ, cũng không tìm được bộ công pháp có thể khiến ông ta dược khí hóa hình. Vẻ mặt Lam Điệp ở bên cạnh ngây ngốc, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Dược lão có địa vị cao ở Hắc Thị, cho dù là Dạ Vô Nhai người trèo lái Hắc Thị bọn họ khi gặp dược lão cũng phải hành lễ, khách sáo xưng ông ta một tiếng dược sư, cô cũng là người dược lão nhìn lớn lên. Mạc Phàm là tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vừa tới tiệm thuốc của dược lão chưa tới nửa tiếng, vậy mà khiến dược lão cam tâm tình nguyện hành lễ như thế, chuyện này. Trong chớp mắt, cô có cảm giác vừa rồi mình hơi xem thường Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn tay ra, một dòng linh khí xuất hiện, nhẹ nhàng nâng dược lão lên. Cảm ơn thì không cần, chúng ta nói chuyện chính đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tới nơi này là muốn lan truyền tạo hóa dịch, truyền công chỉ là nhấc tay chi lao. Nếu mức độ dược khí của ông ta không đủ, hắn sẽ không thèm quan tâm. Không cần xét duyệt linh dược của Mạc Đại Sư nữa. Dược lão đứng dậy, cung kính nói. Lúc trước ông ta cảm thấy dược khí trên người Mạc Phàm quá yếu, kém xa dược đồng lâu năm, căn bản xin lỗi hai chữ thần y. Nhưng Mạc Phàm biết được bộ công pháp này, giúp ông ta dược khí hóa hình, hơn phân nửa là ở cảnh giới cao nên không nhìn ra được. Linh dược của Mạc Phàm không cần thiết phải kiểm tra, chắc chắn không phải thứ bình thường. Ông chắc chắn không kiểm tra nữa. Mạc Phàm nhướng mày, xác nhận lại. Tiểu Điệp, cháu lập tức đi sắp xếp lan truyền linh dược của Mạc Đại Sư, phải dùng lực độ lớn nhất, bỏ hết những thứ đang lan truyền đi,
nếu Dạ Vô Nhai có dị nghị gì, bảo cậu ta tới tìm ông. Dược lão ra lệnh cho Lam Điệp. Tính tình ông ta hơi kỳ lạ, nhưng không phải người biết ơn không báo. Mạc Phàm truyền công cho ông ta, cho dù linh dược Mạc Phàm lấy ra là nước lọc, ông ta cũng lan truyền giúp Mạc Phàm. Dược lão, không phải vừa rồi ông bảo để Mạc Đại Sư rời đi sao, sao bây giờ không cần xét duyệt đã lan truyền giúp Mạc Đại Sư, chuyện này không giống với phong cách của ông lắm, còn làm trái với quy củ của Hắc Thị chúng ta, hay là ông kiểm tra một phen, cho đánh giá, nếu không cháu không dễ ăn nói. Lam Điệp nghịch ngợm nói. Bình thường cô bị Dược lão làm sứt đầu mẻ trán, gặp được cơ hội tốt như thế, tất nhiên phải trêu chọc Dược lão một phen. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Khuôn mặt già nua của Dược lão đỏ bừng, giống như gan heo để vài ngày. Ông ta sống lâu như vậy, sớm đã thành nhân tinh, không ngốc như thế. Nếu ông ta kiểm tra linh dược của Mạc Phàm, bất luận linh dược của Mạc Phàm là cực phẩm hay đồ bỏ đi, cuối cùng đều là mặt ông ta. Ông ta biết một chút chuyện Mạc gia và Lâm gia, đơn giản là trả nợ ân tình cho Mạc Phàm, không cần kiểm tra. Lão nhân làm việc cần tiểu nha đầu cháu xen miệng à, có phải cháu muốn sau này không có đan dược nào thông qua xét duyệt hay không? Dược lão trừng Lam Điệp một cái, tức giận nói. Dược lão bất giận, tiểu điệp không dám. Lam Điệp lè lưỡi nói. Mạc Phàm để bốn bình tạo hóa dịch lại, rời khỏi tiệm thuốc. Cuối cùng tạo hóa dịch cũng lan truyền ra. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Mặc kệ Dược lão có kiểm nghiệm ra tác dụng của tạo hóa dịch hay không, ba thứ này đều giống như trận bão, cuốn sạch cả Giang Nam, Hoa Hạ, thậm chí cả thế giới. Lâm gia run rẩy dưới bão táp đi. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, dừng chân ở đầu đường một lát, sắc bén thu lại, quay về trang viên Viên gia. Ba ngày kế tiếp, ở mặt ngoài tỉnh Giang Nam gió êm sóng lặng. Toàn bộ đều chuyển động đâu vào đấy như trước kia. Gió bão nhanh chóng nổi lên trên bề ngoài yên bình, càng ngày càng mãnh liệt, cả Giang Nam đều bị khói mù bao trùm. Lâm gia tranh đấu với Mạc gia, gần như thành đề tài của người cấp cao tỉnh Giang Nam. Dù sao một bên là Lâm gia như đế vương thương trường tỉnh Giang Nam, một bên khác là Mạc đại sư danh tiếng lên cao một năm gần đây. Hai nhà bất luận người nào thua, đều khiến cả Hoa Hạ chấn động. Lưu Tổng, Lâm gia và Mạc gia, ông chuẩn bị đứng về bên nào? Trong một nhà hàng cao cấp, một lão tổng mặc tây trang giá trị xa xỉ, hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là Lâm gia. Lưu Tổng gần như không do dự, nói luôn. Mạc gia đấu với Lâm gia, đúng là tìm lầm đối thủ, cho dù có Mạc đại sư cũng không có bất luận phần thắng nào. Ông cũng đến từ Đông Hải, Mạc gia là đồng hương với ông không suy xét đến Mạc gia sao? Đồng hương đáng mấy đồng, hãy đợi xem, tối hôm nay Mạc gia sẽ thua, tôi không muốn bị Lâm gia diệt luôn. Lưu Tổng cười khinh thường nói. Cùng lúc đó, trong quán trà trăm năm ở Giang Nam. Tươi cười tràn đầy trên mặt Liễu Như Phong, ngồi trong tầng cao nhất ở quán trà, khuôn mặt vênh váo. Liễu tiên sinh, hôm nay tâm tình của ông không tệ đâu nhỉ. Một mỹ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám. Đôi tay thon dài vừa thi triển trà nghệ cấp đại sư của mình, vừa hỏi. Qua tối nay, tâm tình của tôi sẽ càng tốt hơn. Liễu Như Phong cười đắc ý nói. Từ khi Mạc Phàm diệt 23 thế lực cấp S, gần một năm nay, ông ta gần như không có cảm giác được ngủ ngon, câu nói Mạc Phàm không giết ông ta nhưng sẽ khiến ông ta tự sát luôn vang vọng bên tai. Theo Mạc Phàm bế quan, ông ta cứ tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi như thế. Ai biết Mạc Phàm mới xuất quan, liền giết 6 cao thủ hắc bảng, còn bắt giữ Moria đứng thứ 9 trên hắc bảng, từ vị trí thứ 60 leo lên tới thứ 9. Chuyện này càng khiến ông ta như rơi vào địa ngục, ông ta từng nghĩ đến Mạc gia chịu đòn nhận tội. Nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm không chỉ đắc tội Lâm gia Giang Nam, còn đắc tội Hắc Ám Giáo Đình và một số gia tộc có thế lực hùng hậu. Lần này người bị tiêu diệt không phải ông ta, mà là Mạc Phàm và cả Mạc gia, sao ông ta lại không vui? Qua đêm nay, Giang Nam sẽ không còn Mạc gia. Vậy Liễu tiên sinh uống chén trà ô long này, tôi đợi tin tức tốt của Liễu tiên sinh. Mỹ nữ sườn xám bưng trà đưa cho Liễu Như Phong, tươi cười như hoa. Hô hô, đợi xem, ngay tối nay thôi. Liễu Như Phong cười to, uống một hơi cạn sạch trà ô long, con người tỏa sáng như nhìn thấy cảnh Mạc gia bị diệt. 6 giờ tối, Lan Quý Phi. Bởi vì Lâm gia chèn ép. Cuối cùng Lan Quý Phi đóng cửa vài ngày cũng khai trương.
trước cửa sớm đã đổ đầy xe sang, như Mercedes, Benz G-Class, Ferrari, Bugatti Veyron, Lamborghini thấy trên TV, đều thấy được ở nơi này. Một số phú hào, công tử tỉnh bên mặc trang phục hoa lệ dẫn theo bạn đi vào Lan Quý Phi, không thể không nói cục diện rất lớn. Không lâu sau, rất nhanh Lan Quý Phi tụ tập rất nhiều người giàu có. Ở cửa, Lưu Nguyệt như giơ ly rượu vang, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên cao lớn uy vũ đi một mình mới tiến vào. Phong Nhạc, người kia là gia chủ Lưu gia thủ đô sao? Bà không biết về thủ đô lắm, nhưng có một số người nhà giàu đứng đầu, bà vẫn quen. Lưu gia thủ đô, là người nhà của tướng quân khai quốc đó sao? Cha Mạc Phàm hỏi. Không chỉ gia chủ Lưu gia đến đây, hai vị bên cạnh ông ta một người là Trần gia thủ đô, một người là người của Chu gia. Mộc Phong Nhạc chỉ đám người, cười nói. Có những người này, hội đấu giá tối nay sẽ thành công một nửa rồi. Cái gì? Cha Mạc Phàm và đám Lưu Nguyệt như nhìn theo ngón tay Mộc Phong Nhạc, vẻ mặt thay đổi liên tục. Những người đó là người của gia tộc nổi tiếng ở Hoa Hạ, bất luận là ai đều như bá chủ. Những người tới tham gia hội đấu giá của Mạc gia bọn họ, không phải không thể kiếm được số tiền lớn một đêm. Lần này chúng ta có hy vọng rồi. Liệt Hỏa há to miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười nói. Trong số những gia tộc này có mấy gia tộc địa vị ngang với Lâm gia Giang Nam, không thể sợ Lâm gia, khả năng bọn họ thắng sẽ lớn hơn chút. Đừng cao hứng sớm như thế, không đơn giản như vậy đâu. Lưu Nguyệt như nửa vui nửa lo nói. Chuyện Mạc gia tổ chức hội đấu giá lớn như thế, không có khả năng Lâm gia không biết, hội đấu giá này sẽ không thuận lợi như vậy. Còn nữa, trong số những người đó không nhất định đều tới tham gia bán đấu giá. Nhiều người đến vì đồ của Mạc tiên sinh như thế, Lâm gia có thể đuổi bọn họ đi sao? Liệt Hỏa cau mày nói. Nếu Lâm gia đến đây, có một số người không cần Lâm gia đuổi, sẽ tự mình rời đi. Cha Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Khi Mạc gia đoạn tuyệt với Tần gia, ông ta đã nhìn thấu. Chỉ một câu của Tần gia, tất cả những người hợp tác với Mạc gia đều đứng về phía Tần gia. Đúng rồi, Phong Nhạc, Mạc tiên sinh bán đấu giá thứ gì thế? Lưu Nguyệt như tò mò hỏi. Tối nay bọn họ có thành công giữ những kim chủ đó hay không, nhân tố lớn nhất trong đó là bán đấu giá vật phẩm. Bà chỉ nghe được một số thông tin, có tổng cộng hai thứ, một thứ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, một thứ khác là sản phẩm dưỡng da, cụ thể là gì Mộc Phong Nhạc không nói rõ, bà cũng không hỏi nhiều. Nếu hai thứ này hữu danh vô thực, hẳn là không tụ tập được nhiều nhà giàu có như thế. Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân nhìn nhau cười, còn chưa mở miệng, một chiếc xe Porsche màu lam dừng trước cửa Lan Quý Phi. Tươi cười trên mặt Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân cứng đờ, sắc mặt rất khó coi. Đám Lưu Nguyệt Như và cha Mạc Phàm nhìn theo tầm mắt hai người, nhìn thấy người ngồi trong xe, lông mày nhíu lại. Cuối cùng cũng đến đây. Trong xe có một người đàn ông phúc hậu, bộ dạng khoảng 40 tuổi, mặc tây trang giá trị xa xỉ, tay đeo đồng hồ Rolex bản số lượng có hạn, trên mặt tràn đầy tươi cười kiêu ngạo. Người đàn ông này là gia chủ đương thời của Mộc gia, Mộc Hồng Viễn. Mộc gia vì quan hệ giữa Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc, vốn có hợp tác với Mạc gia. Nhưng sau khi Lâm gia lên tiếng, Mộc Hồng Viễn là người đầu tiên phân rõ quan hệ với Mạc gia đứng về phía Lâm gia. Mộc Hồng Viễn mỉm cười bước ra khỏi xe, phía sau lần lượt có hơn 10 chiếc xe sang đuổi tới. Tống Trung người phụ trách khu vực Đông Nam Á của Thanh Bang ở nước ngoài, Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia ở thủ đô, Phương Thần Vũ gia chủ Phương gia Giang Nam, Dư Danh gia chủ Dư gia, Chu Khoát Hải gia chủ Chu gia, vân vân, một đám người lần lượt bước ra khỏi xe. Những người này vừa xuất hiện, không ít khách đã đến bàn tán xôn xao. Trưởng lão Thanh Bang, gia chủ Liễu gia, thế lực bên phía Lâm gia không nhỏ đâu, tối nay có trò hay để xem rồi. Một người chỉ tới xem náo nhiệt cười nói. Thanh Bang, Liễu gia, thế lực nào dậm chân cũng khiến đất rung núi chuyển, nhất là Thanh Bang ở nước ngoài, lại càng quyền thế ngập trời, chấn kinh nước ngoài. Hình như Lâm gia không có ai tới. Một người tìm kiếm trong đám người nói. Người Lâm gia cần tới sao? Người nọ khinh thường nói. Đối phó với Mạc gia, những người này đủ rồi. Đúng vậy. Những người khác gật đầu. Nhưng tôi nghe nói tối nay Lâm thiếu sẽ tới. Người nọ cười thần bí nói. Thật vậy sao? Mọi người đợi xem, hội đấu giá tối nay sẽ rất đặc sắc.
Người nọ hít mắt cười nói. Cách đó không xa, mấy người nghe thấy lời đám người này, liền thay đổi sắc mặt. Lương Tổng, tôi thấy tối nay chúng ta đừng đấu giá tốt hơn. Một thư ký nhỏ giọng nói. Bọn họ đều bị đồ của Mạc Phàm hấp dẫn tới, nhà không phải lão nhân muốn thiên thọ đan, thì Kim Ốc Tảng Kiều muốn chú nhan đan. Người Lâm gia không đến, bọn họ có thể đấu giá, nếu người Lâm gia có mặt, bọn họ dám đấu giá đồ của Mạc gia, đồng nghĩa với việc đối nghịch Lâm gia. Bọn họ không phải là đại lão một phương, Lâm gia có uy hiếp rất lớn với bọn họ. Ái gia, đi một bước tính một bước đi. Lương Tổng thở dài bất đắc dĩ. Cha ông ta dần dần già nua, ông ta vốn chuẩn bị bỏ ra mấy triệu, để cha hưởng thụ thêm vài năm hạnh phúc, xem ra chỉ có thể tính toán khác. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán. Cậu tới nơi này làm gì, tôi nhớ rõ chúng tôi không mời cậu. Lưu Nguyệt Như lạnh lùng liếc Mộc Hồng Viễn một cái, nhíu mày nói. Bà và Mộc Phong Vãn bị ép rời khỏi Giang Nam đến Đông Hải, Mộc gia coi bà như hàng hóa gả cho người khác, là do Mộc Hồng Viễn gây nên. Chị dâu, chị nói như vậy là lục thân bất nhận đó, tuy đại ca đã qua đời, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, chị xem tôi nghe nói mọi người tổ chức hội đấu giá ở đây, chúng tôi lập tức dẫn người đến cổ vũ cho mọi người. Mộc Hồng Viễn cười nói, chỉ vào đám Tống Trung, giống như ông ta thật sự tới cổ vũ. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, trong mắt lóe lên giận dữ. Rõ ràng đám Mộc Hồng Viễn tới quấy rối, lại nói là tới cổ vũ. Ý tốt của cậu tôi nhận, mời các cậu về đi. Lưu Nguyệt Như không cảm kích nói. Nếu để bọn họ tiến vào Lan Quý Phi, không thể nghi ngờ sẽ khiến lượng lớn người rời đi. Đám Mộc Hồng Viễn giống như đoán được, cười đắc ý. Thế nào, các cô đây là sợ chúng tôi đi vào quấy rối, yên tâm, chúng tôi tới đây chỉ muốn xem linh dược của Mạc Đại Sư mà thôi, nếu thật sự có thể đả động đến chúng tôi, nói không chừng chúng tôi sẽ đấu giá mấy món. Mộc Hồng Viễn nói. Tai ông bị điếc à, phu nhân chúng tôi bảo các người cút đi. Liệt Hỏa đứng dậy, tức giận nói. Tiểu tử, cậu muốn làm gì, muốn ra tay sao? Liễu Như Phong cười khẽ, liếc mắt nhìn Liệt Hỏa với vẻ khinh thường, nói. Liệt Hỏa chỉ là võ giả nội kình trung kỳ, cũng dám làm càn trước mặt bọn họ. Không chỉ Liễu Như Phong, trong mắt Tống Trung cũng lộ ra khinh thường. Liễu Như Phong vừa mở miệng, sắc mặt Lưu Nguyệt Như càng khó coi hơn. Sao bà không biết Liễu Như Phong được, gia chủ Liễu gia võ đạo thế gia ở thủ đô? Cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng chỗ ngồi hội đấu giá lần này của chúng tôi có hạn, mời các vị về cho, nếu không chúng tôi chỉ có thể gọi cảnh sát. Lưu Nguyệt Như không nóng không lạnh nói. Hửm, lúc này đám Mộc Hồng Viễn nhíu mày. Nếu Lưu Nguyệt Như không cho bọn họ vào, bọn họ chỉ có thể rời đi, không đạt được mục đích. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai truyền đến. Mạc gia cũng chỉ vậy thôi, vậy mà từ chối khách ở ngoài cửa. Không ít người nhìn về phía người vừa nói, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cửa xe Lamborghini tự động mở ra, một thanh niên ngọc thụ lâm phong mặc tây trang được đặt may riêng bước từ trong xe sang màu lam da, dưới ánh đèn lóa mắt, trong chớp mắt bóng dáng anh tuấn tiêu sái hấp dẫn không ít phụ nữ chú ý. Lâm thiếu cũng đến đây. Không biết người nào kêu lên. Thanh niên này đúng là Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia. Người vừa nói chuyện là anh ta. Thấy rõ người tới, đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc Như gặp kẻ địch, sắc mặt khó coi. Hội đấu giá này có thể là cơ hội cuối cùng để bọn họ trả nợ Lâm gia, cuối cùng người Lâm gia mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất vẫn tới đây. Đám Mộc Hồng Viễn đã đủ phiền phức rồi, Lâm Khuynh Thiên đến sẽ chỉ khiến họa vô đơn chí. Lâm thiếu. Đám Mộc Hồng Viễn nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên đến. Cười khẽ, gật đầu chào Lâm Khuynh Thiên. Những người xung quanh đều tránh ra một con đường, mỉm cười với Lâm Khuynh Thiên, khóe miệng Lâm Khuynh Thiên nhếch lên, liếc mắt nhìn lướt qua đám người, nở nụ cười hài lòng. Nhìn thấy đám người Mạc gia, tươi cười trên mặt anh ta càng đậm hơn, tựa như ác long nhìn chằm chằm con mồi đã lâu. Bị Mạc Phàm đánh bại hai lần liên tục, cuối cùng tối nay cũng phát tiết được. Lan Quý Phi, hội đấu giá cũng vậy. Chắc chắn anh ta sẽ dẫm Mạc gia dưới lòng bàn chân. Lưu phu nhân đúng không, tôi không nhận được thiệp mời, chẳng lẽ bà cũng chuẩn bị đuổi tôi khỏi hội đấu giá này? Lâm Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Như, cười như không cười nói. Chuyện này, Lưu Nguyệt Như lộ ra vẻ khó xử. Bà có thể đuổi Mộc Hồng Viễn, Lâm Khuynh Thiên thì không đơn giản như thế,
Lâm Khuynh Thiên rời đi, chỉ sợ hội đấu giá không diễn ra được. Không đợi Lưu Nguyệt Như mở miệng, mười mấy người được mời cầm ly rượu đi tới. Lưu phu nhân, nếu đầy chỗ, chúng tôi nhường là được, sao có thể để Lâm thiếu, Mộc Tổng quay về, mọi người nói xem có phải không? Một người đàn ông gầy yếu lại xấu xí mặc tây trang ở trong đó cười nịnh nọt nói, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Nhiều cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh đứng về phía Lâm gia, lát nữa muốn đứng cũng không có cơ hội. Không sai, tôi cũng nhường, như vậy là còn chỗ trống rồi. Một ông chủ khác cười nói theo. Nếu các cô đuổi Lâm thiếu đi, tôi cảm thấy không cần thiết phải cử hành, Lan Quý Phi cũng đóng cửa đi. Một người đàn ông khác lạnh lùng nói. Một đám người đứng trước mặt người Mạc gia, trong chớp mắt đứng về phía Lâm gia. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như lại khó coi hơn nhiều, ánh mắt âm tình bất định. Liệt Hỏa lại càng tức đến mức muốn ném tất cả đám người này ra ngoài. Rõ ràng những người này không tới tham gia bán đấu giá, mà dẫm Mạc gia bọn họ vỗ mông ngựa Lâm gia. Đám Mộc Hồng Viễn, Tống Trung nhướng mày, trên mặt tràn đầy đắc ý, nhìn về phía người Mạc gia. Như vậy đã muốn chặn bọn họ ở ngoài cửa, nghĩ quá đơn giản, Lâm thiếu vừa tới, ngăn cản gì cũng thành giấy hết, một cơn gió sẽ thổi phá. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch lên, cười nhạt. Đây chính là uy lực của Lâm gia bọn họ, căn bản không cần anh ta ra tay, vừa đứng ở nơi đó, uy thế từ trước đến nay. Các vị không cần phải rời đi, tôi cảm thấy Mạc gia và Lưu phu nhân đều không nhỏ mọn như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta tham gia. Huống chi lần này tôi không chỉ tới tham gia hội đấu giá, còn mang mấy vật phẩm tới bán đấu giá, muốn mượn hội bán đấu giá của Mạc gia cùng bán đấu giá, tôi nghĩ Lưu phu nhân sẽ không từ chối đâu. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch miệng, cười nói. Anh ta vừa nói những lời này, xung quanh lập tức rộ lên. Lâm thiếu không chỉ tới tham gia bán đấu giá, còn mang vật phẩm bán đấu giá đến, lần này đặc sắc rồi. Có người cười nói. Một chiêu này của Lâm gia đúng là cao minh, không biết Mạc gia có dám để Lâm thiếu tham gia bán đấu giá không? Tôi thấy Mạc gia không có lá gan này. Để Lâm Khuynh Thiên đi vào, người muốn đấu giá linh dược của Mạc gia không dám đấu, không tránh khỏi mất lượng lớn người đấu giá. Lâm Khuynh Thiên còn mang vật phẩm bán đấu giá đến lúc đó sẽ thấy bên phía Mạc gia không có ai ra giá, Lâm gia vừa ra sẽ khí thế ngất trời. Tôi cảm thấy hội đấu giá lần này không cần cử hành nữa. Nơi này thành nơi cử hành lễ chúc mừng của Lâm gia, Mạc gia sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người Mạc gia. Chuyện này, Lưu Nguyệt Như nắm chặt tay, lúc chồng bà còn sống, bà giúp Mộc gia xử lý đủ chuyện, xem như là người trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ. Bà không ngờ Lâm gia sẽ dùng trò này, nói như vậy, chỉ cần bà đồng ý, Mạc gia không chỉ thất bại, còn thua rất thảm hại. Không đồng ý cũng không được. Sao thế, Mạc đại sư không ở đây, Lưu phu nhân không thể làm chủ à? Lâm Khuynh Thiên thấy Lưu Nguyệt Như không trả lời, lại không thấy Mạc Phàm, cười khinh miệt. Ngay cả quyết cũng không quyết được, còn dám đấu với anh ta. Lưu Nguyệt Như nhíu mày im lặng không nói, quả thật chuyện này nằm ngoài phạm vi bà có thể quyết định. Mộc thiếu, Lưu phu nhân không làm chủ được, tôi nghe nói hội đấu giá này là anh chuẩn bị, anh có thể làm chủ được không? Trong mắt Lâm Khuynh Thiên lóe lên giảo hoạt, rời mắt nhìn Mộc Phong Nhạc bên cạnh, cười hỏi. Mộc Phong Nhạc hơi híp mắt lại, muốn đồng ý. Anh ta là người biết rõ vật phẩm bán đấu giá nhất trong đây, đợi bán đấu giá không biết người nào khóc đâu. Nếu Lâm Khuynh Thiên dám đến ngăn cản bán đấu giá của Mạc gia, đâu có đạo lý không đánh mạnh lại. Anh ta còn chưa mở miệng nói, liền bị Tô Nhã Hân ở bên cạnh kéo áo. Cha Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như đều ở đây. Đâu đến lượt Mộc Phong Nhạc nói chuyện. Rõ ràng là Lâm Khuynh Thiên đặt bẫy Mộc Phong Nhạc, đợi Mộc Phong Nhạc chui vào bẫy. Mộc Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, trong chớp mắt liền hiểu được, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lại là một người không có tư cách, xem ra cậu phản bội rời khỏi Mộc gia chúng tôi, ở Mạc gia cũng không giỏi lắm, không khác gì con chó. Mộc Hồng Viên cười nói. Một đám người Mạc gia, vậy mà không có một người làm chủ, đúng là lợi hại. Một người đứng bên phía Lâm gia nói. Vậy mà dám đấu với Lâm gia, đúng là không biết sống chết. Dù sao đều chết, nếu là tôi sẽ lập tức mời Lâm thiếu vào, nói không chừng Lâm thiếu khai ân, tha cho Mạc gia một con đường sống.
đám người bắt đầu nói những lời khó nghe. Ông, Mộc Phong Nhạc nhíu mày, hai mắt như muốn phun lửa. Anh ta muốn gọi Titan ra, giáo huấn những người nói châm chọc một phen, tay cha Mạc Phàm đặt lên vai anh ta. Nếu các vị có hứng thú với hội đấu giá của Mạc gia tôi như vậy, cứ vào đi, chẳng qua chỗ chúng tôi nhỏ, có thêm nhiều người đến như vậy, nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị không lấy làm phiền lòng. Cha Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu Mạc Phàm sắp xếp hội đấu giá, hơn phân nửa sẽ có tính toán của mình. Dù sao đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng, cứ để đám Lâm Khuynh Thiên đi vào đi. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ông. Mạc lão tiên sinh, theo tôi được biết ông ngay cả xưởng dược cũng không quản lý được, sao ông có thể làm chủ, nếu ông không làm được, hay là tôi làm chủ giúp các ông nhé? Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm một cái, cười nói. Một câu này, giống như rót nước vào trong chảo dầu nóng, lửa lập tức bốc lên. Lâm gia làm chủ cho Mạc gia, rõ ràng là coi Mạc gia là nô, chiêu này của Lâm Khuynh Thiên đủ khí phách. Cậu, cha Mạc Phàm vốn đã đầy bụng lửa giận, nghe Lâm Khuynh Thiên nói vậy, tức giận lập tức dâng lên. Sao thế, có vấn đề gì à? Lâm Khuynh Thiên khẽ nâng mắt, cười kiêu ngạo nói. Không chỉ anh ta nở nụ cười, Mộc Hồng Viễn, Tống Trung, Liễu Như Phong cũng cười. Xung quanh có không ít người cười, tiếng cười nối liền nhau, như một đám bàn tay đánh vào mặt đám cha Mạc Phàm. Lâm Khuynh Thiên cậu đủ rồi đó, muốn tham gia hội đấu giá cũng được, dẫn người Lâm gia cậu vào đi. Mộc Phong Nhạc không nhịn được, giận dữ hét. Mạc Phàm chưa ra khỏi động thiên, nếu anh ta không mở miệng, hội đấu giá sẽ không tiến hành được mất. Chỉ cần hội đấu giá diễn ra bình thường, với công dụng của ba thứ Mạc Phàm luyện chế, cuối cùng ai cười còn chưa biết. Không đợi Lâm Khuynh Thiên mở miệng, Mộc Hồng Viễn cười khinh miệt. Phong Nhạc, người Mạc gia không làm chủ được, cậu là một người ngoài có thể làm chủ thay Mạc gia sao? Xung quanh lại tràn đầy tiếng cười. Trong đám người, đám gia chủ Lưu gia thấy một màn này, lắc đầu muốn đi ra ngoài. Bọn họ vốn ôm thái độ hoài nghi tới, dù sao cũng là thứ gia tăng tuổi thọ, khiến dung nhan người ta không già đi, đâu dễ tạo ra như vậy, nếu không phải gắn tên Mạc Đại Sư, bọn họ sẽ không tới. Hiện giờ xem ra hơn phân nửa là bọn họ thành công cụ để Mạc gia đấu với Lâm gia. Nếu là như vậy, bọn họ không cần phải tham gia hội đấu giá. Gia chủ Lưu gia rời đi trước. Không ít người cũng rời đi theo. Chuyện này, sắc mặt đám cha Mạc Phàm khó coi đến mức cực hạn. Ngày mai đến hạn phải trả 200 triệu, tối nay là cơ hội duy nhất của bọn họ. Cơ hội này cứ mất đi như vậy, Mạc gia bọn họ thật sự phải vạn kiếp bất phục. 200 triệu, vô số người mấy đời không kiếm được, càng không nói đến chuyện trả hết. Xem ra hội đấu giá tối nay không tiến hành được rồi. Lâm Khuynh Thiên nheo mắt, cười nói. Hội đấu giá không thể tổ chức, Mạc gia đợi biến mất đi. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh vang lên. Cho dù Lâm Thiên Nam tới, hội đấu giá vẫn tiến hành đúng giờ. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt không ít người thay đổi. Lâm Thiên Nam là người đứng đầu Hoa Hạ, có người dám nói như vậy, khẩu khí đúng là lớn. Tươi cười trên mặt đám Lâm Khuynh Thiên cứng đờ, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng. Hai mắt lấp lánh như vì sao, bước từ trong một chiếc xe ra, theo sau là A Hào mặc tây trang đeo kính râm. Trong chớp mắt, cho dù là Lâm Khuynh Thiên, Liễu Như Phong, Tống Trung, hay là người xem náo nhiệt, trong mắt đều lóe lên dị sắc. Mạc tiên sinh, đám Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc nhìn thấy người tới là Mạc Phàm, thở phào một hơi. Mạc Phàm không tới, hội đấu giá sẽ thất bại mất. Chẳng lẽ tiểu tử này là Mạc Đại Sư trong truyền thuyết? Không ít người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Tuy Mạc Phàm lộ mặt nhiều lần, nhưng chỉ có mấy người chân chính gặp hắn. Rất nhiều người muốn chụp ảnh Mạc Phàm, nhưng ảnh chụp Mạc Phàm không mơ hồ thì không thấy rõ mặt, mỗi lần đều là gương mặt khác nhau. Rất nhiều người biết Mạc Đại Sư còn ít tuổi, nhưng không ngờ Mạc Đại Sư còn chưa tới 20 tuổi. Mạc Phàm chậm rãi đi vào Lan Quý Phi, cho cha mình ánh mắt yên tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám Lâm Khuynh Thiên. Không thể không nói, tối nay đúng là náo nhiệt, chỉ riêng Tiên Thiên Tông Sư đã có mấy vị, nhiều hơn hắn dự đoán một chút. Vừa rồi ai nhường vị trí cho Lâm Thiếu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trên đường tới hắn dùng thần thức kiểm tra nơi này,
chuyện xảy ra ở đây hắn đều biết. Là tôi, làm sao? Người đàn ông xấu xí kia cười khinh thường nói. Còn có tôi nữa. Một người đàn ông khác cười khẽ, nói theo. Một đám người lúc trước chào phúng người Mạc gia không sợ hãi đứng ra, vẻ mặt trêu tức, không để Mạc Phàm vào mắt. Cho dù tiểu tử này là Mạc đại sư thì sao, có nhiều người của Lâm gia, Thanh bang, Liễu gia ở đây như thế, Mạc Phàm dám ra tay à? Cút! Mạc Phàm nheo mắt nói. Một đám vai phụ cũng dám nhân cơ hội dẫm lên Mạc gia bọn họ, nghĩ Mạc gia bọn họ là sàn nhà, ai cũng dẫm được sao? Người đàn ông xấu xí nhếch miệng cười, giơ tay ngoáy lỗ tai. Cút sao, tôi không nghe lầm đấy chứ, chúng tôi là người Mạc gia cậu mời tới, cậu bảo chúng tôi cút thì chúng tôi cút, cậu nghĩ chúng tôi là quả bóng cao su à? Người đàn ông cười nói. Bọn họ sẽ tự đi, nhưng Mạc Phàm đuổi bọn họ đi, vậy bọn họ sẽ không đi nữa. Tiểu tử, cậu quá tự cho là đúng rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt chớp lóe dị sắc. Từng đạo gợn sóng mắt thường không thể thấy bay về phía đám người kia. Các anh còn không bằng quả bóng cao su, không tự mình cút, tôi sẽ để các anh cút. Câu này vừa vang lên, sắc mặt đám người này thay đổi, cuối cùng không cười nổi. Thân thể bọn họ như biến thành tượng gỗ, rõ ràng không muốn, thân thể không chịu nổi khống chế nằm sấp xuống, mọi người lần lượt lăn trên đất. Mạc Phàm, cậu đã làm gì chúng tôi, cậu biết chúng tôi là ai không? Mau thả chúng tôi ra. Mặt người đàn ông xấu xí đầy đất, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ chưa từng thấy chuyện như vậy, giống như là gặp quỷ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, làm như không nghe thấy. Là ai thì sao, lần này Lâm gia sẽ bị hắn diệt, những người đứng bên phía Lâm gia là cái thá gì? Đám người này cút đi, trong ngoài Lan Quý Phi lập tức yên tĩnh lại, không ít người nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Một câu. Liền khiến mười mấy người tự cút. Chuyện này, đám gia chủ Lưu gia chuẩn bị lên xe rời đi, thấy một màn này dừng bước lại, nhìn Mạc Phàm với vẻ hứng thú. Đuổi những người này đi, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Liễu Như Phong một cái, rời mắt nhìn Mộc Hồng Viễn. Ông là gia chủ Mộc gia đúng không? Đúng vậy, Mạc đại sư có gì chỉ giáo? Mộc Hồng Viễn cười kiêu ngạo nói. Mạc Phàm đuổi mấy người kia thì sao, chuyện này nằm trong dự kiến của bọn họ. Dù sao Mạc Phàm là người diệt hoàng gia, đứng thứ 9 trên hắc bảng, sao không có chút tính cách. Những người Mạc Phàm đuổi như cỏ dại ven đường, bị Mạc Phàm cắt một cây, lập tức có mấy cây dài ra. Những người khác và sủng vật đều được vào Lan Quý Phi, nhưng gia chủ Mộc gia ông không thể vào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong chớp mắt sắc mặt Mộc Hồng Viễn khó coi, gương mặt như bị mấy người phụ nữ hư hỏng tát mạnh. Ngay cả sủng vật cũng có thể tiến vào. Ông ta lại không thể, chuyện này khác gì bảo ông ta không bằng chó. Mạc Phàm, cậu nói cái gì? Mộc Hồng Viễn tức giận nói. Mộc gia ông ta kém Lâm gia một chút, nhưng cho dù là Lâm Thiên Phong bình thường đều xưng huynh gọi đệ với ông ta, tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam thấy ông ta cũng phải gọi ông ta một tiếng Mộc lão đệ, vô cùng khách sáo với ông ta. Mạc Phàm là tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà nhục nhã ông ta như thế. Ông có thể thử xem. Hậu quả đi vào cánh cửa này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, ngón tay hắn khẽ cử động, một phù văn cổ xưa bay ra, chớp lóe biến mất vào trong cơ thể Mộc Hồng Viễn. Đến cảnh giới tiên thiên, hắn có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật, ví dụ như phong ấn người thành các loại nguyền rủa động vật. Chỉ cần Mộc Hồng Viễn dám vào cánh cửa này, hắn đảm bảo sẽ khiến Mộc Hồng Viễn biến thành thứ tất cả mọi người không ngờ tới. Mộc Hồng Viễn nắm chặt tay. Vốn định đi qua cửa vào Lan Quý Phi, xem Mạc Phàm có thể làm gì ông ta. Nhưng ông ta nhìn thấy đám người đang lăn ra ngoài, quyết định không vào nữa. Một câu của Mạc Phàm khiến những người đó tự động lăn đi, tất nhiên có thể khiến ông ta xấu mặt trước mặt mọi người. Dù sao hội đấu giá diễn ra bình thường, Mạc gia không có khả năng kiếm được 200 triệu. Ông ta không cần phải mạo hiểm như thế, an vị đợi Mạc gia bị diệt là được rồi. Xem như cậu lợi hại. Ông ta trừng Mạc Phàm một cái, giận dữ rời đi. Mộc Hồng Viễn rời đi, lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên. Nếu cậu muốn thua, thì vào đi. Lâm gia tới tham gia hội đấu giá này, không biết vật phẩm bán đấu giá là gì đây, nếu Lâm Khuynh Thiên muốn thua lần nữa, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng cong lên tươi cười khinh thường. Vậy tôi phải nhìn xem.
lần này cậu khiến tôi thua thế nào? Hai lần trước, anh ta đều thua đậm. Lần này hơn 90% thế lực tỉnh Giang Nam đứng về phía anh ta không tin anh ta ở phòng đấu giá còn có người dám đấu giá đồ của Mạc Phàm. Không ai đấu giá đồ của Mạc gia, anh ta xem Mạc Phàm lấy gì trả nợ 200 triệu. Không trả nợ được, cả Mạc gia đợi biến mất đi. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói, đợi công bố vật phẩm bán đấu giá, Lâm Khuynh Thiên sẽ biết tại sao lại thua. Hắn đi cùng cha, đám Lưu Nguyệt Như, đi vào phòng đấu giá được trang trí trong Lan Quý Phi. Lâm Thiếu, mời mang theo vật phẩm bán đấu giá của cậu đi vào trong. Mộc Phong Nhạc không nóng không lạnh nói. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, anh ta không cần tức giận với người sắp chết. Đợi hội đấu giá vừa kết thúc, người biến mất đầu tiên là Mộc Phong Nhạc. Anh ta cười lạnh lùng, khoát tay. Một nhân viên nữ cao gầy mặc sườn xám màu đỏ bước từ trên xe khác ra. Cô ta cầm hai chiếc hộp đã chuẩn bị trước đó trong tay, hộp được vải đỏ che khuất, không biết là thứ gì. Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn hai thứ này một cái, trong mắt lóe lên sắc bén, dẫn đám người đi vào Lan Quý Phi. Mạc Phàm thua chắc rồi, có thứ này, Mạc Phàm sẽ thua thảm hại hơn. Hai nhà Mạc, Lâm tiến vào, không ít người đưa mắt nhìn nhau, cũng lần lượt tiến vào hội đấu giá. Hội đấu giá bắt đầu. Hội trường ở đại sảnh tầng cao nhất của Lan Quý Phi, thảm màu đỏ tươi, đèn treo lộng lẫy lóa mắt, trang trí tráng lệ. Bởi vì Lâm Khuynh Thiên tham gia bán đấu giá, trên đài có đặt thêm một bàn đấu giá cho Lâm gia. Bên cạnh mỗi bàn đấu giá có một nhân viên nữ, trên bàn đặt mấy thứ. Một bên là Mạc gia, một bên là Lâm gia. Dưới đài, theo vị trí tân khách ngồi, phần lớn mọi người đều ngồi ở phía sau Lâm Khuynh Thiên. Có một số người đang định đấu giá đồ của Mạc gia không thể không ngồi bên phía Lâm Khuynh Thiên. Chỉ có một số ít người ngồi sau Mạc Phàm, giữa chỗ ngồi cố gắng phân ra giới hạn. Mạc gia, Lâm gia, phân chia rõ ràng. Có một số người còn đứng sau Lâm gia, không muốn ngồi bên phía Mạc gia. Một màn này, lập tức khiến đám Lâm Khuynh Thiên cười đắc ý, cũng khiến đám người Lưu Nguyệt Như đứng ngồi không yên. Mạc gia mời nhiều người như thế. 80% đứng phía sau Lâm gia, hiển nhiên là không đấu giá đồ của Mạc gia. Lần này muốn gom đủ 200 triệu, thật sự rất khó khăn. Không chỉ không đủ, có thể bị Lâm Khuynh Thiên ngược vô cùng thê thảm. Bắt đầu đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, làm như không thấy một màn đó, nói với lão bán đấu giá sư trên đài. Người muốn đấu giá sẽ giơ thẻ đấu giá, đuổi cũng không đi, còn những người lắc lư liên tục. Cũng không có tư cách đạt được linh dược của y tiên bất tử hắn. Mạc tiên sinh, chúng ta bắt đầu đấu giá từ nhà ai đây? Bán đấu giá sư hơi xấu hổ hỏi. Ông ta là bán đấu giá sư hơn 40 năm, chủ trì không ít hội đấu giá, giống như tối nay thì là lần đầu tiên. Không ít người nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên và Mạc Phàm, hội trường vô cùng yên tĩnh. Mạc tiên sinh, tôi là Tống Trung trưởng lão Đông Nam Á của Thanh Bang, theo tôi thấy Lâm gia là khách. Vậy bắt đầu bán đấu giá từ Lâm gia đi, đồ của Mạc gia cậu đấu giá sau, thế nào? Tống Trung híp mắt cười đề nghị. Dù sao đấu giá trước sau không có gì khác nhau, Lâm thiếu chịu thiệt một chút, đấu giá đồ của Lâm gia trước, cậu cảm thấy thế nào, Mạc tiên sinh? Liễu Như Phong cười tít mắt nói. Ông ta sợ Mạc Phàm gần một năm, bỗng nhiên bây giờ ông ta cảm thấy Mạc Phàm không còn đáng sợ như trước nữa, tất nhiên phải nhân cơ hội dẫm Mạc Phàm vài cái. Sắc mặt đám Lưu Nguyệt Như thay đổi, bọn họ không biết vật phẩm mà Lâm gia bán đấu giá, nhưng hơn phân nửa là nhằm vào bọn họ mà đến. Đấu giá vật phẩm của Lâm gia trước, không những đè ép khí thế Mạc gia trước, còn lấy đi lượng lớn tiền. Đợi đến lượt Mạc gia bán đấu giá, cho dù vật phẩm bán đấu giá của Mạc gia tốt hơn Lâm gia, muốn đấu giá cũng hữu tâm vô lực. Có thể. Mạc Phàm không thèm nhìn Tống Trung và Liễu Như Phong, khinh thường nói. Mặc kệ Lâm gia lấy ra thứ gì, đều không thể đánh đồng với hắn, kết quả ai đấu giá trước đều như nhau. Ở trước mặt hắn, những thủ đoạn nhỏ đó không có tác dụng. Hắn muốn xem Lâm gia gia tộc cổ xưa Hoa Hạ có thể lấy ra thứ gì bán đấu giá. Lâm Khuynh Thiên khẽ nâng mắt, cười nhìn Mạc Phàm, lắc đầu. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ tranh vùng vẫy, vậy mà Mạc Phàm để Lâm gia bọn họ đấu giá trước, Mạc gia đợi chết đi. Mạc tiên sinh. Như vậy không hay lắm đâu. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Đợi công bố vật phẩm bán đấu giá bà sẽ biết. Mạc Phàm cười khẽ,
nói với Lưu Nguyệt Như. Lông mày Lưu Nguyệt Như giãn ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía bàn đấu giá. Nếu Mạc tiên sinh không có ý kiến, vậy thì bắt đầu từ Lâm gia trước, mời mang vật phẩm bán đấu giá của Lâm gia lên đài. Bán đấu giá sư nói. Nhân viên nữ kia cười, cầm vật phẩm bán đấu giá đi về phía bàn đấu giá. Bán đấu giá sư cầm tấm thẻ giới thiệu vật phẩm bán đấu giá, sắc mặt lập tức thay đổi, yết hầu bắt đầu cử động. Đây là. Nhìn biểu cảm của bán đấu giá sư, đám Lưu Nguyệt Như càng lo lắng hơn, Lâm Khuynh Thiên thì cười đắc ý. Rõ ràng là bán đấu giá sư bị vật phẩm bán đấu giá của Lâm gia dọa sợ, dù làm bán đấu giá sư hơn 40 năm, đủ để thấy rất nhiều thứ chân quý. Rất lâu sau, bán đấu giá sư mới phản ứng kịp, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cố nặn ra nụ cười vui vẻ, run rẩy nói. Hoan nghênh mọi người tham gia hội đấu giá tối nay Lâm gia bán đấu giá hai vật phẩm, thứ nhất là trường sinh quả. Bán đấu giá sư nói. Đồng thời người nữ đứng cạnh vén một tấm vải đỏ trong đó lên, mở hộp do hàn ngọc chế thành dưới vải ra. Hộp ngọc có tổng cộng 10 ô vuông, bên trong đặt quả to bằng nắm tay trẻ con. Quả này như bạch ngọc, mặt ngoài còn có đạo đường vân màu vàng, bên trong giống như quỳnh tương ngọc dịch lưu chuyển, nhìn làm người ta muốn ăn. Nhìn thấy thứ này, hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh bán đấu giá đều khiếp sợ. Cái gì? Trường sinh quả. Vậy mà Lâm gia lấy trường sinh quả ra bán đấu giá. Có người đứng bật dậy, vô cùng khiếp sợ nói. Trường sinh quả tên cũng như nghĩa có tác dụng trường sinh, tuy không thể trường sinh thật, nhưng có thể tăng vài năm tuổi thọ. Không ai biết thứ này sinh trưởng ở đâu, nhưng gần như cả giới nhà giàu ở Giang Nam đều biết, Lâm gia có trường sinh quả. Lúc trước Lâm gia lấy một trường sinh quả ra, đưa cho cán bộ kỳ cựu về hưu. Cán bộ kỳ cựu này vốn đã hấp hối. Sau khi ăn trường sinh quả vào, lại sống vui vẻ thêm được 3 năm. Thứ này lan truyền điên cuồng ở Giang Nam, không ít người không tiếc hao phí ngàn vàng mua thứ này của Lâm gia, nhưng không thấy Lâm gia bán. Hội đấu giá lần này, vậy mà Lâm gia lấy 10 quả ra. Giá quy định bao nhiêu, tôi muốn tất cả. Lương Tổng kích động nói. Lương Tổng, ông quá tham rồi, tôi ra gấp 2 ông, lấy hết. Một lão Tổng khác nói. Ông ta tưởng rằng Mạc gia lấy thứ gì ra tăng tuổi thọ ra, Lâm gia lại lấy trường sinh quả, có thứ này còn cần linh dược Mạc gia à? Tôi ra giá như Lưu Tổng, chỉ cần 2 quả thôi. Chỉ trong phút chốc, đại sảnh bán đấu giá sôi trào hừng hực, tranh nhau ra giá. Bọn họ đều là người Giang Nam, trường sinh quả rất nổi tiếng, sao bọn họ có thể không biết? Bà nghĩ Lâm gia sẽ châm chọc bọn họ lấy linh dược dưỡng sinh, chú Nhan gia. Chỉ là không ngờ Lâm gia ra tay hào phóng đến thế. Ra tay lần đầu đã lấy trường sinh quả, không phải thứ kế tiếp sẽ là. Nghĩ vậy, hai tay Lưu Nguyệt Như nắm chặt lấy váy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay cả sắc mặt Mộc Phong Nhạc cũng thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Anh ta biết tác dụng của Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành, nhưng hai thứ này có so được với trường sinh quả của Lâm gia hay không, anh ta không biết. Mạc Phàm nhìn 10 quả kia, trong mắt hơi híp lại, hàn quang chớp lóe lướt qua. Vậy mà Lâm gia có nhiều thứ như thế, đúng là đáng chết. Bán đấu giá sư thấy bầu không khí nóng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên trưng cầu ý kiến. Lâm Khuynh Thiên cười khẽ, liếc mắt nhìn bên phía Mạc Phàm một cái, vẫy tay với bán đấu giá sư, ý bảo ông ta tiếp tục. Mọi người bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ngoại trừ trường sinh quả ra, vật phẩm bán đấu giá còn lại của Lâm gia là 10 giọt thiên ngọc tủy. Tôi cũng không cần phải giải thích thứ đó nữa đâu nhỉ. Lão bán đấu giá sư lau mồ hôi, vô cùng khiếp sợ nói. Nếu trường sinh quả là bảo vật của tiên gia, thì thiên ngọc tủy là cực phẩm trong bảo vật tiên gia. Thứ này không chỉ có tác dụng tăng tuổi thọ, còn khiến lão nhân 80 biến thành tiểu tử hơn 20 tuổi, có tác dụng liên tục từ 2 đến 3 năm. 5 năm trước thiên ngọc tủy đã xuất hiện một giọt ở hội đấu giá, từng đấu giá 2.6 triệu. Người lấy được là một lão Thái Kiều gia ở Giang Nam. Khi lão Thái Kiều gia qua đời, giống y đúc khi vừa mới gả. Ông ta đấu giá nhiều bảo bối như thế, không ngờ khi còn sống còn phụ trách hai loại này. Một tấm vải đỏ khác cũng được vén lên, có tổng cộng 10 bình lưu ly trong suốt, trong mỗi bình chứa một giọt chất lỏng trong suốt như ngọc. Nhân viên nữ kia mở một bình lưu ly ra, khẽ thổi một cái, mùi thơm thấm lòng người lan tràn quanh sảnh bán đấu giá. Ông trời của tôi, đúng là thiên ngọc tủy.
rầm, trong số đám người đứng dậy, có không ít người sửng sốt đặt mông ngồi lại ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Bình Lưu Ly với vẻ ngơ ngẩn, mãi mới lấy lại tinh thần. Thiên Ngọ, Xê Tủy còn chân quý hơn Trường Sinh Quả. Hội đấu giá tối nay đúng là không tới vô ích, vậy mà thấy được hai thứ trong truyền thuyết. Cũng may Mạc gia đấu với Lâm gia, nếu không sao Lâm gia lại lấy hai thứ này ra. Cảm ơn đại ân đại đức của Lâm gia. Có người cảm kích nói. Trong số bọn họ có không ít người đến vì trưởng bối, Lâm gia lấy thứ này ra, đồng nghĩa với việc ban ân cho bọn họ, tất nhiên phải cảm ơn. Ha ha, cảm ơn thì không cần, tất cả mọi người đều là người Giang Nam, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đấu giá được đồ là được. Lâm Khuynh Thiên mỉm cười nói, trong mắt hiện lên khinh thường. Chỉ là Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy mà thôi, trong kho Lâm gia có rất nhiều. Lâm gia uy vũ. Sau này chúng tôi sẽ vì Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có người cười nịnh nọt nói. Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí trong sảnh bán đấu giá bị hai vật phẩm của Lâm gia đẩy lên cực hạn. Hội đấu giá này thành hội đấu giá của Lâm gia, Mạc gia sẽ làm được gì? Lâm gia ra tay hào phóng bán đấu giá hai thứ này, Mạc gia so thế nào? Trừ phi Mạc gia có thể lấy tiên đan trong truyền thuyết, nếu không không cần lôi đổ ra nữa. Phần lớn những người ngồi sau Mạc Phàm đều đứng ngồi không yên, có mấy người cười áy náy với Mạc Phàm, đi về phía bên Lâm Khuynh Thiên. Người còn lại cũng nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên do dự, giống như đang xoắn suýt nên đi hay ở. Gần 10 năm nay, Lâm gia chỉ lấy một Trường Sinh Quả và một giọt Thiên Ngọc Tủy. Lần này lấy nhiều thứ ra như thế, đúng là hiếm có, bỏ lỡ không biết phải đợi bao lâu. Bọn họ đợi được, lão nhân trong nhà không đợi được. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như khó coi đến cực hạn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tiểu Phàm, chúng ta sao đây? Cha Mạc Phàm muốn nói lại thôi. Kiếp trước hắn chưa từng thấy hai thứ này, nhưng dựa vào biểu cảm của mọi người cũng nhìn ra được, chắc chắn hai thứ này bất phàm. Cha, không cần gấp. Mạc Phàm cười, lạnh nhạt nói. Được rồi. Cha Mạc Phàm thở dài. Bán đấu giá sư thấy đến thời gian rồi, mở miệng nói. Chư vị, hai thứ này giá thấp nhất là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 500 vạn, 10 người ra giá cao nhất có thể đạt được Thiên Ngọc Tủy, 10 người sau có thể đạt được Trường Sinh Quả, bây giờ bắt đầu. Bán đấu giá sư vừa nói xong, không đợi những người khác mở miệng, Liễu Như Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua phía Mạc Phàm. Liễu gia tôi ra 10 triệu, mua một giọt Thiên Ngọc Tủy. 10 triệu. Không ít người nuốt nước bọt. Lần trước bán đấu giá Thiên Ngọc Tủy chỉ đấu giá 2.6 triệu, tuy là 5 năm trước, nhưng lập tức tăng gấp 4 lần, quả thực hơi đắt. Liễu gia thủ đô, không hổ là gia tộc đứng đầu. Thanh bang chúng tôi cũng ra 10 triệu, mua một giọt Thiên Ngọc Tủy. Tươi cười của Tống Trung Như Đao, cũng đứng dậy theo. Chỉ là 10 triệu mà thôi, dùng để dẫm Mạc đại sư một cước cũng đáng. Tôi cũng ra 10 triệu mua một giọt Thiên Ngọc Tủy. Một người đàn ông châu Âu cười nham hiểm, cũng đứng dậy nói. Vị này là... Có người nhìn chằm chằm người đàn ông châu Âu xa lạ này nói. Không đợi bọn họ đoán ra thân phận của người đàn ông châu Âu, có người khác đứng dậy. Vậy tôi... Lương Tổng cũng nói. Phần lớn là 10 triệu, không đứng ra chỉ sợ ngay cả Thiên Ngọc Tủy cũng không lấy được, thậm chí là Trường Sinh Quả cũng không có. Chỉ trong phút chốc, Liễu gia thủ đô, một người đàn ông châu Âu, Dư gia, Phương gia, Chu gia và 20 thế lực đều đứng dậy. Mỗi người đều là 10 triệu, giống như ở trong mắt bọn họ 10 triệu như 10 đồng, căn bản không đáng tiền. 20 người 10 triệu, cả sảnh bán đấu giá lặng ngắt như tờ, không ít người há to miệng, trợn mắt há miệng. Một người 10 triệu, 10 quả Trường Sinh Quả và 10 giọt Thiên Ngọc Tủy cộng lại là 200 triệu. Nhiều tiền như thế, không chỉ thành một đại gia tộc, còn mua được một tiểu quốc. Vô số người phấn đấu 100 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, nhưng Lâm gia chỉ cần một phút đồng hồ. Ngay cả một số trang web mua sắm nổi tiếng, cũng không kiếm tiền nhanh như Lâm gia. Bán đấu giá sư cũng hoảng sợ, ông ta hành nghề nhiều năm như thế, chưa từng bán giá cao như tối nay. Tròn 200 triệu, đây tuyệt đối là kỷ lục. Rất lâu sau, bán đấu giá sư mới lau mồ hôi trên trán, gõ búa 3 lần. Chúc mừng Lâm Thiếu. Cũng chúc mừng các vị đấu giá được Thiên Ngọc Tủy và Trường Sinh Quả. Bán đấu giá sư vừa nói xong,
lúc này sảnh bán đấu giá mới dần dần khôi phục không khí lúc trước. Không ít người bàn tán xôn xao, đề tài đều là kính nể và ngưỡng mộ Lâm gia, không nghe thấy nửa chữ Mạc. Đúng lúc này, Lâm Khuynh Thiên cho một tay vào túi, mỉm cười đứng dậy. Lâm gia chúng tôi đã kết thúc bán đấu giá, có phải nên đến Mạc gia rồi không? Anh ta vừa nói xong, mọi người nhíu mày, tất cả đều nhìn về phía Mạc gia. Mạc gia còn đấu giá sao? Có người cười hỏi. Lâm gia vừa ra tay là Quả Trường Sinh và Thiên Ngọc Tủy, đẩy hội đấu giá lên cao. Nếu Mạc Phàm không lấy được đồ tốt của Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy, sẽ bị khinh bỉ chê cười. Với thực lực của Mạc gia, sao có thể hào phóng như Lâm gia? Sao tôi cảm thấy hội đấu giá đã kết thúc rồi nhỉ? Một lão tổng trêu đùa nói. Lâm gia đấu giá được 200 triệu, chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Đợi thua vùng vẫy tìm nhục, không bằng thức thời một chút, tự mình rời đi. Hay là lấy ra xem đi, để chúng ta mở mang tầm mắt, nhớ đâu Mạc gia có thể lật bàn thì sao? Lật bàn, ông cho rằng cái bàn này làm bằng giấy, dễ lật như vậy à? Hô hô, xung quanh lại tràn đầy tiếng cười. Đám Lâm Khuynh Thiên, Liễu Như Phong, Tống Trung đều nhếch miệng cười, nhìn về phía đám Mạc Phàm, tựa như đang nhìn con mồi trong nhà giam. Mạc tiên sinh, Mạc gia cậu còn đấu giá không? Bán đấu giá sư cố nặn ra nụ cười, xấu hổ hỏi. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc rất khó coi, toàn bộ đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, khóe miệng cười như không cười. Còn, nhưng người bán đấu giá phải phù hợp một điều kiện. Bọn họ cử hành hội bán đấu giá, đâu có đạo lý không tham gia. Thực cho rằng Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy rất cao cấp sao, nếu biết hai thứ này đạt được thế nào, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không ăn, một đám người lại dùng 10 triệu bán đấu giá. Mạc tiên sinh, có điều kiện gì? Bán đấu giá sư hỏi. Đồ Mạc gia giới hạn ở người đấu giá bên phía Mạc gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cá và chân gấu, không thể chung được. Nếu những người này đứng bên phía Lâm gia, sẽ mất đi cơ duyên bên phía hắn. Cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ, đồ của Mạc gia không cho chúng ta đấu giá. Một lão tổng cao giọng cười nói. Mạc Phàm bán đấu giá thứ gì còn chưa biết, vậy mà không cho bọn họ đấu giá. Phía sau Mạc gia chỉ còn đám người linh tinh, Mạc gia gần như khó mà gom đủ 200 triệu, từ chối bọn họ đấu, càng không kiếm được nhiều. Mạc đại sư cũng quá kiêu ngạo rồi, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ bán đấu giá đồ của Mạc gia sao? Có người châm chọc khiêu khích nói. Đúng vậy, cậu ta nghĩ mình lấy tiên đan thần dược ra sao? Khẩu khí của Mạc gia lớn thật, hừ. Tiếng oán giận và trào phúng vang lên. Bọn họ đều là người có uy tín danh dự, vốn có một số người bất đắc dĩ mới đến bên Lâm gia, lấy đồng tình báo đáp Mạc gia, dù sao Lâm gia quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Hiện giờ lửa giận xuất hiện trong lòng đám người. Đám Lâm Khuynh Thiên nhớn mày, nhìn nhau lắc đầu cười. Bên bọn họ đã thắng chắc, một chiêu này của Mạc Phàm gần như là tự tìm đường chết. Từ chối người bán đấu giá bên phía Lâm gia, gom đủ 200 triệu thế nào? Vẻ mặt đám cha Mạc Phàm sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định. Chuyện này, tất cả mọi người ngồi xuống đi, chúng ta cùng xem vật phẩm Mạc tiên sinh lấy ra bán đấu giá là gì. Lâm Khuynh Thiên nói với đám người phía sau. Trên hội trường, lúc này mới yên tĩnh lại, phần lớn đều nhìn bàn đấu giá của Mạc Phàm với vẻ khinh thường, ngồi đợi Mạc gia mất mặt. Mạc Phàm cười khinh thường, gật đầu với nhân viên nữ kia. Nhân viên nữ kia cười khẽ, đặt vật phẩm bán đấu giá lên trên bàn đấu giá. Bán đấu giá sư cầm lấy thẻ để trên bàn, lông mày lập tức nhíu lại, vẻ mặt do dự. Rốt cuộc Mạc gia bán đấu giá thứ gì thế, nói xem. Có người thấy bán đấu giá sư không nói, không kiên nhẫn kêu lên. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của Mạc gia là một loại đan dược, tên là Thiên Thọ Đan, phục dùng một viên có thể tăng 10 năm tuổi thọ, một người chỉ phục dùng được 3 viên. Bán đấu giá sư ngẩng đầu, nói. Đại sảnh bán đấu giá như một trái bom ném vào trong nước, không nổ tung phát hỏa, mà vô cùng yên tĩnh. Không chỉ không hót như khi mới lấy Trường Sinh Quả ra, hoàn toàn là một trời một vực. Rất lâu sau, giọng nói trêu tức vang lên. Thiên Thọ Đan. Đó là thứ gì thế, tôi chưa từng nghe nói đến, các ông từng nghe nói chưa? Không phải là kim đan mà hoàng đế cổ đại ăn đấy chứ,
bên trong đều là kim loại, đừng nói là tăng 10 năm tuổi thọ, không chỉ sống ít đi 10 năm, còn khiến người ta bất lực trên giường, muốn chơi phụ nữ cũng không chơi được, chỉ có thể nhìn người phụ nữ của mình bị người khác chơi. Thứ này có thể tăng 10 năm tuổi thọ, vậy tôi có thể sống đến 200 tuổi rồi. Tiếng cười mỉa vang lên, rõ ràng là không tin đó là sự thật. Trường sinh quả của Lâm gia có tác dụng thật, có chứng cứ kiểm tra. Bỗng nhiên Mạc Phàm lấy một viên thuốc ra, nói có thể tăng 10 năm tuổi thọ, tất nhiên không ai tin. Phía sau Mạc Phàm, đám gia chủ Lưu gia thủ đô cũng nhíu mày, do dự. Bọn họ đến vì thứ này, thậm chí còn từ bỏ trường sinh quả và thiên ngọc tủy của Lâm gia. Viên thuốc này có thể tăng tuổi thọ nhiều đến vậy sao? Thuật luyện đan ở Hoa Hạ đã tồn tại mấy ngàn năm, có từ thời Tần Thủy Hoàng. Nhưng không có một viên có thể kéo dài tuổi thọ thật, những người phục dùng đan dược đó không ai sống lâu hơn. Thuốc của Mạc gia là thật sao? Thuốc tăng 10 năm tuổi thọ quy định giá bao nhiêu? Một lão tổng cười hỏi. Giá thấp nhất là 1 triệu. Bán đấu giá sư cười nói. 1 triệu, một viên độc dược mà đắt như thế, tôi ra 1.000 vạn có bán không? Một lão tổng cò kè mặc cả nói. Tôi ra 100 vạn mua 2 viên, chuẩn bị về cho chó ăn, chó nhà tôi sắp chết già rồi. Các ông ra 10 triệu cũng không mua được, ông quên rồi à, Mạc gia không cho chúng ta đấu giá. Một người khác nhắc nhở. Hình như là vậy, xem ra tôi không có cơ hội cho chó ăn rồi. Mấy lão tổng kia tiếc nuối nói. Đám Lâm Khuynh Thiên cũng cười, vậy mà Mạc gia lấy đan dược tên Thiên Thọ Đan, bọn họ chưa từng nghe nói đến. Cho dù thật sự kéo dài tuổi thọ, ai dám phục dùng. Đám người Mạc gia tức muốn chết, A Hào và Liệt Hỏa cùng đứng bật dậy. Rất buồn cười à, muốn đấu giá thì đấu, không muốn thì biến, nếu không tôi tiễn các người. A Hào tức giận nói. Một đám người không đấu giá thì thôi, còn ở đây nói mát. Ôi, Mạc gia tức giận, các cậu không cho cười chúng tôi không cười, đừng tức giận, đừng tức giận. Có một người nói. Tiếng cười nhạo vẫn vang lên, chỉ nhỏ hơn chút. Mạc tiên sinh, không biết Thiên Thọ Đan này từng làm thí nghiệm chưa, hay có thí nghiệm không? Lưu Văn Thiên gia chủ Lưu gia khách sáo hỏi. Nếu chưa từng thí nghiệm, ông ta chỉ có thể rời đi. Lưu Văn Thiên mới mở miệng, không ít người gật đầu. Nhớ đâu ăn xong rồi chết, bọn họ chỉ có thể khóc, tiêu tiền mua độc dược, đúng vậy, Mạc tiên sinh, thuốc này có đáng tin không? Nếu đáng tin bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Một người khẩu âm Bắc Kinh nói. Mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Lúc này âm thanh cộp cộp truyền từ sau đài đến, không nhanh không chậm, càng đi càng gần. Cộp! Âm thanh dừng lại, hai bóng người cao lớn uy nghiêm đi từ sau đài đến trên bục đấu giá. Tiểu Lưu, tôi uống đan dược của Mạc tiên sinh gần 1 năm, tóc đều biến thành đen, cậu còn muốn thí nghiệm không? Giọng nói này mới vang lên, cả sảnh bán đấu giá lập tức khiếp sợ. Những người cười đùa nhìn thấy hai lão giả trên đài, tươi cười lập tức cứng đờ. Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử. Chuyện này, trên mặt không ít người như bị đánh, khóe miệng giật giật, nhưng không phát ra tiếng. Tuy Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử đã về hưu, thế lực Tần gia và Lạc gia hoàn toàn không cùng cấp bậc với Lâm gia. Nhưng bọn họ là tướng quân khai quốc. Chỉ cần còn một hơi thở, đều không thể khinh thường. Thân phận của hai bọn họ, vậy mà hạ thấp giá trị con người quảng cáo cho Mạc gia. Chuyện này, Lưu Văn Thiên từ thủ đô tới nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi lên đài. Bác Tần, chú Lạc, hai người đây là. Lưu Văn Thiên khẩn trương nói. Tới nói thật, thuận tiện đấu giá linh dược của Mạc tiên sinh, thế nào, ngay cả lời lão tử nói cũng không tin. Lạc Phi tức giận nói với Lưu Văn Thiên. Cháu tin, cháu tin. Lưu Văn Thiên vội vàng nói. Nếu giang nam này có người khiến Lưu Văn Thiên ông ta sợ hãi, chắc chắn Tần Lão và Lạc Lão nằm trong đó. Nhất là Lạc Phi, trước đây ông ta được đưa tới làm thuộc hạ của Lạc Phi, bị Lạc Lão đánh không ít lần. Hai lão gia tử đều tự mình đến, chắc chắn thuốc này là thật. Còn ai không tin không, không tin cũng không sao, dù sao các người chỉ có thể nhìn. Lạc Phi liếc mắt nhìn người dưới dài một cái, không khách sáo nói. Hai lão gia tử cùng đi xuống với đám Lưu Văn Thiên, ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Dưới đài, sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khẽ đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Hai lão gia tử ủng hộ Mạc Phàm,
anh ta đã sớm dự liệu. Nhưng hai bọn họ đến có thể giúp Mạc Gia lật bàn, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Tần lão và Lạc lão mới ngồi xuống, một giọng nói chói tai vang lên. Người Hoa Hạ các ông xem trọng chứng cứ nhất, cho dù hai lão gia tử nói vậy, cũng không thể chứng minh thuốc này có tác dụng. Không ít người nhìn người vừa nói, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông châu Âu đấu giá Thiên Ngọc Tùy. Người khác sợ tướng quân khai quốc Hoa Hạ, anh ta thân là người của Hắc Ám giáo đình, không có gì phải sợ. Vị tiên sinh này nói không sai, thuốc quan trọng như thế, không thể vì một câu của lão gia tử mà tin là thật được. Những người khác không dám nói to, nói thầm nho nhỏ. Các người lặp lại lần nữa xem. Lưu Văn Thiên đứng dậy, mắt hổ như đuốc nhìn xung quanh. Tần, Lạc lão gia tử đều là trưởng bối của ông ta, tất nhiên ông ta không cho phép người khác bất kính với bọn họ. Xung quanh, hô hấp của không ít người bị kiềm hãm. Lưu gia thủ đô, không phải người bình thường có thể chọc được. Lưu lão gia tử Lưu gia là người khai quốc có công lớn không nói, Lưu Văn Thiên thế hệ sau của Lưu gia cũng giữ chức vị quan trọng, có thể nói xưng bá một phương ở thủ đô. Lưu tiên sinh, tôi nhớ nơi này là Giang Nam đúng không? Lâm Khuynh Thiên cười khinh thường, đứng dậy nói. Một câu đơn giản, không nóng không lạnh, nhưng nói cho Lưu Văn Thiên biết nơi này là địa bàn của Lâm gia, người thủ đô muốn dương oai ở đây phải hỏi anh ta trước. Cậu! Lưu Văn Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên. Lưu gia chỉ lợi hại ở thủ đô, cường long không áp địa đầu xà, đắc tội Lâm gia ở đây, sẽ không có trái cây ngon để ăn, ví dụ như vậy không phải chưa từng có. Lúc trước có thái tử gia ở thủ đô đến Giang Nam, kết quả bị đại tiểu thư Tống gia đuổi đi vô cùng chật vật. Đại sảnh bán đấu giá tràn đầy mùi thuốc súng. Tiểu Lưu, ngồi xuống đi, bọn họ nói không sai, lời tôi nói không hẳn là đúng, nhưng để bọn họ biết mình sai là được. Bộ dạng Tần lão gia tử tràn đầy tự tin, cười hiền hậu nói. Ông ta tự mình uống thuốc của Mạc Phàm, tất nhiên biết tác dụng. Một đám ngốc mà thôi, không cần so đo với bọn họ. Lưu Văn Thiên liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, ngồi xuống. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Mạc Phàm, cười đắc ý. Mạc gia mời hai vị lão gia tử tới chỉ khiến cục diện hơi rung chuyển, mượn sức đám Lưu Văn Thiên, căn bản không có tác dụng gì. Nơi này là Giang Nam, không có đường sống để người khác dương oai. Mạc tiên sinh, cậu muốn tiếp tục đấu giá đồ của Mạc gia hay không đây, nếu các cậu không đưa ra được chứng cứ hữu lực. Tôi cảm thấy đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người thì hơn. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Vẻ mặt Mạc Phàm không vui không buồn, liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái. Lúc trước tôi nói, nếu cậu muốn thua thì cứ vào, bây giờ những lời này sẽ có tác dụng. Hắn nói xong liếc mắt ra hiệu với Mộc Phong Nhạc. Trò hay mới bắt đầu, đâu có đạo lý kết thúc. Bốp bốp, Mộc Phong Nhạc vỗ tay. Một bác sĩ mặc áo dài trắng đẩy một cái lồng sắt đi lên đài. Trong lồng, một con khỉ da bọc xương, làn da đều đã dán vào xương, hai mắt vô thần, lông trên người đều trắng, cuộn người nằm trong một góc, cái bụng nhanh chóng lên xuống, rõ ràng là hô hấp khó khăn. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, con khỉ này đến tuổi chết rồi. Con khỉ này vừa được đẩy lên, không ít người lắc đầu cười. Nhất là Lâm Khuynh Thiên, lại càng cười khinh thường. Có thể gia tăng tuổi thọ chưa bao giờ uống vào là có tác dụng ngay. Cho dù là Thiên Ngọc Tủy của Lâm gia cũng phải 3 ngày mới thấy tác dụng. Lúc này Mạc gia đẩy một con khỉ già ra, chẳng lẽ muốn bọn họ đợi ở đây 3 ngày? Nói đùa. Tôi cảm thấy con khỉ già này uống thuốc kia sẽ sinh ra một con khỉ con. Có người cười nói. Sinh khỉ con ông đừng có nghĩ, tôi dám cược con khỉ này sống không quá 3 phút. Đừng nói nữa, coi như xem chuyện cười đi, cẩn thận Mạc đại sư để ông lăn ra đó. Không ít người cười đùa, nhìn cái lồng trên đài. Bác sĩ kia nhận một viên thiên thọ đan trong tay nhân viên nữ, đưa cho con khỉ. Con khỉ tưởng là thức ăn, hữu khí vô lực nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn nhét vào miệng, nhắm mắt ngủ tiếp. 1 phút, con khỉ chậm rãi nhắm hai mắt. Không ít người lắc đầu. 2 phút, vẫn vậy. Rất nhiều người nở nụ cười. 3 phút, con khỉ không có một chút phản ứng, trái lại hô hấp chậm hơn. Tôi nói rồi mà, nó sống không quá 3 phút, con khỉ này xong rồi. Lão tổng kia nhẹ nhàng thở ra, đắc ý nói. Xung quanh lại tràn đầy tiếng cười, Mạc gia nói đan dược có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ,
vậy mà độc chết con khỉ, nếu tin tức này lan ra, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu để báo Giang Nam. Đám Lâm Khuynh Thiên nhếch miệng, lắc đầu cười. Xem lần này Mạc Gia có biến mất không? Đúng lúc này, xoẹt một tiếng. Con khỉ mở to mắt, trong mắt nó nở rộ tinh quang, xoay người nhảy lên, lồng sắt chấn động. Chỉ thấy lông trắng trên người nó nhanh chóng rụng xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thay vào đó là một tầng lông đen, làn da dán vào xương như bơm đầy, bắp thịt lồi ra từng khối. Giống, con khỉ gào rú hưng phấn, dùng lực đập vào lồng sắt, một tay vươn về phía bác sĩ, giống như nếm được ngon ngọt của viên đan dược, muốn thêm viên nữa. Chỉ chưa tới 3 phút, một con khỉ vừa già vừa gầy không còn bộ dạng nửa sống nửa chết lúc trước, như quay về thời trung niên, thậm chí còn hơn. Ở đây, trên thì đám Lâm Khuynh Thiên, dưới thì bán đấu giá sư và nhân viên nữ đều khiếp sợ. Đây là cải lão hoàn đồng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.